Người trẻ tuổi, chịu trói đi. Lúc này, Giang Tuyền Tổng đốc thành phố Giang nhìn Diệp Phàm, nói. Ông là Tổng đốc thành phố Giang. Diệp Phàm nhìn Giang Tuyền, lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Giang Tuyền gật đầu nói. Ông muốn nhúng tay chuyện giữa tôi và nhà họ Giang. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hiện tại cậu giết chóc khắp nơi như vậy, thân là Tổng đốc thành phố Giang, sao có thể ngồi yên mặc kệ. Bắt lấy. Giang Tuyền kêu lên. Ngay lập tức hơn 1.000 chiến sĩ quân canh phòng xông lên đến chỗ Diệp Phàm. Cút. Diệp Phàm lạnh nhạt quát. Ầm. Đột nhiên, trên người Diệp Phàm phát ra hơi thở khủng bố, dòng khí vô hình lan ra, đập vào trên người hơn 1.000 vị chiến sĩ quân canh phòng. Hơn 1.000 chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, liên tục phun máu. Những người khác có mặt tại hiện trường ngây ra như phỗng. Giang Tuyền và ông lão nhà họ Tôn kinh ngạc ngây người. Giây tiếp theo, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Giang Tuyền, hắn dùng một tay bóp chặt cổ ông ta, không muốn chết, dẫn theo người của ông cút đi. Diệp Phàm nói xong, vứt Giang Tuyền ra ngoài. Thân thể của vị tổng đốc này nện xuống đất, kêu thảm thiết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hiện lên sự chấn động. Rút! Giang Tuyền kêu lên. Những chiến sĩ canh phòng lập tức đỡ nhau đứng lên, rời khỏi nhà họ Tôn. Tổng đốc Giang! Ông lão Tôn rời đi. Sắc mặt biến đổi, kêu lên. Đừng kêu, hôm nay không ai có thể cứu được mấy người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nhóc con, đừng quá kiêu ngạo. Cho dù võ công của mày tốt đến mấy, nhưng có thể so được với súng trong tay tao hả? Còn cả nhà họ Tôn cầm một khẩu súng chỉ vào Diệp Phàm. Mày có thể thử. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Chết đi. Đoàng. Còn cả nhà họ Tôn lạnh lùng quát to, bóp cò súng. Một viên đạn màu vàng bay đến chỗ Diệp Phàm. Trong lúc người nhà họ Tôn cho rằng Diệp Phàm chết chắc rồi, đối phương vung tay lên, viên đạn kia kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn. Tay không đỡ đạn. Sao có thể? Tất cả mọi người nhà họ Tôn ngạc nhiên đến ngây người. Vụt! Diệp Phàm vung tay lên, viên đạn kia bay về theo đường cũ, trực tiếp xuyên qua đầu của con cả nhà họ Tôn. Con cả nhà họ Tôn trừng to mắt, ngã xuống mặt đất. Thần nhi, ông lão nhà họ Tôn thấy con trai chết thảm, bi thống kêu lên. Đồng nát sắt vụn, vô dụng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn bắt đầu điên cuồng chém giết nhà họ Tôn. Lúc này Diệp Phàm giống như Tu La, sát khí ngập trời. Đối mặt với Diệp Phàm, người nhà họ Tôn giống như dê béo đợi làm thịt, chỉ có thể chờ chết. Chưa đến 3 phút, cả nhà họ Tôn máu chảy thành sông, vô số người nhà họ Tôn ngã xuống vũng máu. Diệp Phàm lạnh nhạt đi đến trước mặt ông lão nhà họ Tôn. Mày không chết tử tế được. Ông lão nhà họ Tôn chỉ vào Diệp Phàm, tức giận hét lên. Nói cho tôi tin tức về hung thủ giết nhà họ Diệp, tôi có thể cho ông chết thoải mái. Diệp Phàm nhìn ông lão nhà họ Tôn, lạnh nhạt nói. Nếu nhà họ Tôn vâng theo lệnh đám người kia nhốt gì thẩm lại dụ dỗ hắn, vậy chắc chắn nhà họ Tôn từng tiếp xúc với đám hung thủ kia, có lẽ biết được tin tức gì đó. Mày muốn biết ai diệt nhà họ Diệp bọn mày? Ha ha ha, đời này mày cũng đừng mong biết được. Mày còn diệt nhà họ Tôn tao, rất nhanh bọn họ sẽ biết được, đến lúc đó mày phải chết. Tao ở địa ngục chờ mày. Ông lão nhà họ Tôn điên cuồng cười to. Nói xong trực tiếp cầm lấy súng trong tay con cả, tự sát tại chỗ. Phải không, vậy tôi chờ bọn họ đến. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không sợ đám người kia đến. Chỉ sợ bọn họ không đến. Chỉ cần đám người này dám xuất hiện, hắn có thể tìm được nguồn gốc tra ra hung thủ thực sự đã diệt nhà họ Diệp. Ngay sau đó, Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Tôn. Hắn đi rồi, nhà họ Tôn nổ tung. Ngọn lửa ngập trời cắn nuốt toàn bộ nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn rơi vào kết cục như nhà họ Diệp. Tất cả nhân vật quyền quý nổi tiếng ở thành phố Giang đều sợ ngây người. Giang Tuyền biết được nhà họ Tôn bị diệt, sắc mặt thay đổi. Tổng đốc, bây giờ nhà họ Tôn bị diệt, chúng ta dễ dàng buông tha cho tên nhóc nhà họ Diệp như vậy sao? Đô đốc thành phố Giang nhìn Giang Tuyền nói. Thực lực của người này rất mạnh, chúng ta không thể đối phó được, cậu liên hệ với người tuần tra, giao cho bọn họ xử lý. Giang Tuyền nói. Vâng, vị đô đốc này gật đầu. Diệp Phàm tiêu diệt nhà họ Tôn, trở về nhà họ Diệp. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở đỡ Thẩm Nhân đi đến. Dì Thẩm,
Diệp Phàm nhìn Thẩm Nhan, gọi. Tiểu Phàm, cậu tiêu diệt nhà họ Tôn. Thẩm Nhan hỏi. Vâng. Diệp Phàm gật đầu. Thẩm Nhan nghe thấy Diệp Phàm nói, trong lòng kinh sợ, bà không ngờ thiếu gia nhỏ bé năm đó đã trở nên lợi hại như vậy. Xem ra là ông trời phù hộ nhà họ Diệp. Ông chủ, bà chủ, hai người trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu. Thẩm Nhan kích động nói. Sau đó, Diệp Phàm đứng trong di chỉ nhà họ Diệp, quỳ xuống dập đầu ba cái. Ba mẹ, Tiểu Phàm bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm hai người. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ diệt nhà họ Diệp chúng ta, làm cho bọn họ trả lại gấp 10 lần trăm lần. Diệp Phàm thề, không báo thù này, trời tru đất diệt. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ, trong mắt tràn đầy sự kiên định và sát khí lạnh lẽo. Chú, gì? Con là Sở Sở, sau này con vẫn luôn ở bên cạnh anh Tiểu Phàm, chăm sóc anh ấy, hai người yên tâm đi. Đường Sở Sở cũng quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Reng reng reng. Đột nhiên điện thoại của Đường Sở Sở vang lên, cô bắt máy, sắc mặt thay đổi. Anh Tiểu Phàm, Thiên Hải đã xảy ra chuyện. Đường Sở Sở cúp máy, sốt ruột nhìn Diệp Phàm. Thiên Hải làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Nhà họ Bạch phong tỏa toàn bộ Thiên Hải, ông lão nhà họ Bạch truyền lệnh, muốn tất cả những người tham gia buổi tiệc đêm đó chôn cùng Bạch Cảnh Thiên. Bây giờ nhà họ Bạch đã cho một số lượng người ngựa rất lớn đi vào Thiên Hải, bắt đầu giết chóc. Bà nội biết được tin này đã ngất xỉu, hiện tại nhà họ Đường loạn thành một nồi cháo. Đường Sở Sở nói. Nhà họ Bạch đủ tàn nhẫn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn gọi điện thoại, truyền vài mệnh lệnh, sau đó nói với Đường Sở Sở, em yên tâm, nhà họ Đường sẽ không sao, chúng ta trở về. Sau đó bọn họ chạy về Thiên Hải. Diệp Phàm rời đi không lâu. Một thân hình mặc quần áo đen xuất hiện ngoài nhà họ Tôn. Sau đó hắn đi đến di chỉ nhà họ Diệp, gọi điện thoại. Đại nhân, nghiệt chủng nhà họ Diệp đã trở lại, còn tiêu diệt nhà họ Tôn. Người đàn ông mặc quần áo màu đen nói. Long Quốc, bên trong phủ đệ thần bí nào đó, chỗ này có một hồ nước rất lớn, chính giữa hồ có một cái đình. Lúc này, trong đình có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím đang đánh cờ với một ông lão mặc thường phục. Người đàn ông mặc trường bào hạ cờ. Ngay lập tức sát khí nở rộ trên bàn cờ, hình thành cục diện khốn long. Chiêu cờ khốn long này của chủ công rất lợi hại, lão phu nhận thua. Ông lão mặc thường phục vuốt râu nói. Ninh lão khách khí. Sao tay nghề chơi cờ của tôi có thể so được với ông chứ? Người đàn ông mặc trường bào mỉm cười. Lúc này, một người đàn ông mặc quần áo đen đi đến trước mặt người đàn ông mặc trường bào, nói, chủ nhân, vừa rồi bên thành phố Giang truyền đến tin tức. Thành phố Giang. Nghe mấy chữ này, ánh mắt của người đàn ông trung niên mặc trường bào tối lại, nói, tin gì? Nghiệt chủng năm đó đã xuất hiện, còn tiêu diệt nhà họ Tôn. Người đàn ông này khom người nói. Trong nháy mắt, sắc mặt của người đàn ông mặc trường bào biến đổi, một uy áp vô hình hiện ra, không khí bốn phía động lại, thậm chí ngay cả hồ nước kia cũng bị uy áp chấn áp giảm xuống vài cm. Quả nhiên nó còn sống. Người đàn ông mặc trường bào nói. Nếu xuất hiện, vậy giải quyết là được. Chủ công không cần phí sức vì điều này. Ông lão mặc thường phục cầm lấy cốc trà bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói. Đúng vậy, 18 năm, chuyện này cũng nên hạ một dấu chấm câu hoàn mỹ. Cho người đi tìm nó, xử lý đi. Người đàn ông mặc trường bào nhìn người đàn ông mặc quần áo đen, nói. Vâng, người đàn ông này gật đầu rời đi. Chỉ cần giải quyết tên nghiệt chủng còn sót lại kia, chủ công có thể bắt đầu bước tiếp theo. Ông lão mặc thường phục lạnh nhạt nói. 18 năm, cuối cùng ngày này cũng đến. Trong mắt người đàn ông mặc trường bào lập lòe ánh sáng, dã tâm hiện ra, cực kỳ khí phách. Diệp Phàm không biết, hắn đã bị người theo dõi. Lúc này hắn và Đường Sở Sở đang lái xe với tốc độ 200 km/h chạy về Thiên Hải. Chiếc xe phía trước lập tức giảm tốc độ dừng xe. Cậu đã vượt tốc độ nghiêm trọng, hãy tiếp thu kiểm tra. Đột nhiên một âm thanh truyền đến phía sau xe Diệp Phàm. Một nữ cảnh sát đang đi xe máy đuổi theo xe của Diệp Phàm, kết quả Diệp Phàm không để ý đến lời nói của đối phương, giẫm chân ga, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của nữ cảnh sát. Khốn nạn! Chị gái cảnh sát này dừng xe lại, cực kỳ tức giận. Nhãi danh, chờ đấy, tôi sẽ bắt được cậu. Triệu Dung cởi mũ xuống,
tức giận nói. Diệp Phàm dùng tốc độ cao nhất chạy về Thiên Hải. Hộ vệ của nhà họ Bạch đã đi đến Thiên Hảo, chuẩn bị mở ra giết chóc. Nhưng bọn họ vừa mới hành động, Thiên Hải xuất hiện một đám người khác, trực tiếp đánh nhau với hộ vệ nhà họ Bạch. Nhóm người này chính là chi nhánh của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương ở Thiên Hải. Bốn người Xuân Lan và Từ Thiên tự mình ra tay. Sau khi biết được tình hình Thiên Hải, Diệp Phàm lập tức liên hệ với Xuân Lan và Từ Thiên, làm hai người bọn họ điều động lực lượng của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương đến ngăn cản người nhà họ Bạch. Người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương ra tay ngăn chặn người của nhà họ Bạch. Chỉ cả, thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch mang theo một nhóm người ngựa đi về hướng nhà họ Đường. Sau một trận chém giết, Hạ Trúc đi đến trước mặt Xuân Lan, nói. Thiến chủ nói, nhà họ Đường tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đông Mai, đi theo tôi đến nhà họ Đường. Những người khác tiếp tục đối phó với nhà họ Bạch. Xuân Lan nói. Sau đó, Xuân Lan và Đông Mai mang theo một bộ phận người chạy đến nhà họ Đường. Bên trong nhà họ Đường, thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch mang theo người giết đến nhà họ Đường. Gia chủ có lệnh, bắt hết dòng chính nhà họ Đường lại, còn những người khác, giết không tha. Đám người Đường Chính Nhân, Đường Chính Nghĩa, Đường Phong, Dương Ngọc Lan nhìn đám người nhà họ Bạch giết đến, tất cả trắng bệch mặt, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Đều tại mấy người, nếu không phải mấy người nuôi ra một đứa con gái tốt, nhà họ Đường chúng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Đường Phong tức giận chỉ vào vợ chồng Đường Chính Nhân, Dương Ngọc Lan. Lúc này, hộ vệ nhà họ Bạch và nhà họ Đường đang chém giết. Nhưng đứng trước mặt hộ vệ nhà họ Bạch, đám hộ vệ nhà Đường không chịu nổi một đòn. Trong nháy mắt, tất cả hộ vệ nhà họ Đường chết thảm. Đúng lúc hộ vệ nhà họ Bạch chuẩn bị ra tay với nhà họ Đường, một âm thanh lạnh băng vang lên. Mấy người thật to gan, dám ra tay với nhà họ Đường. Một đoàn người vọt vào. Cầm đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, cả người tản ra khí thế thiết huyết, sắc mặt lạnh băng. Chính đạo. Chú ba. Đường Chính Nhân và Đường Chính Nghĩa nhìn người đàn ông này, gọi, Đường Phong cũng gọi theo. Người đàn ông này chính là Đường Chính Đạo, tam gia nhà họ Đường. Thời trẻ Đường Chính Đạo nhập ngũ mấy chục năm, rất ít trở về nhà họ Đường, bởi vậy bên trong nhà họ Đường rất ít khi nhắc đến vị tam gia này. Anh cả, anh hai. Đường Chính Đạo đi đến trước mặt Đường Chính Nhân và Đường Chính Nghĩa. Em ba, sao lại trở về vào lúc này, em không nên trở về. Đường Chính Nhân nhìn Đường Chính Đạo, thở dài nói. Anh cả, em đã biết chuyện nhà họ Đường, yên tâm, em sẽ không để nhà họ Đường xảy ra chuyện. Đường Chính Đạo nói, nhìn về phía thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch, tao biết bọn mày là người nhà họ Bạch, nhưng hôm nay có tao ở đây, mấy người đừng mơ động vào nhà họ Đường. Mày cho rằng mày là ai? Thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch khinh thường, lạnh nhạt nói. Tao là quân đoàn trưởng quân đoàn 4 quân Thiên Lang, Đường Chính Đạo. Đường Chính Đạo nhìn thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch, lạnh lùng quát. Quân Thiên Lang. Nghe ba chữ này, sắc mặt của thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch thay đổi. Quân Thiên Lang chính là một trong 9 quân đoàn lớn của Long Quốc. Đối phương còn là một quân đoàn trưởng quân Thiên Lang, thân phận địa vị rất khác. Mặc dù nhà họ Bạch không sợ một quân đoàn trưởng, nhưng sau lưng đối phương là quân Thiên Lang, không phải thế lực nhà họ Bạch có thể tùy tiện đắc tội. Mày là quân đoàn trưởng quân đoàn 4 quân Thiên Lang, bằng chứng đâu? Thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch nhìn Đường Chính Đạo, nói. Đây là lệnh Thiên Lang, nhìn cho rõ. Đường Chính Đạo lấy ra một khối ngọc bài màu trắng, bên trên điêu khắc một con sói ngửa mặt lên trời thét dài, hung ác thô bạo. Đó là lệnh Thiên Lang của quân Thiên Lang. Nhìn thấy đối phương lấy ra lệnh Thiên Lang, thống lĩnh hộ vệ nhà họ Bạch không thể không tin tưởng thân phận này. Rút. Ánh mắt của thống lĩnh hộ vệ lóe lên, nói. Bây giờ quân Thiên Lang trộn lẫn vào, bước tiếp theo nên hành động như thế nào, cần thiết xin mệnh lệnh của gia chủ mới được, chỉ có thể rút trước. Người nhà họ Bạch rời khỏi nơi này. Em ba, không ngờ em lại là quân đoàn trưởng quân Thiên Lang. Lúc này, Đường Chính Nghĩa kinh ngạc nhìn Đường Chính Đạo, nói. Chú ba, chú quá lợi hại, nếu hôm nay không có chút, cả nhà chúng ta xong rồi. Đường Phong hưng phấn nói. Người của nhà họ Đường đều hiện lên bộ dáng sống sót sau tai nạn, bọn họ nhìn Đường Chính Đạo, liên tục cảm ơn. Là một phần của nhà họ Đường, bây giờ nhà họ Đường gặp nạn, nên ra tay.
Đúng rồi, mẹ đâu? Đường Chính Đạo nói. Mẹ nghe thấy nhà họ Bạch ra tay với nhà họ Đường, tức giận ngất xỉu. Đường Chính Nghĩa lắc đầu. Cái gì? Dẫn em đi xem. Sắc mặt Đường Chính Đạo thay đổi, trực tiếp kêu lên. 20 phút sau, Diệp Phàm lái xe đi đến nhà họ Đường. Hắn và Đường Sở Sở bay thẳng vào trong nhà họ Đường. Khi nhìn thấy người nhà họ Đường còn sống, đều thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ! Đường Sở Sở chạy vào, kêu lên. Con nhóc này còn biết trở về, tao còn tưởng mày đi theo thằng chó này bỏ lại chúng tao cơ. Dương Ngọc Lan nhìn thấy Đường Sở Sở xuất hiện, liên tục mắng chửi. Lúc nhà họ Đường gặp nạn không thấy mày đâu, hiện tại nhà họ Đường không sao lại trở về, Đường Sở Sở, mày thật lợi hại. Đường Phong nhìn Đường Sở Sở, châm chọc nói. Ba mẹ, lúc trước con cùng anh Tiểu Phàm. Bốp, không cần nói, tao không có đứa con gái như mày. Đường Sở Sở vừa mới mở miệng, Dương Ngọc Lan giơ tay tát một cái lên mặt cô. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh như băng, đang định đi lên, nhưng lại bị Đường Sở Sở ngăn lại. Nhớ kỹ, Sở Sở là vợ tôi, mặc dù bà là mẹ của cô ấy, nhưng không có tư cách đánh cô ấy, còn có lần sau đừng trách tôi không khách khí. Diệp Phàm nhìn Dương Ngọc Lan, lạnh lùng quát. Mày! Dương Ngọc Lan tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cậu chính là tên nhóc đã giết Bạch Cảnh Thiên. Lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên. Đường Chính Đạo đi ra, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Chú ba, chú đã về rồi. Đường Sở Sở nhìn thấy Đường Chính Đạo, nói. Con nhóc này, nếu chú trở về muộn một bước, nhà họ Đường đã không còn. Đường Chính Đạo nghiêm túc nói. Chú ba, xin lỗi, con. Chuyện này không liên quan đến con. Đường Sở Sở đang định mở miệng, Đường Chính Đạo ngắt lời, nhìn về phía Diệp Phàm, người trẻ tuổi, lá gan rất lớn, ngay cả cậu cả nhà họ Bạch cũng dám giết. Nhưng cậu giết người lại làm người nhà họ Đường chịu trận cho hành vi của cậu, chuyện này lại rất không ổn. Chuyện này dựng lên vì tôi sẽ đi giải quyết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Giải quyết, cậu dùng gì để giải quyết? Mặc dù bây giờ nhà họ Bạch không xuống tay với nhà họ Đường vì mặt mũi của tôi, nhưng thù này khẳng định sẽ không yên như vậy. Nếu là một thằng đàn ông, vậy đi đến nhà họ Bạch lấy cái chết tạ tội đi, dùng cái chết dẹp yên lửa giận nhà họ Bạch. Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Đúng vậy, mày đi ngay đến nhà họ Bạch lấy chết tạ tội đi, đừng kéo chúng tao chôn cùng mày. Đường Phong vội vàng hét lên. Chú ba, anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở vừa định mở miệng lại bị ngắt lời. Sở Sở, cháu có biết bà nội đã ngất xỉu vì chuyện này hay không, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, không lẽ cháu thật sự muốn nhìn thấy nhà họ Đường cửa nát nhà tan? Đường Chính Đạo nhìn Đường Sở Sở, quát to. Cái gì, bà nội ngất xỉu? Bây giờ bà sao rồi? Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi. Con danh mày còn biết quan tâm đến bà nội của mày. Dương Ngọc Lan lạnh lùng nói. Tôi sẽ đi đến nhà họ Bạch, nhưng không phải lấy chết tạ tội, mà đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Diệp Phàm nói. Giọng điệu rất lớn. Chỉ bằng cậu cũng muốn chống lại toàn bộ nhà họ Bạch. Cậu cho rằng cậu là ai? Đường Chính Đạo khinh thường, nói. Sở Sở, chờ anh trở về. Diệp Phàm không để ý đến sự khinh thường của Đường Chính Đạo, nói với Đường Sở Sở một câu, sau đó xoay người rời đi. Anh Tiểu Phàm, cẩn thận. Đường Sở Sở nhắc nhở Diệp Phàm. Mấy người đi theo trông chừng cậu ta, nếu như cậu ta không tới nhà họ Bạch thì bắt lại rồi đưa tới đó. Lúc này, Đường Chính Đạo nói với mấy người đàn ông đi theo mình tới nhà họ Đường. Bọn họ đều là thuộc hạ của hắn ta ở quân Thiên Lang, sức chiến đấu không hề tầm thường. Vâng thưa quân đoàn trưởng. Đám người gật đầu rồi đi ra ngoài. Chú ba, anh Tiểu Phàm đã nói tới nhà họ Bạch thì nhất định sẽ đi. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Nếu dám đi thật thì chú còn xem cậu ta là đàn ông, tới khi đó sẽ lập cho cậu ta một tấm bia. Đường Chính Đạo nói. Anh Tiểu Phàm sẽ không sao đâu. Sở Sở, mặc dù người này có chút bản lĩnh, nhưng cậu ta không quyền không thế cũng không có bối cảnh, đứng trước mặt nhà họ Bạch giàu có trăm năm, căn bản là không chịu nổi. Lần này tới nhà họ Bạch thì chết là cái chắc, cho nên cháu cũng đừng nghĩ tới cậu ta nữa. Đường Chính Đạo lạnh lùng nói. Em ba, bây giờ mẹ đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Đường Chính Nhân nhìn sang Đường Chính Đạo,
gương mặt lộ ra vẻ lo âu. Anh cả không cần lo lắng, em đã mời một vị y sư tới đây, sư phụ của ông ấy chính là ngự y đương triều, chắc hẳn sẽ chữa được bệnh của mẹ. Đệ tử của ngự y đương triều, giỏi như vậy sao? Em ba quả nhiên lợi hại, không hổ là quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang. Đường Chính Nhân ngạc nhiên nói. Bên kia, Diệp Phàm vừa rời khỏi nhà họ Đường, Xuân Lan và Đông Mai đã xuất hiện trước mặt hắn. Sao các người lại ở đây? Diệp Phàm nhìn hai người phụ nữ nói. Thiếu chủ, chúng tôi nhận được tin tức của người, liền chặn người nhà họ Bạch, biết người của bọn họ đã tới nhà họ Đường thì chạy vội tới đây. Không ngờ tam gia nhà họ Đường đã trở về, hơn nữa còn trở thành quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang, đuổi hết người nhà họ Bạch đi, thế nên chúng tôi mới không ra tay. Xuân Lan nói. Quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang, chẳng trách người đầy sát khí. Diệp Phàm khẽ cười rồi nói cho tôi địa chỉ nhà họ Bạch. Thiếu chủ muốn tới nhà họ Bạch, có cần điều động lực lượng của Bạch Hoa Lâu không? Xuân Lan nói. Không cần, một mình tôi là đủ rồi, mấy người chăm sóc gì thẩm giúp tôi. Diệp Phàm đỡ Thẩm Nhan từ trên xe xuống, giao lại cho Xuân Lan. Tiểu Phàm, cậu. Thẩm Nhan lo lắng nhìn Diệp Phàm. Dì Thẩm yên tâm, tôi không sao. Diệp Phàm cười đáp, rồi một mình đi về phía nhà họ Bạch. Rất nhanh, các đại gia tộc ở Thiên Hải đã nhận được tin tức, có một nhóm người thần bí giao đấu với nhà họ Bạch, người nhà họ Bạch phái tới Thiên Hải đã bị giết hơn một nửa, những người còn lại thì chạy trốn ra khỏi Thiên Hải. Tin tức này vừa được truyền ra khiến cho những gia tộc quyền quý ở Thiên Hải đều trầm trồ khen ngợi. Nhưng bọn họ vui mừng xong thì lại tò mò, rốt cuộc là ai có sức mạnh lớn như vậy đi chống lại nhà họ Bạch. Chỉ là, không một ai biết được đáp án này. Nhà họ Bạch. Lúc này, nhà họ Bạch đã lập linh đường, Bạch Cảnh Thiên nằm trong cỗ quan tài bằng gỗ lim. Bạch Trần đang mặc đồ tang, sau khi nghe được tin thuộc hạ báo cáo thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sao vậy? Bạch Khôn Sơn ngồi cạnh hỏi. Ba, vừa có tin tức truyền tới, sau khi người của chúng ta tới Thiên Hải, thì gặp phải nhóm người thần bí tập kích bất ngờ, thực lực của đối phương rất mạnh, người của chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng. Bạch Trần nhìn ba mình nói. Bộp. Vẻ mặt của Bạch Khôn Sơn trầm xuống, Thiên Hải còn có thế lực chống lại được chúng ta. Điều tra rõ, rốt cuộc là ai? Bây giờ ngay cả thứ mèo mả gà đồng cũng dám đối đầu với nhà họ Bạch. Ba, còn có một chuyện nữa, lãnh thống lĩnh truyền tin tới, ông ấy vốn dĩ muốn bắt người nhà họ Đường, kết quả tam gia nhà họ trở về, hơn nữa đối phương còn trở thành quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang, lãnh thống lĩnh sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn với quân Thiên Lang nên đã rút về rồi. Bạch Trần nói, quân Thiên Lang. Lúc này, Bạch Khôn Sơn nhíu mày. Quân Thiên Lang thì làm sao, hại chết cháu trai ta, cho dù là quân chủ của quân Thiên Lang thì cũng phải trả giá đắt. Giọng nói lạnh như băng bên ngoài từ đường truyền tới. Một vị mặc chiến phục, gương mặt thô kệch đầy sát khí bước vào. Lão nhị, em về rồi. Bạch Trần nhìn thấy người đàn ông thì ngạc nhiên nói. Người đàn ông này chính là nhị gia của nhà họ Bạch, Bạch Phong. Cảnh Thiên, xin lỗi, chú tới muộn. Bạch Phong tới trước linh đường của Bạch Cảnh Thiên, thắp cho hắn ta một nén nhang, lễ bái nói. Hàm vị ở chiến bộ Long Quốc chia làm, binh, giáo, tương, ba hàm vị khác nhau, mỗi một hàm vị lại chia làm 9 sao. Ở trong đại quân đoàn, hiệu hàm 8 sao đã thuộc hàm vị cấp cao, chức vị lớn hơn, ngoại trừ hàm vị 9 sao thì chính là đại lão. Những vị đại lão kia không phải là quân chủ một phương thì cũng là nhân vật chiến thần lập được chiến công hiển hách, hoặc là chiến bộ cao tầng, những người như vậy thì chỉ có thể ngửa mặt mà nhìn. Thế nên có được hiệu hàm 8 sao đã là một vinh dự, biểu tượng cho địa vị rất cao. Cho dù là quân đoàn trưởng của một quân đoàn, muốn đạt được hiệu hàm 8 sao cũng là điều rất khó. Bạch Phong thân là kiện tướng đắc lực cho quân chủ của một trong 9 quân đoàn lớn nhất ở Long Quốc, hơn nữa lại có hiệu hàm 8 sao. Đương nhiên không xem vị quân đoàn trưởng Đường Chính Đạo ra gì, dù sao thì quân Bạch Hổ cũng mạnh hơn quân Thiên Lang. Phong Nhi, lần này con đạt được hiệu hàm 8 sai, địa vị nhà họ Bạch chúng ta lại cao hơn một bậc, nếu như Cảnh Thiên không chết thảm thì hôm nay nhà chúng ta sẽ rất vui mừng. Bạch Khôn Sơn thở dài nói. Ba, Cảnh Thiên là cháu của con nhất định sẽ không để cho nó chết một cách vô ích như vậy, lần này con dẫn tới 3.000 chiến sĩ của quân Bạch Hổ. Còn sẽ khiến cho những người đã hại chết Cảnh Thiên phải trả giá thật đắt. Bạch Phong hung ác nói.
Bẩm gia chủ, quận trưởng đại nhân và Khương tiên sinh, còn cả mấy người của gia tộc quyền thế tới đây để phúng viếng cho thiếu gia. Lúc này, quản gia nhà họ Bạch chạy tới bẩm báo. Cho bọn họ tiến vào đi. Bạch Trần lên tiếng. Ngay sau đó, quận trưởng Giang Nam, Tô Lâm đi vào, bên cạnh còn có một vị khoác trường bào màu trắng, người đàn ông trung niên mặc phục cổ. Phía sau là người của tam đại gia tộc và những thế lực khác, bọn họ đều tới đây để phúng viếng thiếu gia nhà họ Bạch. Quận trưởng đại nhân, Khương tiên sinh. Bạch Trần vội vàng tiến lên, bước về phía Tô Lâm và người đàn ông mặc áo khoác dài trắng chào hỏi. Bạch gia chủ, Bạch lão gia, xin hãy nén bi thương. Vẻ mặt Tô Lâm thương xót nói. Bạch gia chủ, Bạch lão gia, nén bi thương. Người đàn ông khoác trường bào trắng kia cũng lên tiếng. Không ngờ Khương tiên sinh lại đích thân tới chia buồn, con trai tôi ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Bạch Trần nhìn người đàn ông, vẻ mặt cung kính nói. Bạch lão gia cũng chủ động nói chuyện với người đàn ông trung niên kia, cảm tạ Khương tiên sinh đã tới phúng viếng cháu trai tôi. Hai cha con nhà họ Bạch khi đối mặt với vị khoác trường bào trắng này còn cung kính hơn cả với Tô Lâm, có thể thấy thân phận địa vị của người nào rất cao. Bạch lão khách khí rồi. Người đàn ông kia nói. Theo sau họ cũng tiến lên phúng viếng. Phúng viếng xong, ánh mắt Tô Lâm chú ý tới Bạch Phong, vị này hẳn là nhị gia nhỉ. Tô đại nhân, đây là nhị đệ của tôi, trước giờ vẫn luôn nhậm chức ở quân Bạch Hổ, hiện tại đã đạt hiệu hàm 8 sao rồi. Bạch Trần giới thiệu. Hiệu hàm 8 sao. Ánh mắt Tô Lâm lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiệu hàm 8 sao, thân phận địa vị này cũng không thua kém gì với chức quận chủ của ông ta. Không ngờ nhà họ Bạch lại có người đạt hiệu hàm 8 sao, xem ra địa vị nhà họ Bạch lại cao lên một bậc rồi. Trong lòng Tô Lâm thầm cảm thán. Không biết đã bắt được hung thủ sát hại Bạch thiếu gia chưa, có cần tại hạ hỗ trợ không? Lúc này, người đàn ông khoác trường bào lên tiếng. Đa tạ ý tốt của Khương tiên sinh, nếu như ngay cả hung thủ cũng không bắt được thì nhà họ Bạch ta còn mặt mũi nào ở quận Giang Nam nữa. Bạch Khôn Sơn trầm giọng nói. Ba, bây giờ con sẽ dẫn người đi bắt hung thủ sát hại Cảnh Thiên về. Bạch Phong nói. Không cần đâu, tôi đã tới đây rồi. Giây sau, bên trong nhà họ Bạch vang lên giọng nói lạnh như băng. Diệp Phàm bước thẳng vào. Bên trong nhà họ Bạch, Diệp Phàm lạnh lùng tiến vào. Ngay khi Diệp Phàm xuất hiện ở nhà họ Bạch, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn. Mày là ai? Bạch Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Tôi chính là hung thủ mà các ông muốn bắt. Bạch Cảnh Thiên là do tôi giết. Diệp Phàm thản nhiên nói. Bộp bộp bộp. Diệp Phàm vừa dứt lời, người nhà họ Bạch nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt ngập tràn sát khí. Hiện trường lập tức thay đổi, trở nên vô cùng một ngạt và nặng nề. Bầu không khí tràn đầy một cỗ sát khí. Ba cha con Bạch Khôn Sơn, Bạch Trần, Bạch Phong nhìn chăm chú Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt bọn họ giống như chỉ muốn giết chết hắn ta. Mày chính là hung thủ giết chết con trai tao. Bạch Trần quát lên về phía Diệp Phàm. Không sai. Không phải các người muốn báo thù hay sao? Tôi tới rồi đây. Diệp Phàm lạnh giọng. Danh con, lá gan mày cũng lớn đấy, còn dám đưa tới tận cửa. Xem ra mày cũng biết không sống được, thế nên chuẩn bị lấy cái chết đền tội đúng không? Bạch Phong nhìn Diệp Phàm quát. Lấy cái chết nhận tội. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Mày cười cái gì? Bạch Phong hỏi. Tôi cười các người quá tự cao rồi. Hôm nay tôi tới đây không phải để lấy cái chết đền tội, tôi tới để chuẩn bị tiễn cả nhà các người đi đoàn tụ với Bạch Cảnh Thiên. Hắn ở địa phủ một mình cô đơn, tôi tiễn cả nhà các người tới cạnh hắn ta. Cũng xem như làm một chuyện tốt. Các người không cần phải cảm ơn tôi đây là người làm việc tốt mà không cần báo đáp. Diệp Phàm lạnh nhạt nói từng câu từng chữ. Cậu tới để diệt nhà họ Bạch. Diệp Trần nhìn Diệp Phàm nói. Không sai. Diệp Phàm thẳng thừng đáp. Bộp. Tất cả đệ tử nhà họ Bạch và những người của các gia tộc tới phúng viếng đều giật mình. Cậu ta muốn diệt nhà họ Bạch. Cậu ta điên rồi sao? Lẽ nào không biết thế lực của nhà họ Bạch sao? Nhà họ Bạch là một trong bốn gia tộc quyền thế nhất của quận Giang Nam, gia tộc truyền thừa trăm năm, căn cơ gốc rễ sâu không tưởng, ngay cả quận trưởng cũng không dám làm càn trước mặt nhà họ Bạch. Nhưng cậu nhóc trước mặt này lại nói muốn diệt nhà họ Bạch, đúng là điên rồ. Nhóc con,
chỉ dựa vào một mình mày mà muốn diệt nhà họ Bạch, tao thấy não mày bị cửa kẹp rồi phải không? Bạch Phong nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khinh thường. Hôm nay phải lấy đầu của hắn để tế linh hồn trên trời của cháu trai ta. Lúc này, Bạch Khôn Sơn lên tiếng. Ông ta vừa dứt lời thì Bạch Trần đã phất tay. Ngay lập tức thống lĩnh thị vệ nhà họ Bạch đã dẫn một đám tinh nhuệ xông tới, trực tiếp bao vây Diệp Phàm. Người trẻ tuổi, cậu quá coi thường nhà họ Bạch. Hôm nay sẽ cho cậu ta mở mang tri thức thực lực chân chính của nhà họ Bạch. Bắt lấy. Bạch Trần lạnh giọng quát. Dứt lời, đám thị vệ đã xông về phía Diệp Phàm. Đám thị vệ này đều là chiến sĩ xuất ngũ từng trải qua rèn luyện nghiêm khắc, lực chiến đấu vô cùng mạnh. Nhưng trong mắt của Diệp Phàm thì bọn họ cũng chẳng khác gì so với người thường. Bộp! Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên sát ý, hắn trực tiếp ra tay. Keng keng keng! Diệp Phàm vừa ra tay thì giống như biến thành sát thần, không hề có chút lưu tình, ứng thị vệ này hoặc là bị nổ nát đầu, hoặc là xương ức vỡ vụn, không thì trái tim cũng vỡ nát. Đám thị vệ của nhà họ Bạch đối mặt với Diệp Phàm thì giống như dê con nằm trên thớt chờ bị làm thịt, từng người bị giết chết. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn giết người đáng sợ của Diệp Phàm, vẻ mặt của những người đang có mặt ở đó đều thay đổi. Không ngờ thực lực của người này lại mạnh như vậy. Diệp Trần nghiêm túc nói. Chẳng trách dám lớn tiếng nói muốn diệt nhà họ Bạch, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, cậu ta đã chọn sai đối tượng. Bạch Phong lạnh giọng, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Răng rắc. Lúc này, thống lĩnh thị vệ của nhà họ Bạch cũng bị Diệp Phàm bẻ gãy cổ. Toàn bộ đội quân tinh nhuệ của nhà họ Bạch toàn bộ chết thảm trong tay Diệp Phàm, từng người đều chết thảm, chết không nhắm mắt. Vẻ mặt của người họ Bạch đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Danh con, tuổi trẻ cũng có chút công phu, đáng tiếc là ở cái xã hội này, có đánh được tới đâu thì liệu ngươi có địch được 100 người, 1.000 người hay 3.000 người không? Bạch Phong kinh thường nhìn Diệp Phàm. Lạch cạch. Bạch Phong vừa dứt lời, một đám người mặc chiến phục màu trắng. Cầm trong tay binh khí, trên người tỏa ra sát khí trực tiếp xông vào nhà họ Bạch. Từng chiến sĩ đều mang theo tràn đầy hơi thở giết chóc, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, giống như một đám mãnh hổ xuống núi mang lại cho người ta một loại tư thế không thể địch lại. Bọn họ chính là chiến sĩ quân Bạch Hổ, một trong 9 quân đoàn lớn mạnh nhất của Long Quốc, có chừng 3.000 người, tất cả đều do Bạch Phong mang tới. Ở trong 9 quân đoàn, quân Bạch Phong không tính là đứng đầu, nhưng tuyệt đối có thể đứng trong top 5. Binh lính của bọn họ vô cùng hung mãnh, như hổ. 3.000 chiến binh Bạch Hổ này có thể đánh bại một đội quân nhỏ 10.000 người. Đây là chiến sĩ quân Bạch Hổ. Quận trưởng quận Giang Nam nhìn một nhóm binh lính mặc quân phục Bạch Hổ, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tất cả những người tới từ dòng họ thế gia nhìn thấy 3.000 quân Bạch Hổ thì vẻ mặt cũng rất chấn động. Danh con, hôm nay tao cũng muốn xem mày mạnh tới đâu, mạnh hơn được 3.000 quân Bạch Hổ của tao không? Bạch Phong lạnh lùng quát về phía Diệp Phàm. Quân Bạch Hổ chính là quân đoàn của Long Quốc, bọn họ đều là chiến sĩ, ông vụng trộm điều động nhiều chiến sĩ quân đoàn làm tay chân của mình, ông có biết đây là tội lớn không? Diệp Phàm quét mắt về phía đoàn chiến sĩ quân Bạch Hổ, hắn nhìn Bạch Phong nói. Hừ, bọn họ đều là thuộc hạ của tao, để họ làm chút chuyện thì đã sao? Thế nào, mày sợ rồi? Bạch Phong nhìn Diệp Phàm cười lạnh. Tôi không muốn làm hại người vô tội. Các người không muốn chết thì lập tức biến đi. Diệp Phàm nhìn đám quân Bạch Hổ, lạnh nhạt nói. Lên cho tôi, cho dù là sống hay chết thì cũng phải bắt lấy hắn ta cho tôi. Bạch Phong trực tiếp quát lớn. Ông ta vừa ra lệnh thì đoàn quân Bạch Phong đã xông về phía Diệp Phàm, hiển nhiên là không nghe lời của hắn. Nếu đã như vậy thì không thể trách tôi được rồi. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Lập tức. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tơ máu, từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ sát khí đáng sợ, giống như hóa thành tu la địa ngục. Phụt phụt phụt, hắn trực tiếp xông ra ngoài, vùng nắm đấm giết về phía quân Bạch Hổ. Trong lúc nhất thời, máu me bắn tung tóe. Từng người trong đoàn quân Bạch Hổ nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả khi đối mặt với đoàn quân hung ác như Bạch Hổ thì Diệp Phàm cũng không hề sợ hãi, thậm chí có thể nói là như một cái cối xay. Đám quân Bạch Hổ dũng mãnh khi đứng trước mặt Diệp Phàm thì đều trở nên vô cùng yếu ớt, ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ được. Chưa tới 3 phút, trong 3.000 quân đã có hơn 1.000 chiến sĩ nằm xuống. Lúc này,
người của nhà họ Bạch và những thế lực khác mới ngẩn cả người, bọn họ trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong đó, người có gương mặt khó coi nhất là Bạch Phong. Nhìn thấy từng thuộc hạ của mình chết thảm trong tay Diệp Phong, vẻ mặt ông ta âm trầm, trong mắt tràn đầy sát khí. Lúc này, ngay cả quận trưởng Tô Lâm cũng kinh hoàng trước thủ đoạn đáng sợ của Diệp Phàm. Về phần người đàn ông mặc áo khoác trắng được xưng là Khương Tiên Sinh, ánh mắt ông ta nhìn Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ khác thường. Ngay khi Diệp Phàm đánh bay một chiến sĩ quân Bạch Hổ trang bị vũ khí đầy đủ, cuối cùng Bạch Phong cũng ra tay. Xoẹt! Bạch Phong cầm một thanh kiếm lóe lên ánh sáng lạnh băng chém về phía anh, sức lực mạnh đến nỗi ngay cả không khí cũng bị xé toạc. Rắc! Đối mặt với thanh kiếm đầy khí thế của Bạch Phong, Diệp Phàm thậm chí còn không thèm nhìn, anh ra một đấm đập nát bấy thanh kiếm của đối thủ, đồng thời nắm đấm của anh đánh thẳng vào đối thủ, khiến đối phương bay thẳng ra ngoài. Phụt! Cả người Bạch Phong bay thẳng ra ngoài, đáp xuống trước mặt Bạch Khôn Sơn và Bạch Trần, xương ức của ông ta vỡ vụn, lòi cả xương trắng ra ngoài, miệng ông ta không ngừng phun ra máu. Phong Nhi! Em hai! Bạch Khôn Sơn và Bạch Trần thấy Bạch Phong bị thương, lập tức hét lên. Mà một đám chiến sĩ quân Bạch Hổ nhìn Bạch Phong bị thương thì trong mắt lóe lên vẻ hung ác, càng thêm điên cuồng lao về phía Diệp Phàm. Binh binh! Bốp bốp! Thế nhưng đám chiến sĩ quân Bạch Hổ này xông lên hung hãn cỡ nào thì chết thảm cỡ đó. Trong chớp mắt, 5 phút trôi qua. 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ đều bị Diệp Phàm chém chết, xác người chất thành núi trên mặt đất, máu nhuộm đầy đất, nhưng trên người Diệp Phàm lại chẳng dính chút máu nào, chỉ là sát khí trên người càng thêm mạnh mẽ. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đều bị thủ đoạn giết người của Diệp Phàm làm chấn động. Bọn họ không ngờ người này lại đáng sợ như vậy, một mình quyết chiến với 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ mà còn hoàn toàn diệt sạch đối phương. Sức chiến đấu này quá mạnh. Lúc này, sắc mặt của hai cha con Bạch Khôn Sơn và Bạch Trần vô cùng khó coi. Còn thủ đoạn gì nữa thì mang hết ra đây đi, bằng không, hai cha con ông chuẩn bị xuống âm phủ báo danh đi. Diệp Phàm mặt mày lạnh tanh nói. Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực này, chắc hẳn cậu cũng không phải người bình thường. Cậu là người của thế lực nào? Bạch Khôn Sơn nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người chết không cần biết nhiều vậy làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, kiêu ngạo như vậy không phải chuyện tốt đâu. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn đấy. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, một ông già tóc bạc trắng lưng còng chống gậy đi ra. Lão Dư, Bạch Khôn Sơn nhìn lão già kia, hô lên. Lão già cứ yên tâm. Hôm nay có lão nô ở đây rồi, lão sẽ không để cho oát con này giết một người nào nhà họ Bạch đâu. Ông lão chống gậy nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ đây chính là vị cường giả ở ẩn kia của nhà họ Bạch? Nghe nói nhà họ Bạch có giấu một vị cường giả cấp nhân cảnh, bất kể kẻ nào dám động vào người nhà họ Bạch đều sẽ bị vị cường giả này tiêu diệt. Lúc này, những người thuộc các gia tộc giàu có khác có mặt ở đây đều bàn tán về ông lão chống gậy lưng còng này. Với tư cách là một trong tứ đại gia tộc của quận Giang Nam, nhà họ Bạch không những phải có mạng lưới quan hệ rộng rãi mà còn phải có quân bài đủ mạnh để khiến người ta phải dè chừng. Ông lão tóc trắng này chính là con quân át chủ bài của nhà họ Bạch. Lai lịch của ông lão này rất bí mật, chỉ có ông cụ nhà họ Bạch mới biết thân phận thực sự của ông ta, những thành viên khác của nhà họ Bạch chỉ biết ông ta họ Dư, ai cũng đều gọi ông ta là Dư Lão. Mà thực lực của Dư Lão này thâm sâu khó dò. Chính là bởi vì có sự tồn tại của ông ta nên mới không có người dám khiêu khích nhà họ Bạch. Nhưng mà, Dư Lão này không lộ mặt với người ngoài đã mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc đã xuất hiện vì Diệp Phàm. Ông già, ông cũng đã già vậy rồi, ốc không mang nổi mình ốc mà còn chạy ra ngoài góp vui làm gì. Diệp Phàm nhìn ông già này, thản nhiên hỏi. Người trẻ tuổi, cái cây cao nhất rừng bao giờ cũng bị gió thổi gãy trước, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn đấy. Dư lão nhìn Diệp Phàm, cất tiếng. Kẻ yếu mới cần phải khiêm tốn, kẻ mạnh thì không. Diệp Phàm không cho là đúng, đáp. Xem ra, hôm nay chàng trai trẻ này quyết tâm chiến đấu với nhà họ Bạch rồi, đã như vậy rồi, lão già này chỉ có thể ra tay thôi. Dư lão nói rồi, cây gậy trong tay ông ta đập mạnh xuống đất. Rầm. Lập tức, mặt đất truyền đến một tiếng nổ vang, sàn nhà bằng đá cẩm thạch nổ tung, đá vụn văng ra tung tóe khắp nơi. Soạt. Dư lão tiến lên một bước, cây gậy trong tay giống như một con du long,
xuyên qua sỏi đá bay thẳng về phía Diệp Phàm. Một gậy này đánh ra, mang khí thế chấn động lòng người, trong hư không truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bề ngoài, trông dư lão này như kẻ gần đất xa trời, đã bước một chân vào quan tài rồi vậy, nhưng ông ta vừa ra tay đã khiến mọi người phải kinh hãi. Dư lão đã ra tay, oát con này chết chắc rồi. Bạch Phong mặt mày u ám hừ một tiếng. Đây là uy lực của cường giả cấp nhân cảnh sao? Bạch Trần lẩm bẩm. Nhưng đối mặt với ông già này, Diệp Phàm vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn lộ tỏ vẻ khinh thường. Bộp! Lúc này, cây gậy của dư lão sắp đánh vào người Diệp Phàm rồi lại bị anh dùng một tay bắt lấy. Cùng một phát bắt được này của Diệp Phàm, cây gậy chứa sức mạnh cuồng bạo này lập tức không thể nhúc nhích được nữa, cho dù dư lão có dùng bao nhiêu sức lực, ông ta cũng không thể nào khiến cây gậy tiến về trước thêm một ly. Có tí sức vậy thôi à, tôi còn tưởng mạnh thế nào chứ? Diệp Phàm nhìn dư lão, cười khẩy. Mà sắc mặt dư lão thay đổi, còn chưa kịp phản ứng, cây gậy trong tay ông ta đã vỡ vụn ngay tại chỗ, một đòn của Diệp Phàm như chớp giáng lên người ông ta. Chỉ trong nháy mắt, dư lão bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống nền đất, tạo thành một cái hố sâu hóm trên mặt đất. Dư lão nằm trong hố sâu, điên cuồng hộc máu, hai mắt mở trừng trừng, chưa kịp chăn chối câu nào thì đã tắt thở. Lão dư, Bạch Khôn Sơn chứng kiến cảnh dư lão bị giết thì gào lên thảm thiết. Mà các thành viên nhà họ Bạch nhìn quân át chủ bài của nhà họ Bạch bọn họ cứ như vậy mà ra đi, ai nấy đều ngây ra như phỗng. Giờ khắc này, không khí trong nhà họ Bạch trở nên một ngạt và nặng nề đến cùng cực. Sắc mặt Bạch Trần, Bạch Phong cực kỳ khó coi, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn họ không thể ngờ rằng ngay cả dư lão mà cũng bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt. Dư lão này là một cường giả cấp nhân cảnh hàng thật giá thật đấy. Võ giả một khi nhập quốc, chính là chân chính cao thủ, cùng chưa nhập quốc võ giả so với, chính là hoàn toàn bất đồng đẳng cấp tồn tại. Mà một người muốn nhập cảnh, trở thành cường giả cấp nhân cảnh khó vô cùng. Nhiều người luyện võ tới mấy chục năm cũng chưa chắc đã có thể nhập cảnh, trở thành cường giả cấp nhân cảnh. Coi như Bạch Phong còn cách một khoảng nữa mới có thể nhập cảnh, trở thành cường giả cấp nhân cảnh. Nhưng dư lão này là một cường giả cấp nhân cảnh hàng thật giá thật, thế mà cũng chết dễ như vậy sao? Thật không thể tin được. Yếu nhất. Sau khi giết chết dư lão này trong chớp nhoáng, Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Nghe những gì anh nói, suýt chút nữa khiến ba cha con nhà họ Bạch tức chết. Cường giả cấp nhân cảnh mà vẫn còn yếu. Thằng oát này làm màu quá rồi đấy. Xem ra ngươi nhà họ Bạch mấy người cũng chỉ có tí thực lực này thôi. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Khôn Sơn và hai đứa con trai, lạnh lùng nói. Cậu trai kia, cậu cũng một vừa hai phải thôi. Quận trưởng quận Giang Nam Tô Lâm rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng. Thân là người đứng đầu một quận, ông ta không thể cứ trơ mắt nhìn nhà họ Bạch biến mất như vậy được. Dù sao thì thế lực của nhà họ Bạch lớn, sức ảnh hưởng cũng lớn. Một khi nhà họ Bạch bị diệt sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ khủng khiếp, đến lúc đó cấp trên truy xuống, một quận trưởng như ông ta không gánh nổi. Ông lại là ai nữa? Diệp Phàm liếc nhìn Tô Lâm, lạnh nhạt hỏi. Tôi là Tô Lâm, quận trưởng quận Giang Nam. Tô Lâm thản nhiên đáp, trong lời nói mang theo uy nghiêm của cấp trên. Quận trưởng quận Giang Nam à, ông muốn giúp nhà họ Bạch hả? Diệp Phàm hỏi. Không thể diệt nhà họ Bạch được, Tô Lâm nói thẳng. Vậy nếu tôi cứ muốn diệt đấy thì sao? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi. Vậy cậu sẽ là kẻ địch của chính phủ, tôi sẽ lập tức huy động quân quận vệ tới bắt cậu. Tô Lâm nghiêm mặt nói. Bắt tôi ấy hả? Mặt Diệp Phàm lạnh tanh. Vút. Ngay sau đó, Diệp Phàm vung tay lên, một cây ngân châm bắn ra, đâm vào trong cơ thể của Tô Lâm. A! À, ngay lập tức sắc mặt Tô Lâm biến đổi, phát ra một tiếng kêu thống khổ. Mày làm gì tao? Tô Lâm hỏi Diệp Phàm. Không làm gì, chỉ là cây ngân châm này đâm vào tử huyệt của ông, ngoại trừ tôi, trên đời này nếu ai dám rút cây châm này ra, ông chắc chắn sẽ chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Sắc mặt Tô Lâm thay đổi, cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mày biết hậu quả khi làm vậy đúng không? Tao chính là quận thủ quận Giang Nam, quan hàm ngũ phẩm, mày đang mưu hại quan triều đình. Nếu ông không nhúng tay vào chuyện nhà họ Bạch, tôi sẽ rút cây châm này ra cho ông, nhưng nếu ông muốn xen vào chuyện người khác, vậy ông chỉ có thể chết cùng nhà họ Bạch.
Diệp Phàm lạnh nhạt vô tình nói. Sắc mặt Tô Lâm không ngừng thay đổi, cuối cùng im lặng. Hiển nhiên giữa mạng sống của mình và nhà họ Bạch, ông ta lựa chọn vế trước. Người của các gia tộc hào môn đều bị chấn động bởi thủ đoạn của Diệp Phàm. Người này thật đáng sợ, ngay cả quận thủ cũng dám uy hiếp. Bây giờ còn ai có thể cứu được mấy người đây? Diệp Phàm đi đến trước mặt ba con nhà họ Bạch, lạnh nhạt nói. Mày dám giết tao, tao chính là tướng đắc lực của quân chủ quân Bạch Hổ, quân hàm 8 sao. Nếu mày dám giết tao, không chỉ quân chủ Bạch Hổ sẽ không bỏ qua cho mày, ngay cả chiến bộ Long Quốc cũng không buông tha cho mày. Bạch Phong nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Phải không? Vậy bảo bọn họ đến tìm tao. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói. Nói xong, tung ra một chưởng, giết chết Bạch Phong. Em hai. Phong Nhi. Bạch Trần và Bạch Khôn Sơn nhìn Bạch Phong bị giết, thống khổ kêu lên. Hôm nay mày chắc chắn phải chết. Bạch Khôn Sơn nhìn con thứ hai bị giết, khóe mắt muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, giận dữ hét lên. Chỉ bằng ông. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngài Khương, vì tình cảm trong quá khứ của chúng ta, xin hãy giúp nhà họ Bạch một lần. Ngay sau đó, Bạch Khôn Sơn nhìn về người đàn ông mặc áo bào trắng, xin giúp đỡ. Diệp Phàm nhìn về phía người đàn ông mặc áo bào trắng. Ngài Bạch khách khí, với quan hệ giữa tôi và nhà họ Bạch, tôi sẽ không ngồi yên mặc kệ. Người đàn ông mặc áo bào trắng này mở miệng, nói. Ông cũng muốn xen vào việc người khác. Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, cậu biết tôi là ai không? Người đàn ông mặc áo bào trắng nhìn Diệp Phàm, nói. Không quan tâm ông là ai. Kẻ nào chắn đường, chết. Diệp Phàm quát lên. Tôi là người của Điện Long Vương ở chi nhánh Giang Nam, cậu xác định muốn ra tay với tôi. Người đàn ông mặc áo bào trắng nói. Điện Long Vương. Diệp Phàm nhìn đối phương, nhăn mày lại. Những người có mặt ở hiện trường nghe được ba chữ Điện Long Vương, trong lòng run lên. Ở Long Quốc, ba chữ này đại biểu cho điều gì, không thể miêu tả. Nhưng ở Long Quốc, dám đối đầy với Điện Long Vương, kết cục còn thảm hơn làm địch với triều đình Long Quốc. Có thể chọc Diêm Vương, đừng chọc Điện Long Vương. Mấy chữ này không phải tùy tiện nói. Người trẻ tuổi, chắc hẳn cậu sẽ không nghe qua Điện Long Vương đúng chứ? Người đàn ông mặc áo bào trắng, nhìn Diệp Phàm, nói. Ông là người của Điện Long Vương, vậy biết thứ này không? Diệp Phàm lấy ra nhẫn Long Vương trên tay phải. Người đàn ông mặc áo bào trắng nhìn nhẫn Long Vương, sắc mặt thay đổi, đồng tử co rụt lại, vẻ mặt không thể tin được. Đây là, nhẫn Long Vương. Người đàn ông mặc áo bào trắng kinh sợ nói. Cậu là. Người đàn ông mặc áo bào trắng nhìn Diệp Phàm, sắc mặt chấn động, nói chuyện cũng không trôi chảy. Hiển nhiên nhẫn Long Vương mang đến chấn động quá lớn cho ông ta. Bây giờ ông còn muốn ra mặt cho nhà họ Bạch không? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Không dám. Người đàn ông mặc áo bào trắng khom người nói. Nếu suy đoán của ông ta chính xác, rất có khả năng người trước mặt là Long Vương mới của Điện Long Vương, ông ta dám đối đầu với Long Vương, vậy không khác gì tự tìm đường chết. Lúc này, Khương Uyên, cũng chính là người đàn ông mặc áo bào trắng bị dọa ứa mồ hôi lạnh, suýt chút nữa bay mất hồn. Ngài Khương, Bạch Không Sơn nhìn Khương Uyên thay đổi sắc mặt, cả người ngây ra, lập tức kêu lên. Đây là chuyện của nhà họ Bạch mấy người, tôi không quản được. Khương Uyên nhìn Bạch Khôn Sơn, lạnh lùng quát. Suýt chút nữa lão già này hại ông ta đắc tội với Long Vương. Lúc này Khương Uyên hận không thể tự tay giải quyết lão già này. Mấy người có thể chết rồi. Lúc này, Diệp Phàm phát ra âm thanh lạnh băng như tử thần, hắn trực tiếp ra tay giết chết Bạch Trần. Đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay với Bạch Khôn Sơn, đối phương kêu to. Vị kia ở đế đô sẽ báo thù cho nhà họ Bạch, tao chờ mày ở địa ngục. Bạch Khôn Sơn vừa dứt lời đã bị một trưởng của Diệp Phàm giết chết. Diệp Phàm không quan tâm đối phương nói gì, hắn trực tiếp diệt sạch nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự diệt vong của bọn họ. 10 phút sau, nhà họ Bạch khổng lồ, xác chết nằm khắp nơi. Chỉ cần là người nhà họ Bạch, tất cả chết thảm. Không còn một ai. Lúc này, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hôm nay, một trong bốn hào môn lớn quận Giang Nam, nhà họ Bạch chính thức diệt vong.
Ba hào môn lớn khác và người của mấy gia tộc lớn khác tận mắt chứng kiến cảnh này, tất cả bị chấn động không nói lên lời. Tôi hy vọng sau hôm nay, ngoại trừ mấy người sẽ không có người khác biết sự tồn tại của tôi. Sau khi Diệp Phàm hủy diệt toàn bộ nhà họ Bạch, liếc nhìn những người còn lại, lạnh nhạt nói. Nhóm người này vội vàng gật đầu, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Diệp Phàm vung tay lên, nhổ ngân châm trên người Tô Lâm ra, đối phương thở phì phò. Diệp Phàm đi thẳng ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa đi ra khỏi nhà họ Bạch, lại có một đám người mặc quần áo đặc thù vọt vào. Một người đàn ông dẫn đầu nhìn tình trạng nhà họ Bạch, sắc mặt thay đổi. Bọn họ đều do cậu giết. Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trầm giọng nói. Là tôi giết. Diệp Phàm trả lời. Vậy mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến. Người đàn ông cầm đầu nói thẳng. Sao tôi phải đi với mấy người? Diệp Phàm nói. Chúng tôi là người của sở tuần tra, hiện tại cậu giết nhiều người như vậy, chúng tôi muốn mang cậu về tiến hành điều tra. Người đàn ông cầm đầu lạnh nhạt nói. Không hứng thú. Diệp Phàm nói xong muốn đi ra ngoài. Đám người của sở tuần tra muốn ra tay với hắn, kết quả bọn họ còn chưa ra tay, toàn bộ bay ra ngoài, bao gồm cả người đàn ông cầm đầu kia cũng ngã trên mặt đất, phun máu. Diệp Phàm biến mất trước nhà họ Bạch. Thằng chó này dám ra tay với chúng ta. Người đàn ông cầm đầu không thể tin được, nói. Bọn họ chính là người của sở tuần tra. Dám ra tay với sở tuần tra, không muốn sống nữa. Sở tuần tra chính là tổ chức đặc thù của Long Quốc, chuyên phụ trách giám sát các quận Long Quốc, chỉ cần có kẻ nào nguy hại đến Long Quốc, bọn họ sẽ lập tức ra tay, chém trước báo sau. Bởi vậy quyền lực của sở tuần tra rất lớn, dù là triều đình hay người của chiến bộ cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn họ, nếu không chết cũng không có chỗ giải oan. Nhưng hôm nay có người dám ra tay với sở tuần tra, điều này làm thành viên của sở tuần tra cực kỳ khiếp sợ. Nhãi danh, mày chết chắc rồi. Người đàn ông cầm đầu tức giận quát. Nửa tiếng sau khi Diệp Phàm rời khỏi nhà họ Bạch, tin tức nhà họ Bạch bị tiêu diệt nhanh chóng lan truyền khắp quận Giang Nam với tốc độ chóng mặt. Nhất thời cả quận Giang Nam đều chấn động. Thế lực khắp nơi đều khó mà tin được chuyện này. Nhà họ Bạch là một trong bốn danh gia vọng tộc của quận Giang Nam đã truyền thừa trăm năm, vậy mà bị người ta tiêu diệt rồi ư. Sao có thể chứ? Nhưng cho dù mọi người không tin, thì sự thật đúng là nhà họ Bạch đã bị diệt môn, cả gia tộc từ trên xuống dưới mấy trăm người, bao gồm cả ông cụ Bạch và gia chủ nhà họ Bạch đều bị giết, không ai sống sót. Cả khu nhà họ Bạch đã bị quân quận vệ phong tỏa. Vì vậy, người của các thế lực gia tộc lớn ở quận Giang Nam không thể không tin nhà họ Bạch hưng thịnh một đời đã không còn. Tuy nhiên thế lực các nơi nhanh chóng chuyển sang tò mò, rốt cuộc ai có năng lực đáng sợ như vậy, có thể diệt môn nhà họ Bạch. Với thực lực của nhà họ Bạch, người có thể diệt môn một cách trắng trợn như vậy ắt phải có thực lực và thân phận đáng gờm thì mới làm được. Sau đó có tin đồn nhà họ Bạch vì đắc tội một nhân vật lớn nên mới bị diệt môn. Về phần nhân vật lớn kia là ai thì không ai biết. Trong chuyện này, chỉ có gia chủ của ba danh gia vọng tộc còn lại và mấy gia chủ khác tới nhà họ Bạch phúng viếng mới biết chân tướng. Nhưng bởi vì câu nói kia của Diệp Phàm nên bọn họ không dám nói ra, thậm chí không dám tiết lộ cho người trong gia tộc mình để tránh gặp rắc rối. Dù sao đối phương có thể tiêu diệt nhà họ Bạch thì cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Tóm lại là gia chủ của các danh gia vọng tộc này đã chân chính nhớ kỹ Diệp Phàm, đồng thời bọn họ càng thêm chú ý tới nhà họ Đường ở Thiên Hải. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì Diệp Phàm là người đàn ông của đại tiểu thư nhà họ Đường Đường Sở Sở. Mà chuyện nhà họ Bạch bị tiêu diệt cũng kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là trong phân điện quận Giang Nam trực thuộc Điện Long Vương. Khương Uyên trở về lập tức đến gặp điện chủ Tả Thiên Dương của phân điện quận Giang Nam, báo cáo chuyện Diệp Phàm. Gì cơ, Nhẫn Long Vương, anh có chắc là mình không nhìn nhầm không? Thật sự là Nhẫn Long Vương hả? Tả Thiên Dương nghe Khương Uyên nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói. Thưa chủ nhân, thuộc hạ chắc chắn, đúng là Nhẫn Long Vương, thuộc hạ không nhìn nhầm. Khương Uyên trầm giọng nói. Nhẫn Long Vương, đó là tín vật của điện chủ điện Long Vương mà. Lẽ nào cậu ta? Hai mắt Tả Thiên Dương không ngừng lấp lóe. Thưa chủ nhân, lão điện chủ đã biến mất nhiều năm, chúng ta cứ tưởng ngài ấy chết rồi, nhưng bây giờ lại có người đeo Nhẫn Long Vương của ngài ấy xuất hiện, vậy thì chỉ có hai khả năng.
Một là người này cướp được Nhẫn Long Vương của lão điện chủ. Hai, cậu ta là điện chủ Điện Long Vương mới do chính lão điện chủ chọn ra, vì vậy mới đưa Nhẫn Long Vương cho cậu ta. Khương Uyên phân tích, với thực lực của điện chủ, trên đời này có mấy ai là đối thủ của ngài ấy chứ? Thằng nhóc này làm sao có thể cướp nhẫn trong tay lão điện chủ được? Tả Thiên Dương lạnh lùng nói. Vậy thì chỉ có khả năng cậu ta là điện chủ mới được lão điện chủ lựa chọn. Chủ nhân, chúng ta có cần báo cho Tổng Điện ngay lập tức không? Khương Uyên hỏi. Không, phong tỏa tin tức này, không được để cho Tổng Điện biết đến sự tồn tại của cậu ta. Tả Thiên Dương chợt nói. Ý của chủ nhân là... Khương Uyên không giải thích, chỉ nhìn Tả Thiên Dương. Hiện tại cả Điện Long Vương chia 5 xẻ 7, 4 Long Quân, 8 Long Đầu đều đang tranh đoạt vị trí điện chủ Điện Long Vương. Các phân điện ở 9 quận cũng rối rít chọn phe. Anh cảm thấy tôi nói cho bọn họ biết điện chủ Điện Long Vương mới đã xuất hiện thì điều gì sẽ xảy ra? Tả Thiên Dương nói, có người nhất định sẽ lập tức ủng hộ điện chủ mới, nhưng cũng có người coi cậu ta là cái đinh trong mắt và muốn diệt trừ. Dù sao vị điện chủ mới này cũng trẻ như vậy. Những lão già của Điện Long Vương sẽ không cung kính với cậu ta như với lão điện chủ. Đúng vậy, tuy cậu ta có Nhẫn Long Vương, nhưng chỉ có một món tín vật mà muốn cả Điện Long Vương thần phục cậu ta thì đâu dễ như vậy. Tả Thiên Dương cười khẩy. Chủ nhân, vậy ngài muốn trợ giúp điện chủ mới thượng vị sao? Khương Uyên hỏi. Không, tôi muốn dùng danh nghĩa của vua để ra lệnh cho chư hầu. Lúc này, hai mắt Tả Thiên Dương sáng kinh người. Khương Uyên nghe hắn ta nói vậy thì biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chủ nhân định. Không sai, nếu chúng ta có thể khống chế vị điện chủ mới trong lòng bàn tay, sau đó trợ giúp cậu ta ngồi lên vị trí Long Vương, thì đến lúc đó tôi sẽ là Thái Thượng Hoàng của Điện Long Vương. Như vậy chẳng phải có cảm giác thành tựu hơn là làm điện chủ Điện Long Vương sao? Vẻ mặt Tả Thiên Dương tràn đầy dã tâm. Chủ nhân, ý tưởng này được đấy. Người này có Nhẫn Long Vương. Ngồi lên vị trí Long Vương là danh chính ngôn thuận. Có thêm phân điện chúng ta hỗ trợ, khả năng cao là cậu ta sẽ trở thành Long Vương mới, quản lý Điện Long Vương. Nhưng từ biểu hiện của cậu ta ngày hôm nay, thuộc hạ thấy muốn khống chế cậu ta, bắt cậu ta ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân e là không dễ. Khương Uyên nói, dù cậu ta lợi hại đến mấy cũng chỉ là một thằng nhóc phát mũi chưa sạch. Anh cảm thấy tôi không đối phó nổi một thằng nhóc sao? Tả Thiên Dương liếc Khương Uyên. Thuộc hạ không có ý này. Với bản lĩnh của chủ nhân, khống chế người này tuyệt đối không có vấn đề gì. Khương Uyên run lên, vội vàng khom lưng nói. Anh lập tức đi điều tra tình hình về người này đi. Tả Thiên Dương lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Khương Uyên gật đầu. 4 Long Quân, 8 Long Đầu, các người không ngờ chứ gì. Các người tranh đấu với nhau, nhưng cuối cùng người được lợi lại là tôi. Tả Thiên Dương cười gằn. Trong mắt lóe lên tia sáng. Trong khi đó, ở nơi đóng quân của quân Bạch Hổ. Gì cơ, Bạch Phong chết rồi, 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ đều bị giết, ai làm? Một tiếng hét giận dữ vang lên. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, mặc chiến giáp màu trắng, mặt mày lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí thiết huyết nhìn thuộc hạ, tức giận nói. Người này là quân chủ Dương Thiên Hổ của quân Bạch Hổ, một trong 9 quân đoàn lớn nhất Trung Quốc. Quân hàm 4 sao. Báo cáo quân chủ, chúng tôi còn đang điều tra kẻ sát hại Bạch Phong đại nhân và 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ, bên quận Giang Nam đã phong tỏa toàn bộ tin tức. Tên thuộc hạ quỳ gối trả lời. Lập tức điều tra cho tôi, tra rõ xem rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, dám giết người của quân Bạch Hổ chúng ta. Tôi muốn khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nét mặt Dương Thiên Hổ lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Rõ. Tên thuộc hạ gật đầu. Dám giết người của quân Bạch Hổ ta, bất kể mày là ai cũng phải chết. Dương Thiên Hổ gằn từng chữ, toàn thân tỏa ra khí thế sát phạt nồng đậm, không khí xung quanh như đóng băng. Bên trong phân bộ sở tuần tra quận Giang Nam, người đàn ông bị Diệp Phàm đả thương đứng trước mặt một người đàn ông để râu, mặc trường bào màu xám. Ông ta thuật lại sự việc nhà họ Bạch một lần, nói rất thẳng thắn. Đại nhân, thằng nhãi này không chỉ tiêu diệt cả nhà họ Bạch, mà còn giết mấy nghìn chiến sĩ quân Bạch Hổ. Lúc trước cậu ta còn tiêu diệt gia tộc lớn nhất thành phố Giang, bây giờ thậm chí không coi người của sở tuần tra chúng ta ra gì, tuyệt đối không thể tha cho thằng nhãi này. Theo như lời ông nói, người này hẳn là một cao thủ nhân gian đã nhập cảnh.
Ở độ tuổi ấy mà đã là có thủ trần gian, quả là không đơn giản. Người đàn ông mặc áo bào màu xám nhẹ giọng nói. Đại nhân, hiện tại người này đã gây ảnh hưởng tới sự ổn định của toàn quận Giang Nam, thậm chí cậu ta còn trắng trợn sát hại nhiều chiến sĩ quân Bạch Hổ như vậy, đây là tội chết. Nếu cậu ta thật sự là cao thủ nhân gian thì chúng ta nhất định phải mau chóng bắt lại, không thì ai mà biết được tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Người đàn ông kia nói không ngừng, trong lòng vô cùng hận Diệp Phàm. Ông nói không sai, người này đã tiêu diệt nhà họ Bạch, giết nhiều chiến sĩ quân Bạch Hổ như vậy, quả thật không thể tha thứ. Ông lập tức thông báo cho Lãnh Phong dẫn người đi bắt người này, nếu chống cự thì giết không xét tội. Người đàn ông mặc áo bào xám dứt khoát nói. Vâng, thưa đại nhân. Người đàn ông kia gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đã về tới nhà họ Đường ở Thiên Hải. Nhà họ Đường. Diệp Phàm đi vào nhà. Cậu đã về rồi á? Có phải là cậu không đến nhà họ Bạch không? Đường Phong nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hừ mũi. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhìn anh đầy quan tâm. Nhà họ Bạch bị tôi tiêu diệt rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bị cậu tiêu diệt á? Ha ha ha, cậu xem chúng tôi là kẻ ngu đấy à? Đường Phong nhìn Diệp Phàm với vẻ giễu cợt. Nhà họ Bạch thật sự bị tiêu diệt rồi, nhưng đó là vì nhà họ Bạch đã đắc tội một nhân vật lớn nên mới bị tiêu diệt. Thằng nhãi cậu may mắn đấy, nhà họ Bạch bị tiêu diệt, cậu nhặt về một cái mạng, vậy mà cậu lại vơ công lao tiêu diệt nhà họ Bạch vào mình, đúng là vô liêm sỉ. Lúc này Đường Chính Đạo đi tới, nhìn Diệp Phàm và nói bằng giọng điệu khinh bỉ. Nhà họ Bạch thật sự bị tiêu diệt rồi sao chú ba? Đường Phong giật mình, mà Đường Chính Nhân, Đường Chính Nghĩa và Dương Ngọc Lan đều kinh ngạc. Ừ, chú mới nhận được tin tức nhà họ Bạch bị diệt môn vì đắc tội một nhân vật lớn. Nhà họ Đường chúng ta không sao rồi. Đường Chính Đạo nói. Tốt quá, cuối cùng thì chúng ta không cần lo lắng nữa. Đường Phong kích động nói, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt mỉa mai, nhãi danh, cậu sẽ không nói nhân vật lớn kia là mình đâu nhỉ, ha ha ha. Chàng trai à, tôi vốn nghĩ cậu dám đến nhà họ Bạch xem như có chút can đảm và biết điều. Thật không ngờ cậu lại ham hư vinh, không biết tự lượng sức mình. Đường Chính Đạo lắc đầu nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không biện minh, hắn đã nói thật, đối phương không tin thì hắn cũng chẳng có cách nào. Tam gia, bác sĩ Hứa tới rồi. Lúc này, một người giúp việc đi tới báo cho Đường Chính Đạo. Bác sĩ Hứa tới rồi à, mau mời vào. Đường Chính Đạo vội vàng nói. Thằng ba à, bác sĩ Hứa là đệ tử của Ngự Y Đương Triều mà em nói sao? Đường Chính Nghĩa hỏi Đường Chính Đạo. Đúng vậy, có bác sĩ Hứa ra tay thì mẹ sẽ không sao. Đường Chính Đạo trả lời. Chú ba, thật ra anh Tiểu Phàm cũng rất giỏi y thuật. Để cho anh ấy khám cho bà đi ạ, có khi không cần bác sĩ Hứa ra tay. Đường Sở Sở nói với Đường Chính Đạo. Cậu ta á? Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm đầy khinh thường. Cô gái à, cô đang nghi ngờ y thuật của tôi sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc trường bào đi đến. Anh ta đeo kính gọng vàng, toát ra khí chất nho nhã. Nhưng đôi mắt tì hí lại tạo cảm giác xấu xa. Người đàn ông này vừa vào nhà đã nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên. Bác sĩ Hứa đến rồi. Cậu đừng hiểu lầm, cháu gái tôi nói linh tinh thôi, sao chúng tôi có thể nghi ngờ y thuật của cậu được chứ? Cậu là bậc thầy y thuật trẻ nhất giới y thuật Trung Quốc chúng ta cơ mà. Đường Chính Đạo nhìn người đàn ông này, vội vàng nở nụ cười. Người này chính là Hứa Thanh Lai, đệ tử của Ngự Y Đương Triều trong lời Đường Chính Đạo. Chào bác sĩ Hứa, cảm ơn cậu đã đến nhà họ Đường chữa bệnh cho mẹ tôi. Con cháu không hiểu chuyện, ăn nói linh tinh, mong cậu thứ lỗi. Sở Sở, mau xin lỗi bác sĩ Hứa đi. Đường Chính Nghĩa bước lên nói, đồng thời liếc nhìn Đường Sở Sở. Xin lỗi bác sĩ Hứa. Mà Đường Sở Sở cũng xin lỗi Hứa Thanh Lai. Vị này là Đường tiểu thư đúng không? Không sao, tôi không để bụng. Có điều Hứa mỗ mới tới Thiên Hải, không quen thuộc nơi này. Không biết Đường tiểu thư có thời gian đưa tôi đi thăm thú không? Hứa Thanh Lai mỉm cười nói với Đường Sở Sở. Chuyện này. Sắc mặt Đường Sở Sở thay đổi, bác sĩ Hứa muốn thăm thú thì tôi có thể tìm người dẫn anh dạo chơi Thiên Hải thỏa thích. Đường tiểu thư từ chối tôi ư? Hứa mỗi làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ bị từ chối.
Đường tiểu thư đã coi thường Hứa Mỗ, vậy thì bệnh của bà Đường vẫn nên mời người tài khác nhỉ. Hứa Thanh Lai đẩy kính mắt, muốn rời đi. Bác sĩ Hứa khoan đã. Đường Chính Đạo cuống quýt lên tiếng, sau đó nhìn Đường Sở Sở, Sở Sở nghỉ mấy ngày đi chơi cùng bác sĩ Hứa thì có sao đâu. Đúng vậy, Sở Sở à, bác sĩ Hứa là khách quý, chúng ta nên tiếp đãi thật chu đáo. Chị dâu nói xem có đúng không? Đường Chính Nghĩa nói, đồng thời liếc sang Dương Ngọc Lan. Sở Sở mau nhận lời bác sĩ đi, đừng làm chậm trễ việc chữa trị cho bà nội của con. Dương Ngọc Lan cũng khuyên nhủ Đường Sở Sở. Con! Đường Sở Sở không biết phải trả lời thế nào. Các người nói dễ nghe như thế thì tự đi cùng anh ta ấy, còn bắt vợ tôi đi cùng. Xin lỗi nhé, không rảnh. Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng quát thẳng thừng. Chỗ này làm gì đến lượt cậu lên tiếng. Đường Chính Đạo lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Anh là bạn trai của Đường tiểu thư à? Hứa Thanh Lai nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên vẻ âm u. Đúng thế, tôi khuyên anh tốt nhất đừng tơ tưởng vợ tôi, nếu không nắm đấm của tôi không nhận người đâu. Diệp Phàm nhìn Hứa Thanh Lai, nói năng không khách sáo chút nào. Anh! Hứa Thanh Lai bất mãn nhìn Diệp Phàm đăm đăm. Anh Đường, đây là đạo đãi khách của nhà họ Đường sao? Hứa Thanh Lai nhìn Đường Chính Đạo chất vấn. Bác sĩ Hứa đừng giận, tên này không phải người nhà họ Đường chúng tôi. Đường Chính Đạo vừa giải thích vừa nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lạnh như băng, lập tức xin lỗi bác sĩ Hứa. Xin lỗi anh ta xứng sao? Diệp Phàm lạnh lùng đáp trả. Cậu! Đường Chính Đạo sầm mặt, nhìn sang Đường Sở Sở, Sở Sở, giờ bà nội cháu đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu hôm nay bác sĩ Hứa không ra tay, bà nội cháu có bất trắc gì, cháu có thể yên lòng được sao? Trên đời này đâu phải chỉ có anh ta là bác sĩ. Diệp Phàm lên tiếng. Đúng là trên đời này không chỉ có tôi là bác sĩ, nhưng tôi là đệ tử của Ngự Y đương triều, các bác sĩ khác có thể so với tôi được chắc. Theo lời kể của anh Đường về bệnh tình của bà Đường, chỉ có tôi ra tay thì bà Đường mới bình yên vô sự. Hứa Thanh Lai kiêu căng hừ mũi. Đệ tử của Ngự Y thì giỏi lắm hả? Cũng chỉ có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi mà. À không, anh có hẳn bốn mắt, một mũi, một miệng. Diệp Phàm cười khẩy. Cậu! Sắc mặt Hứa Thanh Lai xa sầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm với vẻ mặt giận dữ. Xin lỗi anh Đường. Xem ra hôm nay tôi không khám bệnh được rồi. Hứa Thanh Lai nói với Đường Chính Đạo một câu rồi bỏ đi. Bác sĩ Hứa. Đường Chính Đạo thấy Hứa Thanh Lai rời đi, mặt lập tức biến sắc. Cậu điên rồi sao? Cậu mắng bác sĩ khám bệnh cho bà nội chạy mất, nếu bà có gì bất trắc thì cậu chết chắc. Đường Phong chỉ vào Diệp Phàm, hét lên. Yên tâm đi, bà nội anh không chết được. Nói xong Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, đưa anh đến phòng của bà nội em. Cậu làm gì thế? Đường Chính Đạo quát Diệp Phàm. Chữa bệnh cho mẹ của ông. Diệp Phàm lạnh nhạt đáp. Cậu có giấy phép hành nghề y không? Đường Chính Đạo hỏi. Không cần thứ kia. Diệp Phàm bĩu môi. Đến giấy phép hành nghề y cậu cũng không có, vậy mà dám chữa bệnh. Sắc mặt Đường Chính Đạo lập tức thay đổi. Chú ba để cho Tiểu Phàm thử đi, anh tin tưởng y thuật của cậu ấy. Lúc này... Đường Chính Nhân vẫn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Diệp Phàm dứt khoát đi theo Đường Sở Sở đến phòng của bà cụ Đường. Anh Tiểu Phàm, bà nội em. Yên tâm đi, bà nội em không sao. Gương mặt Đường Sở Sở đong đầy lo lắng. Diệp Phàm cười khẽ, hắn vung ra một cây kim bạc, đâm vào giữa trán của bà cụ Đường. Đường Chính Đạo đi phòng vào thì nhìn thấy Diệp Phàm cầm kim bạc đâm vào trán mẹ mình, tức thì mặt biến sắc. Ông ta định ra tay đánh Diệp Phàm, nhưng lúc này bà cụ Đường đột nhiên ho một tiếng rồi mở mắt ra. Mẹ! Đường Chính Đạo nhìn thấy bà cụ Đường tỉnh dậy thì kêu lên. Xong rồi! Diệp Phàm rút ngân châm rồi đi ra ngoài. Mẹ! Mẹ thấy thế nào rồi? Đường Chính Đạo, Đường Chính Nghĩa bước đến hỏi bà cụ Đường. Tiểu Phàm, sao rồi? Trong phòng khách, Đường Chính Nhân ngồi trên xe lăn, nhìn Diệp Phàm hỏi. Ba! Bà nội đã tỉnh rồi. Đường Sở Sở nói. Tiểu Phàm, cậu quả nhiên lợi hại. Đường Chính Nhân cười nói. Ngay sau đó, bà cụ Đường được đỡ đi ra ngoài. Bà nội. Đường Sở Sở bước lên gọi. Hừ. Nhưng bà cụ Đường lại nhìn Đường Sở Sở bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Bà nội,
lần này là anh Tiểu Phàm đã chữa khỏi cho bà. Đường Sở Sở nói với bà cụ Đường. Dựa vào cậu ta cũng có thể chữa khỏi được cho tôi. Ăn may thôi. Bà cụ Đường liếc nhìn Diệp Phàm, căn bản không tin lời Đường Sở Sở nói. Đúng thế, cậu ta nhất định là ăn may, đúng lúc bà nội không sao nên tỉnh lại. Nếu chỉ lấy kim châm loạn một lúc đã có thể chữa khỏi bệnh, cậu ta nghĩ mình là thần y sao? Đường Phong khinh thường hừ lạnh. Ha ha! Lần này, Diệp Phàm chỉ cười nhạt mà không giải thích. Xem đi, nói đúng tim đen thừa nhận rồi chứ gì. Đường Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm rồi lắc đầu, ông còn cho rằng cậu nhóc này có y thuật cao siêu, không ngờ lại là mèo mù vớ được cá rán. Hiện tại tôi tuyên bố quyết định, kể từ ngày hôm nay, Đường Sở Sở sẽ không còn nhậm chức chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, Chính Nghĩa sẽ đảm đương vị trí này. Bà cụ Đường lên tiếng. Bộp! Ngay lập tức, vẻ mặt Bạch Ngọc Lan, Đường Sở Sở cùng thay đổi. Bà nội, sao lại như vậy? Vẻ mặt của Đường Sở Sở cực kỳ khó coi. Vì sao? Cháu nói xem vì sao? Chính là vì người đàn ông này, suýt nữa thì cả nhà họ Đường cũng xong rồi. Nếu không có ông trời phù hộ thì bây giờ chúng ta đều xuống âm phủ gặp ông nội cháu rồi, cháu còn có mặt mũi mà hỏi vì sao à? Cháu tự xem xét lại bản thân đi. Bà cụ Đường nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt không khách khí. Mẹ, mẹ bớt giận. Dù sao thì Sở Sở cũng đã có công rất lớn cho sự phát triển của công ty, nếu như con bé bị cách chức, e là sẽ không có lợi. Đường Chính Nhân nói với bà cụ Đường. Đúng thế, mẹ, Đường Sở Sở cống hiến rất nhiều cho công ty, mẹ không thể nói cách chức là cách chức được. Bạch Ngọc Lan cũng vội vàng nói theo. Hừ, lẽ nào không có Đường Sở Sở thì Đường Thị sẽ phá sản hay sao? Hơn nữa, lúc trước nó cũng đã nói trước ban hội đồng quản trị. Nếu trong vòng 3 ngày không nghĩ ra được cách đấu lại hồi xuân xương của cung thị thì sẽ chủ động từ chức, hiện tại đã 3 ngày, nó cũng nên cút xéo rồi. Đường Phong hừ lạnh nói. Bà nội, cháu đã tìm được cách đấu lại hồi xuân xương của cung thị rồi. Đường Sở Sở trực tiếp nói. Sao có thể, cô thì có cách gì? Đường Phong khinh thường nói. Bà nội, cháu đã tìm được một sản phẩm mới, tên là Đan Chú Nhan. Sử dụng sản phẩm này có thể khiến cho người ta trẻ ra 10 tuổi, tốt hơn rất nhiều lần so với kem trẻ hóa da hồi xuân xương của cung thị. Chỉ cần Đan Chú Nhan được đưa ra thị trường thì tập đoàn Đường Thị chắc chắn sẽ cháy hàng, lấy lại toàn bộ thành tích đã mất, thậm chí còn khiến giá trị thị trường của Đường Thị lại tăng vọt. Đường Sở Sở nhìn bà cụ Đường nói. Cháu nói thật sao? Sở Sở không dám lừa gạt bà nội, hiện tại Đan Chú Nhan đã vượt qua xét duyệt thẩm định. Hiệu quả giống như cháu đã nói, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cháu đang chuẩn bị mở buổi họp báo về sản phẩm mới, nếu lúc này cháu bị cách chức, sợ là sẽ ảnh hưởng tới việc cho ra sản phẩm. Hơn nữa chú hai không hiểu biết gì về Đan Chú Nhan, chuyện này rất không có lợi khi ra mắt sản phẩm. Lúc này, Đường Sở Sở trầm giọng nói. Đường Sở Sở, cô có ý gì? Cô đang dùng sản phẩm mới để uy hiếp bà nội sao? Đường Phong không hài lòng. Lớn tiếng nói. Được rồi, đừng nói nữa, nếu đã như vậy thì cháu cứ tiếp tục giữ chức chủ tịch đi, nhanh chóng đưa Đan Chú Nhan ra thị trường tiêu thụ. Bà cụ Đường đáp. Vâng, bà nội. Đường Sở Sở gật đầu nói. Sở Sở, cháu lấy phương thức điều chế Đan Chú Nhan kia ở đâu vậy, có thể làm người ta trẻ ra 10 tuổi, phương thuốc của loại đan này là vô giá, người bình thường sẽ không lấy được. Đột nhiên, Đường Chính Đạo hỏi Đường Sở Sở. Cái này. Xin lỗi chú ba, cái này thứ cho cháu không nói được, người đưa cách điều chế này hy vọng cháu sẽ không tiết lộ thân phận của họ. Vậy thì cũng tốt. Đường Chính Đạo gật đầu, ánh mắt khẽ lóe lên. Sau đó, Diệp Phàm và Đường Sở Sở liền rời khỏi nhà họ Đường. Bên trong một gian phòng của nhà họ Đường, Đường Chính Nghĩa và Đường Phong đang ngồi ở đây. Chết tiệt, đáng ra hôm nay ba phải trở thành chủ tịch Đường Thị rồi. Không ngờ con danh kia lại lấy ra được cái gì mà Đan Chú Nhan. Đường Phong nói với vẻ không cam lòng. Là do chúng ta quá coi thường nó, con lập tức liên hệ với Mã Yên, điều tra rõ ràng Đan Chú Đan, tốt nhất là phải lấy được phương thức điều chế, chỉ cần có được công thức trong tay thì chức chủ tịch Đường Thị vẫn sẽ thuộc về ba thôi. Đường Chính Nghĩa thản nhiên nói. Vâng thưa ba. Đường Phong gật đầu đáp. Bên kia, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, anh Diệp Phàm. Vừa rồi em không nói công thức Đan Chú Nhan là do anh đưa,
anh sẽ không để tâm chứ? Em làm như vậy vì không muốn anh trở thành mục tiêu của kẻ có dã tâm, dù sao thì như chú ba đã nói, công thức chế thuốc anh đưa có giá trị liên thành, một khi bị người ta biết được là của anh thì bọn họ sẽ tìm anh gây phiền toái. Cái này thì có gì mà để ý, hơn nữa, dù em có nói là của anh thì bọn họ cũng không tin đâu. Diệp Phàm cười khẽ. Em xin lỗi, anh Diệp Phàm, để anh phải chịu uất ức rồi. Đường Sở Sở áy náy. Cô bé ngốc, cái này thì liên quan gì tới em đâu, hơn nữa anh cũng không chịu tủi thân gì. Diệp Phàm cưng chiều xoa đầu Đường Sở Sở. Chớp mắt đã qua một ngày. Hôm sau, Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh xuống lầu, Diệp Phàm đã làm xong bữa sáng. Anh Tiểu Diệp, hôm nay công ty mở buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, anh có muốn đi xem không? Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm hỏi. Được, dù sao thì anh cũng không có việc gì. Diệp Phàm gật đầu. Anh không định đi tìm việc làm à? Lẽ nào muốn chị họ tôi nuôi anh mãi à? Trần Tiểu Manh nhìn Diệp Phàm nói. Tìm công việc gì chứ? Ăn bám vợ không hơn à? Diệp Phàm bĩu môi nói. Người này đúng là hết cứu nổi. Trần Tiểu Manh trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Ăn xong bữa sáng, Diệp Phàm đi theo Đường Sở Sở tới tập đoàn Đường Thị. Bên trong hội trường của tập đoàn Đường Thị. Nơi này trở thành hiện trường buổi họp báo cho ra mắt sản phẩm mới. Hơn nữa đã có rất nhiều ký giả truyền thông tới. Rất nhanh, Đường Sở Sở mặc bộ đồ công sở bước vào, thư ký Tôn Tiểu Tiểu đi bên cạnh. Diệp Phàm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Chủ tịch Đường, nghe nói sản phẩm mới của các cô có thể làm cho người ta trẻ hơn 10 tuổi, là thật sao? Sản phẩm có thể giúp người ta trẻ ra 10 tuổi, điều này hoàn toàn đi ngược với khoa học kỹ thuật. Xin hỏi Chủ tịch Đường, tập đoàn các người có phải đang lừa gạt dân chúng không? Đường Sở Sở vừa xuất hiện, một đám phóng viên đã rối rít đặt câu hỏi. Tin tức về các sản phẩm mới của tập đoàn Đường Thị đã truyền ra. Có không ít người nghi ngờ về loại sản phẩm có thể giúp người trẻ ra 10 tuổi, dù sao thì loại sản phẩm như vậy quả thật không thể tin nổi. Xin chào, tôi là Chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, hôm nay là buổi họp báo công bố sản phẩm mới. Tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc của các vị. Đầu tiên, sản phẩm mới của tập đoàn Đường Thị chúng tôi có tên là Đan Trúc Nhan, công dụng giống với cái tên của nó, loại sản phẩm này có thể chống lão hóa, giúp cho mọi người trông trẻ hơn. Hơn nữa, sản phẩm này của chúng tôi đã được các cơ quan chuyên môn của quốc gia kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không có bất cứ hành vi lừa gạt người tiêu dùng. Lần này chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước một số sản phẩm mẫu, đợi khi kết thúc buổi họp báo. Các vị ký giả đều có thể nhận được một phần, cảm nhận thử hiệu quả của nó. Đường Sở Sở cười nói. Tất cả các ký giả ở buổi họp báo nghe Đường Sở Sở nói vậy đều giật mình. Bọn họ không ngờ tập đoàn Đường Thị lại thật sự nghiên cứu ra loại sản phẩm nghịch thiên như vậy. Trẻ ra 10 tuổi, chỉ 4 từ đã thể hiện ra ý nghĩa của nó, nhưng cũng thật khó để tin tưởng. Ai là Diệp Phàm? Lúc này, hiện trường buổi họp báo đột nhiên xuất hiện một đám người mặc đồ đen. Dẫn đầu là một người có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về đám người vừa tới. Diệp Phàm trầm mặt nhìn chằm chằm đoàn người, hắn đứng dậy đi tới, tôi là Diệp Phàm, các người là ai? Chúng tôi là Sở Tuần Tra, tôi tên là Lãnh Phong, thành viên của Sở Tuần Tra chi nhánh quận Giang Nam, mời cậu đi cùng với chúng tôi một chuyến, nếu như không chịu đi thì chúng tôi sẽ ra tay. Gã đàn ông cầm đầu lạnh nhạt nói với Diệp Phàm, nhưng lại nói nhỏ để những người khác không nghe thấy. Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt hắn lóe lên, tôi đi cùng các anh. Anh Tiểu Phàm. Lúc này, Đường Sở Sở bước nhanh tới gọi Diệp Phàm. Bà xã, không sao, anh với bọn họ có chút chuyện cần xử lý, rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Phàm khẽ cười đáp Đường Sở Sở. Sau đó hắn rời đi cùng người của Sở Tuần Tra. Diệp Phàm bị người của Sở Tuần Tra mang ra khỏi Thiên Hải. Bên trong Bách Hoa Lâu ở Thiên Hải. Chị cả, xảy ra chuyện rồi. Hạ Trúc vội vã chạy tới trước mặt Xuân Lan. Sao thế? Xuân Lan hỏi Hạ Trúc. Thiếu chủ bị người của Sở Tuần Tra mang đi rồi. Hạ Trúc đáp. Người của Sở Tuần Tra mang thiếu chủ đi. Mang đi đâu? Vẻ mặt Xuân Lan thay đổi, cô trầm giọng hỏi. Chắc là dẫn tới phân bộ Sở Tuần Tra ở quận Giang Nam. Hạ Trúc đáp. Bọn họ dẫn thiếu chủ đi, có lẽ là vì thiếu chủ đã diệt nhà họ Bạch. Thu Cúc đi tới nói.
thiếu chủ không thể xảy ra chuyện gì được. Đông Mai lạnh lùng nói. Lập tức liên hệ với Bách Hoa Lâu ở thành phố Tô, điều động người, nhất định phải bảo đảm an toàn cho thiếu chủ, chúng ta cũng lên đường đi tới đó. Xuân Lan nói. Vâng. Ba người Xuân Trúc đều gật đầu. Bên trong điện Long Vương thuộc phân bộ Giang Nam. Hắn ta bị người của sở tuần tra dẫn đi rồi. Khóe mắt Tả Thiên Dương lóe lên. Đúng vậy, thưa chủ nhân. Khương Uyên gật đầu đáp. Xem ra cơ hội của chúng ta tới rồi. Đi, theo ta đi nghênh đón Long Vương tân nhiệm của điện Long Vương. Ánh mắt Tả Thiên Dương âm u, cười lạnh nói. Ngoại ô thành phố Tô, quận Giang Nam, có một tòa kiến trúc bí mật. Tòa nhà này không mở cửa công khai, trong bán kính một dặm đều có trạm gác ngầm và người tuần tra, không ai được phép đến gần. Nơi này chính là phân bộ sở tuần tra ở quận Giang Nam. Mỗi một quận ở Long Quốc đều có phân bộ sở tuần tra, chịu trách nhiệm xử lý các công việc của từng quận. Lúc này, phía dưới tòa kiến trúc bí mật có một không gian ngầm được làm bằng vật liệu kim loại cao cấp nhất. Đây là nơi giam giữ tất cả những loại người có nguy hại lớn đối với xã hội của Long Quốc, ví dụ như những cường giả. Xem xét từ vật liệu của tòa kiến trúc này, chắc chắn là tường đồng vách sắt, cho dù là cường giả, một khi đã tiến vào đây thì đều không thể chạy thoát. Diệp Phàm bị dẫn tới một không gian u ám. Gã đàn ông có vẻ mặt lãnh khốc dẫn Diệp Phàm tới cũng đứng ở đây, gã ta đang quan sát hắn. Ngay sau đó, gã đàn ông bị Diệp Phàm đánh bị thương ở nhà họ Bạch tiến vào cùng người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam, Lý Kiến. Danh con, không ngờ mày cũng bị bắt vào đây. Dám chống đối với sở tuần tra, lá gan của mày thật không nhỏ. Gã cầm đầu nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt giễu cợt. Nếu không vì không muốn để các người làm ảnh hưởng tới buổi họp báo của bà xã tôi, ông nghĩ đám vô dụng như mấy người có thể bắt được tôi sao? Diệp Phàm bĩu môi nói. Mày! Gã đàn ông kia căm phẫn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gã ta nhìn Lý Kiến ở bên cạnh, đại nhân, thằng danh này quá hoành hoang, chúng ta phải dạy cho hắn một bài học. Lý Kiến quan sát Diệp Phàm, người trẻ tuổi, nơi này là sở tuần tra, người bước vào đây thì đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Cậu vẫn nên thành thật khai báo thân phận của mình đi. Chẳng có gì để nói cả, hiện tại các người chỉ có hai lựa chọn, một là đưa tôi rời khỏi đây, hai là tôi đánh tất cả các người, tự chọn. Diệp Phàm nói thẳng. Nghe hắn nói như vậy thì Lý Kiến nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Người trẻ tuổi, cậu nghĩ đây là nơi nào, chợ bán thức ăn sao? Cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đúng là làm càn. Lý Kiến quát Diệp Phàm với vẻ mặt uy nghiêm. Đại nhân, đừng phí lời, để tôi tới dạy dỗ hắn ta. Dứt lời, gã đàn ông cầm đầu kia lấy dụng cụ tra tấn đi về phía Diệp Phàm. Xem ra các người đây là đang lựa chọn phương án thứ hai rồi. Vậy thì không được trách tôi đâu đấy. Diệp Phàm hờ hững nói. Bộp. Dứt lời, ánh mắt hắn cứng lại, trực tiếp ra tay. Lập tức. Gã đàn ông kia bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, đập lên vách tường đối diện, sau đó nằm trên mặt đất hộc máu. Lý Kiến trầm mặc nói, cậu dám ra tay ở đây, Lãnh Phong. Lý Kiến vừa dứt lời, ánh mắt người đàn ông mang Diệp Phàm tới đây trở nên sắc như dao, gã ta xông thẳng tới phía Diệp Phàm. Người đàn ông kia vừa ra tay, một cỗ sắc khí bén nhọn bùng phát ra, bầu không khí như nứt toác, truyền tới tiếng nổ chói tai. Nhân cảnh ngũ trọng. Quá yếu. Diệp Phàm nhìn đòn tấn công của gã đàn ông rồi lắc đầu nói. Dứt lời, hắn ta đánh ra một chưởng. Người đàn ông kia còn chưa nhìn rõ Diệp Phàm ra tay thế nào thì đã bay ngược ra ngoài, giống bị đánh một cực mạnh, đập xuống đất rồi nôn ra máu. Bụp. Vẻ mặt của Lý Kiến thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phàm, người trẻ tuổi, xem ra là thôi xem thường cậu rồi. Ông có định ra tay không? Không đánh là tôi đi đấy nhé. Diệp Phàm đứng dậy nói. Đại nhân, người của Bạch Hoa Lâu và Điện Long Vương đến rồi. Bỗng nhiên, một thành viên của sở tuần tra vội vàng chạy tới, báo cáo với Lý Kiến. Người của Bạch Hoa Lâu và Điện Long Vương tới đây. Bọn họ đến đây làm gì? Trong mắt Lý Kiến hiện vẻ ngạc nhiên. Họ tới đón một người tên là Diệp Phàm, hơn nữa còn là đích thân người phụ trách Bạch Hoa Lâu và chủ Điện Long Vương ở quận Giang Nam tới đón. Thành viên kia lên tiếng. Diệp Phàm. Đó không phải là. Lý Kiến ngẩn người, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm.
Bọn họ tới đón tôi. Diệp Phàm nói thẳng. Cậu còn có quan hệ với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Lúc này, biểu cảm của Lý Kiến hoàn toàn thay đổi, nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Có thể nói, hai thế lực này là sự tồn tại hết sức đáng sợ ở Long Quốc, cho dù là sở tuần tra thì cũng sẽ không tùy ý đi trêu chọc bọn họ. Nhưng Lý Kiến không ngờ, Diệp Phàm lại có quan hệ với cả hai thế lực này. Thậm chí, đích thân người phụ trách Bách Hoa Lâu và Điện Chủ Điện Long Vương tới đón tiếp hắn, chứng minh quan hệ của người này với cả hai thế lực kia không hề đơn giản. Sốt cuộc cậu là ai? Lý Kiến quan sát Diệp Phàm, trầm giọng nói. Tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm hờ hững nói ra bốn chữ, sau đó đi ra ngoài. Đại nhân, cứ như vậy mà thả hắn ta đi sao? Gã đàn ông bị Diệp Phàm đánh trọng thương không cam lòng nói. Người phụ trách Bách Hoa Lâu và Điện Chủ Điện Long Vương cũng đã tới rồi, không thả hắn ta đi thì e là hôm nay, phân bộ sở tuần tra của chúng ta sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn. Lý Kiến nghiêm mặt nói. Người đâu? Ngay sau đó, Lý Kiến gọi người. Đại nhân. Rất nhanh, thành viên của sở tuần tra đã tới trước mặt Lý Kiến. Điều động tất cả lực lượng của sở tuần tra, điều tra thân phận, lai lịch thực sự của người tên là Diệp Phàm này, tôi muốn biết cậu ta rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Lý Kiến lạnh lùng ra lệnh. Rõ. Thành viên kia gật đầu. Bên ngoài phân bộ sở tuần tra, bốn người Xuân Lan dẫn đầu đoàn người, bên cạnh bọn họ còn có đám người Tả Thiên Dương và Khương Uyên. Người này lại còn có quan hệ với cả Bách Hoa Lâu. Tả Thiên Dương liếc nhìn đám người Xuân Lan, ánh mắt khẽ lóe lên. Chủ nhân, xem ra vị Long Vương tân nhậm này không hề đơn giản. Khương Uyên nói, hừ, không đơn giản tới đâu thì cũng chỉ có thể trở thành con rối của chúng ta. Tả Thiên Dương khinh thường nói. Ngay sau đó, Diệp Phàm bước ra ngoài. Thiếu chủ, bốn người Xuân Lan bước lên gọi Diệp Phàm. Sao các cô lại tới đây? Diệp Phàm hỏi. Chúng tôi nhận được tin thiếu chủ bị người của sở tuần tra đưa đi, nên lập tức chạy tới. Xuân Lan đáp. Vất vả cho các cô rồi. Diệp Phàm khẽ cười nói. Thuộc hạ tới trễ, để công tử bị dọa sợ, xin công tử trách phạt. Lúc này, Tả Thiên Dương đi tới trước mặt Diệp Phàm. Dáng vẻ cung kính nói. Anh là ai? Diệp Phàm nhìn về phía Tả Thiên Dương. Thuộc hạ là người phụ trách Điện Long Vương phân điện quận Giang Nam, đây là cấp dưới của tôi, Khương Uyên. Tả Thiên Dương khom người nói. Diệp Phàm liếc sang Khương Uyên, biết đối phương đã nói với người phụ trách phân điện chuyện hắn có nhẫn Long Vương. Tôi không sao rồi, các người có thể trở về. Diệp Phàm nói thẳng. Công tử, thuộc hạ có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Không biết công tử có thể tới trụ sở phân điện một chuyến. Tả Thiên Dương nói với Diệp Phàm. Chuyện gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chuyện này liên quan tới toàn bộ Điện Long Vương, rất quan trọng, e là không thể nói rõ trong thời gian ngắn được. Tả Thiên Dương đáp. Vậy thì đi thôi. Diệp Phàm gật đầu nói. Thiếu chủ. Lúc này, Xuân Lan gọi Diệp Phàm. Các cô về trước đi. Diệp Phàm phân phó. Vâng, thưa thiếu chủ. Xuân Lan liếc mắt nhìn Tả Thiên Dương, gật đầu một cái. Tiếp đó, Diệp Phàm rời đi cùng đám người Tả Thiên Dương. Thiếu chủ còn có quan hệ với Điện Long Vương. Hạ Trúc ngạc nhiên. Tôi cảm thấy điện chủ phân Điện Long Vương này không có ý tốt, liệu hắn ta có gây bất lợi cho thiếu chủ không? Thu Cúc nói. Phái người theo dõi Điện Long Vương ở quận Giang Nam, có tình huống gì thì lập tức hành động. Xuân Lan phân phó. Trong một trang viên xa hoa nằm trong Điện Long Vương ở quận Giang Nam. Lúc này, Diệp Phàm đang đi theo Tả Thiên Dương đến trang viên này. Vừa đi vào nơi này, nhìn thấy một đám đàn ông mặc quần áo vest đeo kính đen, ánh mắt sắc bén, khí thế ngút trời. Những người này đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sức chiến đấu mạnh hơn chiến sĩ quân Bạch Hổ lúc trước nhiều. Thậm chí trong đó còn có không ít cao thủ sắp nhập cảnh trở thành nhân cảnh. Tất nhiên trong trang viên này cũng ẩn giấu rất nhiều cao thủ nhân cảnh. Có thể nói trình độ bảo an ở nơi này cao hơn sở tuần tra, cho dù quân đoàn một vạn người cũng không thể công phá nơi này. Mà đây mới chỉ là một phân điện của Điện Long Vương. Lúc này, Diệp Phàm đi theo Tả Thiên Dương vào trong một căn biệt thự xa hoa trong trang viên. Cả căn biệt thự được trang trí giống như hoàng cung, rực rỡ huy hoàng, thực sự chỉ có thể được hình dung bằng một từ giàu.
Người phụ trách phân điện Điện Long Vương ở quận Giang Nam, Tả Thiên Dương bái kiến điện chủ. Lúc này, Tả Thiên Dương khom người với Diệp Phàm. Tôi không phải điện chủ, không cần hành lễ kiểu này. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nhưng trong tay ngài chính là Nhẫn Long Vương, chỉ có điện chủ Điện Long Vương mới có thể đeo được tín vật. Tả Thiên Dương nói. Đây là ngũ sư phụ cho tôi, nhưng tôi không muốn làm điện chủ Điện Long Vương. Diệp Phàm bĩu môi. Thì ra là đệ tử của lão điện chủ. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Tả Thiên Dương hiểu ra. Đúng rồi, anh tìm tôi để thương lượng chuyện gì? Diệp Phàm ngồi trên sofa, nhìn Tả Thiên Dương. Thiếu chủ, mặc dù ngài không muốn làm điện chủ, nhưng bây giờ Điện Long Vương chia 5 xẻ 7, cần thiết phải có một chủ nhân đứng ra ổn định cục diện. Nhưng bây giờ lão điện chủ không ở, cho dù thiếu chủ có được Nhẫn Long Vương, sợ rằng sẽ có không ít người của Điện Long Vương không thừa nhận thân phận của thiếu chủ, thậm chí còn muốn tiêu diệt thiếu chủ. Tất nhiên, nếu thiếu chủ nguyện ý nghe theo sắp xếp của thuộc hạ, Tả Thiên Dương này sẽ dốc hết tất cả thế lực của phân điện để trợ giúp thiếu chủ ngồi lên vị trí điện chủ Điện Long Vương, trở thành Tân Long Vương, trưởng quản toàn bộ Điện Long Vương. Tả Thiên Dương nhìn Diệp Phàm, nói. Nghe theo sắp xếp của ngươi. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Đúng vậy, vì đảm bảo sự an toàn của thiếu chủ, xin thiếu chủ hãy ở lại nơi này đừng rời khỏi trong một đoạn thời gian, nghe theo sự sắp xếp của thuộc hạ, đến lúc đó chắc chắn thuộc hạ sẽ trợ giúp thiếu chủ trở thành Tân Long Vương của Điện Long Vương. Tả Thiên Dương nói. Ý của anh là anh muốn khống chế tôi, mượn thân phận của tôi để nâng đỡ tôi ngồi lên vị trí kia, bảo tôi làm con rối của anh. Diệp Phàm nhìn Tả Thiên Dương, lạnh nhạt nói. Thiếu chủ hiểu lầm, thuộc hạ chỉ muốn trợ giúp thiếu chủ, dù sao thiếu chủ cũng không quen thuộc Điện Long Vương, giao tất cả cho thuộc hạ làm, như vậy thiếu chủ sẽ bớt lo hơn phải không? Tả Thiên Dương mỉm cười nói. Tôi không có hứng thú với vị trí điện chủ Điện Long Vương, nếu anh không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Diệp Phàm nói thẳng, nói xong đứng dậy đinh rời đi. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm còn chưa đi ra khỏi biệt thự, Khương Uyên dẫn theo một đám người vọt vào, chặn cửa. Anh có ý gì? Diệp Phàm nhìn Tả Thiên Dương. Thiếu chủ, bên ngoài quá nguy hiểm, ngài vẫn nên ở lại đây, để bọn họ bảo vệ ngài. Tả Thiên Dương nói, tỏ vẻ vì tốt cho Diệp Phàm. Xem ra anh thật sự muốn biến tôi thành con rối của mình để trợ thiên tử chinh phục chư hầu. Diệp Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng. Quả nhiên là đệ tử của lão điện chủ, đủ thông minh. Nếu thiếu chủ đã nhìn thấu, tôi cũng không che giấu. Đúng là tôi có quyết định này. Tả Thiên Dương không hề che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Từ Thiên nói không sai, bây giờ người của Điện Long Vương ai cũng mang quỷ thai trong lòng, dã tâm bừng bừng, muốn ngồi lên vị trí Long Vương. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh lùng. Nếu thiếu chủ đã biết, vậy xin thiếu chủ phối hợp, như vậy đều tốt cho mọi người. Tả Thiên Dương nói, nếu anh đã biết tôi là đệ tử của lão điện chủ, còn dám làm vậy, vậy anh không sợ lão điện chủ đến tính sổ sao? Diệp Phàm nhìn chăm chú vào Tả Thiên Dương. Chỉ cần khống chế ngài ở trong tay, cho dù lão điện chủ xuất hiện thì có thể làm gì chứ? Tả Thiên Dương không cho là đúng, nói. Ha ha! Diệp Phàm lắc đầu, mỉm cười. Ngài cười cái gì? Tả Thiên Dương nhìn Diệp Phàm, nhăn mày lại. Tôi cười anh quá ngây thơ. Chỉ bằng anh cũng muốn trợ thiên tử chinh phục chư hầu, anh cảm thấy mình đủ tư cách không? Diệp Phàm nhìn Tả Thiên Dương, khinh thường nói. Tả Thiên Dương lạnh lùng nói, có đủ tư cách hay không, rất nhanh cậu sẽ biết. Nói xong, búng tay. Bắt lấy. Khương Uyên hô lên. Ngay lập tức đám người phía sau Khương Uyên lao đến chỗ Diệp Phàm. Nhóm người này đều là cao thủ đã nhập cảnh nhân cảnh, mạnh nhất trong đó đã đạt đến nhân cảnh tứ trọng, hơn nữa có nhiều người. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Phàm vung tay lên, mười mấy ngân châm bắn ra, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của nhóm người này. Trong nháy mắt, nhóm người này không thể động đậy. Tả Thiên Dương thay đổi sắc mặt. Lúc này, Khương Uyên bước ra, bay về phía Diệp Phàm, tung ra một chưởng. Thực lực của người này mạnh hơn những người khác. Đã đạt đến nhân cảnh lục trọng, mạnh hơn Lãnh Phong của Sở Tuần Tra. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, nhân cảnh lục trọng không khác gì con kiến. Bốp! Diệp Phàm tung ra một cái tát, tát Khương Uyên bay ra ngoài. Phụt! Khương Uyên bị Diệp Phàm tát bay ra xa mấy mét, đâm vỡ một cái ngăn tủ, nằm trên mặt đất phun máu.
Sắc mặt của Tả Thiên Dương cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thực lực của cậu mạnh như vậy. Diệp Phàm chỉ mới 20 mấy tuổi, có thể trở thành cao thủ nhân cảnh, thiên phú cực kỳ mạnh. Bây giờ đối phương lại có thể nhẹ nhàng đánh bại cao thủ nhân cảnh lục trọng, thiên phú này cũng quá mạnh rồi. Quả nhiên là đệ tử của lão điện chủ, có chút bản lĩnh. Tả Thiên Dương khiếp sợ xong, sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Mặc dù tôi không muốn làm điện chủ Điện Long Vương, nhưng Điện Long Vương là tâm huyết cả đời của sư phụ, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn thấy nó bị phá hủy, hôm nay tôi sẽ thay mặt sư phụ rửa sạch nơi này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đưa mắt về phía Tả Thiên Dương. Hừ, Tả Thiên Dương lạnh lùng hừ một cái, trên người hắn ta bộc phát ra áp lực cực kỳ khủng bố, không khí xung quanh bị chấn áp đọng lại. Muốn rửa sạch nơi này, cậu còn non lắm. Tả Thiên Dương lạnh lẽo quát to. Ầm. Lập tức, Tả Thiên Dương tung ra một quyền như đạn pháo, kinh khí ngập trời tản ra, đánh thẳng đến điểm yếu của Diệp Phàm. Một quyền này tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc trong không trung, không khí bị đánh nứt, giống như một ngọn núi đè xuống, cực kỳ khủng bố. Bốp. Đối mặt với một quyền này của Diệp Phàm, không tránh không né, giơ một tay chém ra, trong nháy mắt đã chặn đứng một quyền nặng tựa Thái Sơn này của đối phương. Tả Thiên Dương nhìn Diệp Phàm cản lại một quyền này của mình, hắn ta không ngừng điều động sức mạnh muốn phá hủy một chưởng này của đối phương, nhưng cho dù hắn ta dùng lực mạnh đến mức nào đều không thể làm bàn tay của Diệp Phàm dịch chuyển. Anh chỉ có chút thực lực này thôi sao? Diệp Phàm nghiền ngẫm nhìn Tả Thiên Dương, ánh mắt lộ ra sự thất vọng. Tả Thiên Dương nghe giọng nói khinh bỉ của Diệp Phàm, lửa giận bùng lên, tức giận gầm lên, dùng toàn lực đánh vào người Diệp Phàm. Anh quá yếu. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra. Răng rắc. Trong nháy mắt, lòng bàn tay Diệp Phàm bộc phát ra một lực lượng cuồng bạo, đánh tan nát nắm đấm của Tả Thiên Dương, toàn bộ cánh tay phải cũng nổ tung ngay tức thì. Một quyền này của Diệp Phàm đánh vào người Tả Thiên Dương chỉ giống như trẻ tre. Huỵch huỵch. Tả Thiên Dương bị đánh bay khỏi chỗ, đập lên vách tường đối diện, sau đó quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu. Lồng ngực hoàn toàn tan nát. Mày. Lúc này, Tả Thiên Dương mở to hai mắt nhìn Diệp Phàm, hắn ta muốn nói cái gì nhưng vừa nói ra một chữ đã tắt thở. Lúc này Tả Thiên Dương cúi đầu, hai tay rũ xuống, chết thẳng cẳng rồi. Mà Khương Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, cả người ngây ngốc như gà gỗ, hoàn toàn sợ đến ngây dại. Tả Thiên Dương là người phụ trách phân điện quận Giang Nam của Điện Long Vương, thực lực đương nhiên không kém. Ít nhất là cường giả nhân cảnh thất trọng trở lên, nếu không cũng không làm được chức phụ trách này. Nhưng hiện giờ đối phương lại bị một hậu bối trẻ tuổi dùng một chiêu giết chết ngay tức khắc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, điều này khiến người ta chấn động. Lúc này, ánh mắt Khương Uyên tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Diệp Phàm, trong lòng không ngừng run rẩy. Ông cũng muốn đi cùng hắn ta sao? Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Khương Uyên, lạnh lùng nói. Kính xin thiếu chủ tha mạng. Mọi chuyện thuộc hạ đều nghe theo mệnh lệnh của Tả Thiên Dương, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào phản bội thiếu chủ. Khương Uyên lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Phàm, dập đầu cầu xin tha thứ. Còn các người thì sao? Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía đám người bị hắn dùng kim châm chế trụ, hắn vung tay lên, châm bạc rời khỏi cơ thể bọn họ. Mà đám người cường giả này lại không chút do dự, lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Phàm cầu xin tha thứ. Tôi có thể cho các người một cơ hội. Nhưng nếu các người còn dám có ý đồ khác, vậy kết cục của các người tuyệt đối còn thảm hơn hắn ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau này chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình thiếu chủ, nếu làm trái ý ngài sẽ bị thiên lôi đánh chết. Khương Uyên thẳng thắn thề thốt, những người khác cũng đều thề theo. Được rồi, đừng lấy những thủ đoạn lừa gạt người này ra nữa, dù sao nếu các người không muốn chết thì tốt nhất là thành thật nghe theo. Xử lý thi thể tên này đi. Nhìn ghê tởm quá. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngay sau đó, thi thể của Tả Thiên Dương đã được nâng ra ngoài. Ông tên là Khương Uyên đúng không? Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía Khương Uyên. Đúng vậy, thiếu chủ. Khương Uyên gật đầu. Nói cho tôi biết một chút về tình hình phân điện của các người đi. Diệp Phàm nói. Khởi bẩm thiếu chủ, phân điện chúng ta hiện giờ có tổng cộng hơn 1 vạn thành viên ở các thành phố của quận Giang Nam cộng lại. Thành viên nòng cốt đạt tới 3.000 người. Trong đó có hơn 400 cao thủ tiếp cận cấp độ nhân cảnh, tổng cộng có hơn 90 cường giả nhân cảnh. Ngoài ra,
Điện Long Vương ở các thành phố của quận Giang Nam đều có các loại sản nghiệp, bao gồm 5 tập đoàn niêm yết, 33 khách sạn cao cấp 5 sao và hơn 100 câu lạc bộ, tài sản cộng lại đạt tới 700 tỷ, hơn nữa các ngành nghề ở quận Giang Nam đều có người của chúng ta. Khương Uyên báo cáo lại chi tiết. Điện Long Vương lợi hại vậy sao? Nghe xong lời giới thiệu này, Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Điện Long Vương này thật đúng là quá lợi hại. Mà đây chỉ là một phân điện trong Điện Long Vương, vẫn còn 8 cái phân điện khác như thế này, cộng thêm tổng điện nữa, khó có thể tưởng tượng được thế lực của Điện Long Vương khủng bố cỡ nào. Chẳng trách Ngũ sư phụ đã nói, trở thành điện chủ của Điện Long Vương sẽ có tất cả quyền lợi, thế lực và tiền tài. Diệp Phàm khẽ cười. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Khương Uyên nói với Diệp Phàm. Bây giờ ông chính là người phụ trách phân điện của Điện Long Vương ở quận Giang Nam. Diệp Phàm nhìn Khương Uyên nói thẳng. Mà Khương Uyên nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, mặt mày mừng rỡ nhìn Diệp Phàm, cảm ơn thiếu chủ. Nhưng mà thiếu chủ, hiện giờ Tả Thiên Dương đã chết, chỉ e không bao lâu nữa bên phía Tổng Điện sẽ biết được, đến lúc đó tôi nên giải thích thế nào đây? Khương Uyên hỏi. Giải thích, có gì mà giải thích? Không cần để tâm. Diệp Phàm dứt khoát nói. Vâng. Khương Uyên gật đầu. Sau khi Diệp Phàm và Khương Uyên nói chuyện với nhau một hồi thì rời khỏi nơi này, trở về Thiên Hải. Ở Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Diệp Phàm về đến đây thì mặt trời chiều đã ngã về Tây, màn đêm buông xuống. Hắn vừa đi vào biệt thự đã nhìn thấy Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Bà xã. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở kêu lên. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm về đến, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, nói, anh Tiểu Phàm, anh không sao chứ? Em lo lắng cho anh lắm đấy. Cô bé ngốc này, anh làm sao có chuyện được chứ? Diệp Phàm cưng chiều xoa xoa đầu Đường Sở Sở. Đúng rồi, hôm nay ra mắt sản phẩm mới thế nào rồi? Không có bị ảnh hưởng gì đúng không? Ngay sau đó, Diệp Phàm hỏi. Không có, buổi họp báo rất thuận lợi, chỉ là... Tâm trạng của Đường Sở Sở đột nhiên trầm xuống. Làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi thẳng. Sau khi buổi họp báo kết thúc, bà nội đã lấy thân phận chủ tịch hội đồng quản trị của Đường thì cắt chức chủ tịch của em rồi, sau đó để chú hai đảm nhiệm chức chủ tịch, đồng thời còn phụ trách niêm yết và tiêu thụ đan chú nhan ngoài thị trường, hơn nữa bọn họ cũng đoạt đi công thức của đan chú nhan rồi. Đường Sở Sở thở dài nói. Bọn họ đúng là qua cầu rút ván, quá vô sỉ rồi. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Anh Tiểu Phàm, có phải em quá vô dụng không? Đường Sở Sở dầu dĩ nói. Sao lại thế chứ, em chính là người giỏi nhất trong lòng anh. Em yên tâm, anh sẽ khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn cầu xin em trở về làm vị trí chủ tịch này. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh Tiểu Phàm, dù sao bọn họ cũng là người nhà của em, anh. Em không cần lo lắng, anh sẽ không làm gì bọn họ. Anh có cách khác khiến cho bọn họ phải cầu xin em trở về. Em chỉ cần ở nhà chờ bọn họ tới cửa là được. Diệp Phàm mỉm cười nói. Ngày hôm sau, văn phòng chủ tịch Đường Thị. Đường Chính Nghĩa ngồi ở đây, vẻ mặt tươi cười, có thể nói là mặt mày rạng rỡ. Ba, chúc mừng ba cuối cùng cũng rốt trở thành chủ tịch Đường Thị, tương lai Đường Thị chính là của hai ba con chúng ta rồi. Đường Phong ngồi ở một bên, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ. Vẻ mặt đắc ý nói. Đây mới chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo chỉ cần đợi đến khi đan chú nhan được tiêu thụ trên thị trường, tập đoàn Đường Thị lập tức có thể lên một tầng cao mới, đến lúc đó, số tài sản mà chúng ta có được sẽ khó có thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Đường Chính Nghĩa mong chờ nói. Không sai, Đường Sở Sở kia, còn tưởng là có đan chú nhan thì có thể ngồi vững vị trí chủ tịch, cuối cùng còn không phải vẫn bị chúng ta chiếm lợi sao? Chỉ e là bây giờ nhóc con kia đang uất ức đến mức khóc oa oa ở nhà rồi. Ha ha! Đường Phong nhìn không được cười to nói. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi! Đường Chính Nghĩa nói. Ngay sau đó, cửa văn phòng được mở ra, thư ký của Đường Chính Nghĩa đi vào và nói với Đường Chính Nghĩa, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương tới, nói muốn tìm chủ tịch bàn chuyện hợp tác. Tập đoàn Thiên Dương? Cô chắc chắn chứ? Sắc mặt Đường Chính Nghĩa thay đổi, khiếp sợ nói. Đúng vậy, đối phương đang ở trong phòng họp. Thư ký gật đầu. Ba, tập đoàn Thiên Dương ghê gớm lắm sao? Lúc này, Đường Phong tò mò hỏi.
Tập đoàn Thiên Dương chính là tập đoàn siêu cấp đứng thứ 3 quận Giang Nam, sản nghiệp trải rộng khắp các thành phố ở quận Giang Nam, tổng tài sản trong thị trường gần 400 tỷ, con nói xem có ghê gớm hay không? Đường Chính Nghĩa nói thẳng. Khủng khiếp vậy sao? Vẻ mặt Đường Phong khiếp sợ nói. Giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Đường Thị cộng lại mới chỉ có mấy chục tỷ, đem so sánh với tập đoàn Thiên Dương, quả thực không đáng nhắc tới. Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương tự mình đến đây, xem ra là muốn thương lượng với chúng ta chuyện hợp tác lớn, chắc là đến đây vì đan chú nhan rồi, lần này tập đoàn Đường Thị chúng ta thật sự sắp bay lên trời rồi. Đường Chính Nghĩa kích động nói, ông ta vội vàng chạy vội về phía phòng họp. Trong phòng họp của tập đoàn Đường Thị, giờ phút này, ở đây có một người đàn ông trung niên, cả người mặc tây trang, đeo một cặp mắt kính, vô hình trung bày ra khí thế của người cấp cao. Ông ta chính là Nhậm Trường Phong, chủ tịch của một trong ba tập đoàn lớn nhất quận Giang Nam. Chủ tịch Nhậm, chào mừng ông đại giá đến tập đoàn Đường Thị tôi, ông có thể đến tập đoàn Đường Thị tôi, đúng là phước đức ba đời của tập đoàn Đường Thị tôi rồi. Đường Chính Nghĩa đi vào phòng họp, vẻ mặt ân cần nói với Nhậm Trường Phong. Ông là ai? Ánh mắt Nhậm Trường Phong quét về phía Đường Chính Nghĩa, nói. Kẻ hèn này chính là Đường Chính Nghĩa chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, tôi nghe nói tập đoàn Thiên Dương muốn đàm phán một vụ hợp tác lớn với tập đoàn Đường Thị chúng tôi, không biết chủ tịch Nhậm muốn hợp tác thế nào. Đường Chính Nghĩa nhìn Nhậm Trường Phong nói. Tôi muốn hợp tác với tập đoàn Đường Thị, nhưng đối tượng tôi muốn hợp tác chính là cô Đường của tập đoàn Đường Thị chứ không phải ông. Cô Đường đâu? Nhậm Trường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa, lạnh lùng nói. Đường Sở Sở. Sắc mặt Đường Chính Nghĩa thay đổi, nói, Đường Sở Sở bởi vì làm việc thất trách nên đã bị tập đoàn bãi bỏ vị trí chủ tịch, hiện giờ tập đoàn Đường Thị là do tôi phụ trách, chủ tịch Nhậm có bất kỳ hợp tác nào, đều có thể thương lượng với tôi. Thật ngại quá, sở dĩ tôi muốn hợp tác với Đường Thị mấy người là vì tôi tin tưởng và vừa ý về thiên phú buôn bán và năng lực làm việc của cô Đường với tư cách chủ tịch Đường Thị. Còn về những người khác, tôi không sự tin tưởng, nếu các người bãi nhiệm cô Đường, vậy chuyện hợp tác lần này cũng không cần nghĩ đến nữa. Nhậm Trường Phong nói xong, lập tức muốn đứng dậy rời đi. Chủ tịch Nhậm, ông đừng nóng vội đi thế, chúng ta vẫn có thể bàn bạc lại mà. Đường Chính Nghĩa vội vàng nói. Nhớ kỹ, muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, tôi chỉ nói chuyện với cô Đường. Nếu mấy người không muốn vụ hợp tác này thì tôi sẽ đi tìm tập đoàn Cung Thị để nói chuyện, chắc là bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhậm Trường Phong để lại một câu rồi rời khỏi phòng họp. Mà sắc mặt Đường Chính Nghĩa lại có vẻ rất khó coi. Ba, sao chủ tịch tập đoàn Thiên Dương kia lại đi rồi? Lúc này, Đường Phong đi vào, nghi ngờ hỏi. Đường Chính Nghĩa lập tức nói lại câu vừa rồi của Nhậm Trường Phong. Cái gì, chỉ hợp tác với Đường Sở Sở? Từ khi nào mà con nhóc này lại có quan hệ với tốt với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương như vậy? Không ngờ ông ta lại còn nói không phải cô ta thì không hợp tác. Vẻ mặt Đường Phong kinh ngạc. Xem ra ba đã coi thường con nhóc này quá rồi. Sắc mặt Đường Chính Nghĩa lạnh như băng nói. Ba, nếu tập đoàn Thiên Dương không muốn hợp tác thì đừng hợp tác nữa. Dù sao bây giờ chúng ta cũng có đan chú nhan rồi, cho dù không có tập đoàn Thiên Dương cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Đường Phong thản nhiên nói. Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương nói, nếu chúng ta không hợp tác với họ, vậy bọn họ sẽ đi tìm tập đoàn Cung Thị để hợp tác. Một khi tập đoàn Cung Thị và tập đoàn Thiên Dương hợp tác thành công, như vậy sẽ có bất lợi cực kỳ lớn đối với Đường Thị chúng ta. Đường Chính Nghĩa trầm giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải mời con nhóc kia quay về làm chủ tịch? Con kiên quyết không đồng ý. Lúc này, vẻ mặt Đường Phong kiên quyết nói. Lúc này, điện thoại của Đường Chính Nghĩa vang lên, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của bà cụ Đường. Chính Nghĩa, mẹ đã biết chuyện chủ tịch tập đoàn Thiên Dương đến nói chuyện hợp tác, được hợp tác với tập đoàn Thiên Dương chính là một cơ hội cực kỳ quan trọng đối với Đường Thị đấy. Có đan chú nhan và tập đoàn Thiên Dương tương trợ. Không bao lâu nữa, Đường Thị sẽ trở thành tập đoàn lớn số một quận Giang Nam, vì vậy lần hợp tác này tuyệt đối không được bỏ lỡ. Bà cụ Đường dùng giọng điệu trịnh trọng nói. Nhưng mà, Đường Chính Nghĩa vừa mới lên tiếng đã bị bà cụ Đường cắt ngang, mẹ biết, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương nói chỉ hợp tác với Sở Sở, mẹ đã bảo chị dâu của con đi tìm Sở Sở, khuyên con bé trở về bàn chuyện hợp tác lần này với tập đoàn Thiên Dương,
còn về chuyện con có được tiếp tục làm chủ tịch hay không thì không cần lo lắng. Vâng, mẹ. Lập tức, Đường Chính Nghĩa gật đầu. Mà sau khi ông ta cúp điện thoại, ánh mắt lại sáng lên. Nửa tiếng sau, khu biệt thự Tử Kinh. Diệp Phàm và Đường Sở Sở đang ngồi trong biệt thự xem TV, kết quả là Dương Ngọc Lan tới. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đường Sở Sở hỏi Dương Ngọc Lan. Bà nội nói chủ tịch tập đoàn Thiên Dương ở quận Giang Nam đến Đường thì muốn hợp tác với chúng ta, chỉ có điều bên kia họ đã chỉ đích danh là chỉ nói chuyện với con. Vì vậy bà nội đã bảo mẹ tới gọi con quay về giúp Đường thị lấy được vụ hợp tác này. Dương Ngọc Lan nói thẳng. Tập đoàn Thiên Dương. Còn chỉ đích danh muốn nói chuyện với con ư. Vẻ mặt Đường Sở Sở bất ngờ, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tập đoàn Thiên Dương chính là tập đoàn siêu cấp đứng thứ ba quận Giang Nam, vốn hóa thị trường gần 400 tỷ, Đường thị ở trước mặt bọn họ cũng chỉ là một con muỗi bé tí. Trước kia. Ngay cả tư cách gặp mặt chủ tịch tập đoàn Thiên Dương một lần mà Đường Sở Sở cũng không có, hiện giờ chủ tịch bên đó lại tự mình đến, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn đàm phán hợp tác với cô sao. Điều này làm cho Đường Sở Sở bị bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Trực giác của cô nói với cô là chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh Tiểu Phàm. Mẹ, con! Đường Sở Sở vừa định lên tiếng, giọng nói của Diệp Phàm đã vang lên. Hiện giờ Sở Sở đã không còn là người của Đường thị, dựa vào cái gì cô ấy phải trở về giúp bọn họ đàm phán chuyện hợp tác? Không đi. Diệp Phàm thẳng thắn nói. Này. Sắc mặt Dương Ngọc Lan thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thằng nhãi con, chuyện này có liên quan gì đến cậu? Một phế vật chỉ biết dựa vào con gái của tôi bao nuôi thì không có tư cách nói chuyện. Sở Sở, tuy là bà nội con đã đuổi con ra khỏi Đường thị, nhưng hôm nay có được cơ hội này. Con nhất định phải biết nắm bắt, nếu có thể đàm phán thành công khoản hợp tác này, bà nội con sẽ vui vẻ, nói không chừng sẽ cho con trở về Đường thị làm việc, cho dù không được làm chủ tịch nữa thì dù gì cũng có thể làm quản lý gì đó. Dương Ngọc Lan nói với Đường Sở Sở. Dì quay về nói cho bà lão kia biết, nếu bà ta muốn Sở Sở trở về, rất đơn giản, để Đường Chính Nghĩa và bà lão kia tự mình đến mời bà xã của tôi trở về, đồng thời phải trả lại vị trí chủ tịch tập đoàn Đường thị cho Sở Sở. Còn phải ký kết một bản cam đoan sẽ không hủy bỏ vị trí chủ tịch của bà xã tôi nữa, làm được những việc này, Sở Sở mới có thể trở về Đường thị và đàm phán chuyện hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, những người khác thì miễn bàn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Này! Nghe Diệp Phàm nói, sắc mặt Đường Sở Sở và Dương Ngọc Lan đều thay đổi. Làm sao có thể như thế? Dương Ngọc Lan nói thẳng. Không thể thì thôi. Diệp Phàm bĩu môi. Sở Sở, con thật sự muốn nghe theo lời cậu ta nói sao? Ánh mắt Dương Ngọc Lan quét về phía Đường Sở Sở. Con, vợ tôi sẽ nghe theo tôi. Đường Sở Sở vừa mở miệng, Diệp Phàm lên tiếng cắt ngang. Mẹ, mọi chuyện con đều nghe theo anh Tiểu Phàm. Lúc này Đường Sở Sở thản nhiên nói. Con nhóc này, con bị cậu ta mê hoặc tâm trí rồi sao? Bà nội và chú hai của con đều là bậc cha chú của con. Bọn họ làm sao có thể tự mình đến mời con? Bọn họ cũng phải có mặt mũi chứ. Dương Ngọc Lan bất mãn quát lên. Mặt mũi quan trọng hay là chuyện hợp tác quan trọng, để bọn họ tự mình lựa chọn đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mẹ cứ làm theo lời anh Tiểu Phàm nói đi. Đường Sở Sở nói với Dương Ngọc Lan. Các người, đúng là muốn làm tôi tức chết mà. Dương Ngọc Lan tức giận rời khỏi đây. Anh Tiểu Phàm. Chuyện tập đoàn Thiên Dương là do anh làm sao? Lúc này, ánh mắt Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm. Anh đã nói rồi, anh sẽ khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn đến cầu xin em trở về. Diệp Phàm ôm lấy Đường Sở Sở, cưng chiều nói. Nhưng muốn bà nội em và chú hai của em buông thể diện xuống tự mình đến mời em, còn phải trả lại vị trí chủ tịch cho em thì chỉ e là không thực tế lắm. Đường Sở Sở nói. Không có gì là không thực tế cả, chỉ cần lợi ích đủ lớn. Đối với bọn họ thì thể diện tính là cái gì chứ? Diệp Phàm cười lạnh và nói. Nhà họ Đường. Sau khi Dương Ngọc Lan thuật lại lời của Diệp Phàm cho bà cụ Đường giận tới nỗi vỗ xuống bàn. Dương Ngọc Lan, chị nhìn đứa con gái ngoan mà mình dạy dỗ đi, còn yêu cầu trưởng bối là tôi đi mời nó, thể diện lớn ghê. Bà cụ Đường lạnh lùng quát. Thưa mẹ, con. Dương Ngọc Lan lúng túng, trong lòng mắng Diệp Phàm té tát. Tất cả là tại thằng khốn này,
nếu không bà ta sẽ không bị mắng. Bà nội, con nhóc Đường Sở Sở quá kiêu ngạo, nó tưởng Đường thị không có nó thì không được chắc. Chúng ta không cần vụ hợp tác này nữa là được mà. Lúc này, Đường Phong đã trở về lập tức hử mũi. Đường Chính Nghĩa cũng đang ngồi ở đây. Không được, việc hợp tác với tập đoàn Thiên Dương liên quan đến sự phát triển của Đường thị trong tương lai. Hơn nữa, hiện tại đan chú nhan của Đường thị vừa mới ra mắt thị trường, cần gấp một tập đoàn lớn giúp chúng ta nhanh chóng mở rộng các con đường tiêu thụ. Tập đoàn Thiên Dương vừa vặn thích hợp, vì vậy tuyệt đối không thể từ bỏ mối hợp tác này. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Vậy lẽ nào bà muốn cùng ba cháu đích thân đi mời con nhóc kia trở về? Còn trả lại vị trí chủ tịch cho nó? Đường Phong không cam lòng. Chính Nghĩa à, chúng ta phải suy nghĩ cho công ty, chỉ đành để con ấm ức thôi. Bà cụ Đường nói với Đường Chính Nghĩa. Mẹ à, con không ấm ức, chỉ cần công ty tốt, bảo con làm gì cũng được. Đường Chính Nghĩa thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi thôi. Bà cụ Đường lập tức nói. Một đám người rời khỏi nhà họ Đường. Nhà họ Cung. Giờ phải làm sao đây ba? Tập đoàn Đường thị sản xuất ra đan chú nhan, hiệu quả còn tốt hơn hồi xuân xương của chúng ta. Hơn nữa, bên Hạ Đại Sư đã mất kiên nhẫn rồi. Cung Thanh sốt sáng nhìn ba mình là Cung Thắng. Bây giờ xem ra chỉ có thể ra tay với Đường Sở Sở. Tuy cô ta đã bị cách chức, nhưng chắc chắn biết công thức điều chế đan chú nhan. Chúng ta bắt cô ta lại, ép hỏi công thức điều chế, sau đó giao cho Hạ Đại Sư, một công đôi việc. Cung Thắng lạnh lùng trả lời. Ý hay, nhưng tên Diệp Phàm bên cạnh cô ta rất khó đối phó. Cung Thanh trầm giọng nói. Vậy thì ra tay nhân lúc anh ta không ở bên cạnh Đường Sở Sở. Trong mắt Cung Thắng lóe lên vẻ lạnh lùng. Đế đô của Trung Quốc. Trong một câu lạc bộ xa hoa cao cấp. Một thanh niên ăn mặc lộng lẫy, khí chất bất phàm đang uống một ly rượu Lafite có giá mấy trăm nghìn. Nhà họ Bạch bị tiêu diệt rồi ư. Thanh niên nhấp một ngụm rượu, nhướng mày. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt thanh niên, trả lời, thưa thiếu gia, theo điều tra của chúng tôi, người tiêu diệt nhà họ Bạch là một thanh niên tên Diệp Phàm. Quan hệ giữa anh ta và đại tiểu thư nhà họ Đường ở Thiên Hải không đơn giản. Trước đây, bởi vì đại thiếu gia nhà họ Bạch tỏ tình với đại tiểu thư nhà họ Đường nên anh ta đã giết đối phương trước mặt mọi người. Có lẽ thực lực của người này đã bước vào nhân cảnh. Tuổi còn trẻ mà đã bước vào nhân cảnh, là một nhân tài. Bản thiếu gia không nỡ giết anh ta. Sai người nói với anh ta, cho anh ta hai lựa chọn. Một là thần phục bản thiếu gia, phục vụ cho bản thiếu gia. Hai là chôn cùng nhà họ Bạch, mất một nhà họ Bạch nhưng có được một thiên tài nhân cảnh, có thể nói là một vụ mua bán lời. Thanh niên cười xấu xa, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay. Gã chính là chỗ dựa thần bí phía sau nhà họ Bạch, cũng là người ở đế đô mà Bạch Khôn Sơn nhắc tới trước khi chết. Đương nhiên Bạch Khôn Sơn không biết rằng chỗ dựa sau lưng ông ta không có ý định báo thù cho nhà họ Bạch, mà định chiêu mộ Diệp Phàm. Trong quân Bạch Hổ. Diệp Phàm, một thằng nhãi mà dám giết 3.000 chiến sĩ quân Bạch Hổ chúng ta, đây là nỗi nhục nhã to lớn của quân Bạch Hổ chúng ta. Quân chủ Dương Thiên Hổ của quân Bạch Hổ giận dữ quát. Rõ ràng là ông ta đã điều tra được Diệp Phàm giết chiến sĩ quân Bạch Hổ. Quân chủ, theo tin tình báo, trước đó sở tuần tra đã bắt người này, nhưng không ngờ người của Bách Hoa Lâu và phân điện Điện Long Vương lại đích thân ra mặt đón cậu ta ra ngoài. Có thể thấy thân phận của người này không đơn giản. Lúc này, một người đàn ông với mái tóc muối tiêu nói với Dương Thiên Hổ. Bất kể cậu ta có thân phận gì, dám đánh vào mặt quân Bạch Hổ ta thì phải chết. Nếu việc này truyền ra ngoài, quân Bạch Hổ ta sao có thể đặt chân trong 9 quân đoàn lớn được nữa, Dương Thiên Hổ tôi còn mặt mũi nào làm quân chủ. Dương Thiên Hổ lạnh lùng nói. Quân chủ tính làm thế nào? Người đàn ông kia dò hỏi. Báo cho Chiến Hổ, bảo cậu ta triệu tập 1.000 chiến sĩ Bạch Hổ doanh. Xách đầu thằng nhãi kia về đây cho tôi. Nếu không làm được thì đừng về nữa. Vẻ mặt Dương Thiên Hổ đằng đằng sát khí. Quân chủ, thật muốn huy động chiến sĩ Bạch Hổ doanh sao? Mặt người đàn ông kia biến sắc. Trong Bạch Hổ doanh tập trung các chiến sĩ tinh nhuệ nhất, hung ác nhất của quân Bạch Hổ, ai nấy đều đáng sợ hơn cả sát thủ, sức chiến đấu mạnh gấp 10 chiến sĩ quân Bạch Hổ bình thường. Chỉ khi nổ ra đại chiến mới có thể huy động chiến sĩ Bạch Hổ doanh. Bình thường không thể nhìn thấy bọn họ.
1.000 chiến sĩ Bạch Hổ doanh này có chiến lực tương đương một quan đoàn 10.000 người của quân Bạch Hổ. So với chiến sĩ của quân đoàn bình thường, bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đi truyền lệnh đi. Dương Thiên Hổ kiên quyết nói. Vâng. Người đàn ông kia gật đầu. Trong biệt thự của Đường Sở Sở ở Thiên Hải. Đoàn người bà cụ Đường đi thẳng tới đây. Cháu chào bà, chào chú hai, chú ba. Đường Sở Sở chào hỏi. Đường Chính Nghĩa và Đường Chính Đạo đều đi cùng bà cụ Đường. Sở Sở, giờ bà và chú hai của cháu đã tới rồi, hy vọng cháu trở về tập đoàn Đường Thị đảm nhiệm chức vụ chủ tịch. Bà cụ Đường nhìn Đường Sở Sở, trầm giọng nói. Các ngươi không xin lỗi vợ tôi à? Vừa mới mở họp báo xong đã ăn cháo đá bát, đúng là vô tình. Diệp Phàm hừ lạnh. Đây là chuyện của nhà họ Đường chúng tôi, liên quan gì đến cậu? Đường Chính Đạo lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Sở Sở là vợ tôi, ông nói xem có liên quan không? Muốn Sở Sở trở về Đường Thị thì hãy ngoan ngoãn xin lỗi Sở Sở, không thì cút ra ngoài. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu! Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm chòng chọc, trong mắt lộ sát ý. Xin lỗi Sở Sở. Bà cụ Đường khom lưng xin lỗi Đường Sở Sở. Sở Sở à, chú hai có lỗi với cháu, mong cháu đừng giận nữa. Đường Chính Nghĩa cũng khom lưng. Thưa bà, thưa chú hai, cháu không giận. Cháu cũng là một thành viên của nhà họ Đường, bây giờ Đường Thị cần cháu, tất nhiên cháu sẽ giúp đỡ. Đường Sở Sở vội vàng nói. Giấy cam đoan đâu? Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Không cần giấy cam đoan chứ. Đường Chính Nghĩa nói. Không ký giấy cam đoan, ai biết liệu sau này các người có tiếp tục ăn cháo đá bát không? Diệp Phàm hừ lạnh. Lúc về bà sẽ cho người chuẩn bị giấy cam đoan. Ngày mai cháu đến công ty đi, mọi việc giao hết cho cháu. Sau này cháu là chủ tịch duy nhất của Đường Thị, sẽ không có ai cách chức cháu nữa. Bà cụ Đường trịnh trọng hứa hẹn. Cháu cảm ơn bà. Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ lấy được mối hợp tác với tập đoàn Thiên Dương. Đường Sở Sở nói. Tốt lắm, đừng để bà thất vọng. Nói xong bà cụ Đường liếc nhìn Diệp Phàm rồi mới xoay người đi ra ngoài. Anh Tiểu Phàm quá đỉnh. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, khẽ nở nụ cười. Dám bắt nạt vợ anh, bọn họ đáng đời. Diệp Phàm cười gằn. Bên ngoài biệt thự, bà cụ Đường xa sầm sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và ngùn ngụt lửa giận. Mẹ đừng giận, con thấy tất cả là ý của thằng nhãi kia, Sở Sở cũng chỉ là nghe theo sự sắp xếp của cậu ta mà thôi. Đường Chính Đạo nói với bà cụ Đường. Chính Đạo, con xử thằng nhãi kia đi, mẹ không muốn nhìn thấy nó nữa. Sắc mặt bà cụ Đường lạnh như băng. Mẹ yên tâm, con đảm bảo thằng nhãi kia sẽ nhanh chóng biến mất trên cõi đời này. Trong mắt Đường Chính Đạo lộ rõ sát ý lạnh như băng. Đường Chính Nghĩa ở bên cạnh. Trong mắt cũng tràn đầy sát ý. Ngày hôm sau, tập đoàn Đường Thị. Diệp Phàm đi cùng Đường Sở Sở quay lại đây. Người của tập đoàn Đường Thị đều vô cùng kinh ngạc khi thấy Đường Sở Sở trở về. Ôi chao, đây chẳng phải là chủ tịch Đường của chúng ta đấy ư? Ồ không đúng, phải là Đường Tiểu Thư chứ, hiện tại chức chủ tịch Đường Thị đã không còn liên quan gì đến Đường Tiểu Thư rồi. Hôm nay Đường Tiểu Thư ghé thăm tập đoàn Đường Thị có chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói cạnh khóe vang lên. Một cô gái ăn mặc diêm dúa đi tới, nhìn Đường Sở Sở bằng ánh mắt chế giễu. Người này là Mã Yến lúc trước bị Diệp Phàm tát trong phòng họp. Lại là cô à, cô còn muốn ăn tát hả? Diệp Phàm nhìn Mã Yến, lạnh lùng nói. Nhãi danh, hiện tại Đường Sở Sở không chống lưng cho cậu được nữa, nếu cậu dám làm bậy, có tin tôi. Bốp! Mã Yến nhìn Diệp Phàm, hừ mũi một cách kiêu ngạo. Chẳng qua cô ta còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm tát bay. Lần này Mã Yến bị tát gãy một đống răng, nằm trên mặt đất rên rỉ. Anh dám đánh tôi? Người đâu? Mã Yến hét to. Tổng giám đốc Mã. Một đám nhân viên bảo vệ lao tới. Bắt thằng nhãi này lại cho tôi. Mã Yến hung dữ chỉ vào Diệp Phàm. Tôi xem ai dám. Đám nhân viên bảo vệ đang định ra tay với Diệp Phàm thì bị Đường Sở Sở quát dừng. Các người còn ngây ra đó làm gì? Cô ta không còn là chủ tịch Đường Thị nữa rồi. Thấy đám nhân viên bảo vệ dừng lại, Mã Yến lập tức la lên. Ai nói tôi không phải chủ tịch Đường Thị? Đường Sở Sở lạnh nhạt cất lời, trên người toát ra khí thế của nữ chủ tịch số 1 Thiên Hải, cực kỳ khí phách.
Đường Sở Sở, cô đã bị lão phu nhân cách chức đuổi đi rồi, hiện tại chủ tịch Đường thị là nhị gia, liên quan gì đến cô? Mã Yến hử mũi coi thường. Im miệng. Đột nhiên một tiếng quát vang lên. Đường Chính Nghĩa và Đường Phong sầm mặt đi tới. Chủ tịch, Đường thiếu, người đàn ông của con khốn này đánh tôi, hơn nữa cô ta còn nói mình là chủ tịch Đường thị, hai người nhất định phải phân xử cho tôi. Mã Yến thấy Đường Chính Nghĩa và Đường Phong xuất hiện, lập tức tỏ vẻ tủi thân ai oán. Cô im đi. Đường Phong nhìn Mã Yến, không nhịn được mắng. Đường thiếu, anh. Mã Yến bị Đường Phong dọa sợ, không hiểu ra sao. Chú hai, xem ra chú vẫn chưa tuyên bố quyết định của bà nội nhỉ. Đường Sở Sở nhìn Đường Chính Nghĩa và nói. Chẳng phải chú định hôm nay sẽ chính thức tuyên bố chuyện này sao? Đường Chính Nghĩa lúng túng trả lời. Sau đó, ông ta nói với các nhân viên Đường thị xung quanh, theo quyết định mới nhất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đường, từ hôm nay Chủ tịch của Tập đoàn Đường thị lại một lần nữa do Đường Sở Sở tiểu thư đảm nhiệm. Ông ta nói xong, tất cả nhân viên Đường thị đều kinh ngạc. Mới qua vài ngày mà Chủ tịch lại đổi người hả? Có điều các nhân viên Đường thị đều hết sức vui vẻ về chuyện Đường Sở Sở tái nhậm chức Chủ tịch. Dù sao họ cũng vô cùng tán thưởng Đường Sở Sở. Trong khi đó, sắc mặt Mã Yến cực kỳ khó coi, cả người cứ đờ ra. Sao có thể chứ? Vì sao? Mã Yến thốt lên đầy khó tin. Sở Sở à, bà nội đã ký giấy cam đoan, để ở phòng làm việc của cháu đấy. Có cần chú lập tức liên lạc với Chủ tịch nhậm tập đoàn Thiên Dương để bàn chuyện hợp tác không? Đường Chính Nghĩa nói với Đường Sở Sở. Cảm ơn chú hai, về chuyện hợp tác, cháu sẽ đích thân trao đổi với Chủ tịch nhậm, không làm phiền chú đâu ạ. Đường Sở Sở khẽ mỉm cười. Được. Sắc mặt Đường Chính Nghĩa hơi thay đổi, ông ta gật đầu. À đúng rồi, còn cô nữa, bắt đầu từ bây giờ cô bị sa thải. Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài, không có lệnh của tôi thì không cho phép cô ta bước vào Đường thị nửa bước. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn sang Mã Yến, lạnh lùng cất lời. Vâng, thưa chủ tịch. Đám nhân viên bảo vệ gật đầu, lập tức đi đến lôi Mã Yến ra ngoài. Đừng mà chủ tịch, đừng sa thải tôi. Mã Yến hoảng sợ, không ngừng kêu la. Đường thiếu giúp tôi với. Thấy Đường Sở Sở thờ ơ, Mã Yến bèn nhìn Đường Phong. Ánh mắt Đường Phong lấp lóe, anh ta nói với Đường Sở Sở, Sở Sở à, Mã Yến. Tôi là chủ tịch, muốn sa thải một nhân viên mà còn phải thông qua sự đồng ý của anh sao? Đường Sở Sở thẳng thừng đốp chát lại Đường Phong, không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Sắc mặt Đường Phong lập tức tối sầm, tràn đầy giận dữ. Sau đó, Mã Yến bị lôi ra ngoài. Đường Sở Sở và Diệp Phàm đi thẳng lên lầu. Bên ngoài tập đoàn Đường thị, Đường Phong ngồi trong chiếc xe Maybach mắng to, con khốn Đường Sở Sở, sớm muộn gì con cũng phải cho cô ta đẹp mặt. Xem ra đã đến lúc phải ra tay rồi. Đường Chính Nghĩa ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng. Ba định làm gì? Đường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa. Chỉ khi Đường Sở Sở hoàn toàn biến mất, tập đoàn Đường thị mới thuộc về chúng ta. Đường Chính Nghĩa lạnh lùng nói. Đường Phong biến sắc, nhìn Đường Chính Nghĩa, ba muốn ra tay với Đường Sở Sở sao? Vốn dĩ ba không muốn động đến nó, nhưng nó làm như vậy thì đừng trách ba. Trong mắt Đường Chính Nghĩa lóe lên sát khí lạnh lẽo. Con khốn này quả thật đáng chết, còn Diệp Phàm nữa, nó cũng đáng chết. Đường Phong lạnh lùng nói. Chú ba của con sẽ xử lý thằng nhóc kia. Đường Chính Nghĩa tiếp lời. Trong văn phòng chủ tịch Đường thị. Bà xã ơi, biểu hiện của em lúc nãy rất tuyệt. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Đường Sở Sở. Không cho bọn họ thấy chút uy phong, thì làm sao trấn áp được bọn họ. Còn Mã Yến, từ lâu em đã biết cô ta là người của chú hai, chẳng qua trước kia em không thể làm gì cô ta mà thôi. Bây giờ vừa hay nhân cơ hội này xử lý cô ta. Đường Sở Sở giải thích. Không hổ là vợ của anh, giỏi quá. Hôn cái nào? Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở, muốn hôn cô. Kết quả. Chủ tịch, cuối cùng thì cô cũng trở về rồi. Tôn Tiểu Tiểu, thư ký của Đường Sở Sở đột nhiên chạy vào văn phòng, kích động nói. Có điều cô ấy vừa mới xông vào đã nhìn thấy Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở định hôn. Ba người đều sững sờ, bầu không khí có phần lúng túng. Đường Sở Sở tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Diệp Phàm ra. À thì, chủ tịch, có phải tôi vào không đúng lúc không? Tôn Tiểu Tiểu lúng túng nói.
cô còn biết là không đúng lúc cơ đấy. Diệp Phàm lườm Tôn Tiểu Tiểu. Tôn Tiểu Tiểu cũng lườm lại Diệp Phàm không chút khách khí. Anh Tiểu Phàm về trước đi. Để cảm ơn anh đã giúp em trở lại vị trí chủ tịch, tối nay em sẽ chuẩn bị cho anh một niềm vui bất ngờ. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Niềm vui bất ngờ, được. Hai mắt Diệp Phàm sáng ngời, hắn cười híp mắt đi ra khỏi văn phòng. Chủ tịch, cô vừa mới nói là tên kia giúp cô lấy lại vị trí chủ tịch. Lúc này, Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt khó tin. Không có anh Tiểu Phàm thì tôi không thể trở lại vị trí này. Đường Sở Sở cảm thán. Sao có thể chứ, tên ăn bám vợ kia có năng lực lớn như vậy ư? Tôn Tiểu Tiểu lẩm bẩm, cô ấy cho rằng Diệp Phàm chỉ là một tên ăn bám vợ, chẳng được tích sự gì. Về phần Diệp Phàm, sau khi rời khỏi Đường thị, hắn đi dạo trên đường. Đại lý 4S. Sau đó, Diệp Phàm nhìn thấy một đại lý 4S, bèn đi thẳng vào trong. Tuy Diệp Phàm chưa từng học lái xe, nhưng hắn đã lái xe của Đường Sở Sở một lần và nảy sinh hứng thú với thứ này. Đúng lúc gặp đại lý 4S này, Diệp Phàm định mua một chiếc lái chơi. Vương Tiểu Thư, hôm nay chỉ cần cô đồng ý đi uống với tôi một ly, thì tôi sẽ mua chiếc Ferrari này, cô thấy sao? Xin lỗi tiên sinh, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng, không phụ trách tiếp rượu. Tôi là khách VIP của đại lý, cô không nể mặt tôi ư? Cô có tin tôi nói một câu là có thể khiến cô cuốn xéo không? Diệp Phàm vừa bước vào đại lý thì nghe thấy một giọng nói bất mãn. Hắn nhìn sang thì thấy phía trước một chiếc Ferrari có một người đàn ông bụng phệ đang bất mãn quát mắng một cô gái. Cô gái này là Vương Băng Thanh, bạn thân của Trần Tiểu Manh. Vương Băng mặc bộ đồ công sở, đi giày cao gót màu đen, đeo kính, tràn đầy khí chất ngự tỷ. Còn người đàn ông bụng phệ kia miệng thì quát tháo, nhưng ánh mắt lại khó giấu dục vọng đối với Vương Băng Thanh. Lúc này, một quản lý đi tới, nịnh nọt lấy lòng người đàn ông bụng phệ kia, Tôn Tổng. Ai chọc giận anh thế này? Anh bớt giận nhé. Quản lý Thái, anh nhìn coi đại lý các anh tìm nhân viên bán hàng kiểu gì thế? Tôi có lòng tốt đến đây mua xe, cũng chỉ muốn cô gái bán hàng này uống với tôi một ly, thế mà cô ta thẳng thừng từ chối tôi. Tôi thấy các anh không cần vị khách là tôi đây nữa có phải không? Người đàn ông bụng phệ kiêu căng nói. Tôn Tổng bớt giận, nhân viên này vừa tới nên không biết gì cả. Quản lý không ngừng cười làm lành. Sau đó nhìn sang Vương Băng Thanh, Vương Băng Thanh, có chuyện gì vậy? Tôn Tổng là khách quen của chúng ta, ông ấy mời cô uống một ly thì có sao đâu. Hơn nữa, nếu Tôn Tổng mua chiếc xe này thì cô sẽ được trích phần trăm mấy chục nghìn lận. Chẳng phải cô nói với tôi là cô thiếu tiền ư? Sao bây giờ có cơ hội kiếm tiền, cô lại không biết quý trọng? Quản lý, mặc dù tôi thiếu tiền, nhưng tôi sẽ không bán mình vì tiền. Rượu này tôi không thể uống. Vương Băng Thanh kiên quyết nói. Cô, giám đốc Sa sầm sắc mặt, biểu cảm giận dữ. Anh ta đang định nói gì đó thì giọng nói của Diệp Phàm lập tức truyền tới. Mua Ferrari mà muốn cua gái á, quá keo kiệt. Diệp Phàm đi tới, lạnh lùng hừ mũi. Là anh. Vương Băng Thanh nhìn Diệp Phàm, kinh sợ. Nhãi danh, chui đâu ra vậy? Nơi này đến lượt mày nói chuyện hả? Tên đàn ông đầu chọc kia nhìn Diệp Phàm, quát. Tên giám đốc kia liếc nhìn Diệp Phàm, quý ông, ngài đến đây có chuyện gì không ạ? Tôi đến mua xe. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mua xe, với bộ dáng này của mày cũng dám đến đây mua xe. Nhãi danh, chỗ này không phải nơi để mày thể hiện đâu. Tên đầu chọc kia nhìn Diệp Phàm, khinh thường nói. Cô Vương, chiếc xe đắt nhất nơi này của cô là gì? Diệp Phàm nhìn về phía Vương Băng Thanh, hỏi. Xe đắt nhất? Vương Băng Thanh sửng sốt. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Chiếc xe đắt nhất là chiếu McLaren P1 này, giá 1.200 vạn. Vương Băng Thanh chỉ vào chiếc xe thể thao cực ngầu, giới thiệu. Vậy lấy nó, quét thẻ đi. Diệp Phàm nhìn lướt qua chiếc McLaren này, lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho Vương Băng Thanh. Chiếc thẻ đen này do Khương Uyên đưa cho hắn, nói đây là chiếc thẻ đen cao cấp nhất của ngân hàng Hắc Kỳ, ngân hàng đứng đầu Long Quốc. Tiền lời của các loại sản nghiệp của phân điện Điện Long Vương quận Giang Nam đều chuyển vào chiếc thẻ này, lúc trước người sở hữu chiếc thẻ này là Tả Thiên Dương, bây giờ thuộc về Diệp Phàm. Anh muốn mua chiếc xe này. Vương Băng Thanh thấy Diệp Phàm chỉ nhìn lướt qua đã mua luôn chiếc xe thể thao này, kinh ngạc đến ngây người.
chiếc xe thể thao 1.200 vạn, liếc một cái đã mua. Cũng quá giàu rồi đó. Lúc này tên đầu chọc và giám đốc cửa hàng 4S đều ngạc nhiên đến ngây người. Quý ông, ngài xác định muốn mua chiếc McLaren P1 này. Lúc này, giám đốc đi đến trước mặt Diệp Phàm, chấn động nói. Sao vậy, ông sợ tôi không trả được tiền? Diệp Phàm nhìn đối phương, nói với Vương Băng Thanh, đi quẹt thẻ đi. Băng Thanh, nhanh đi quẹt thẻ đi. Tên giám đốc kia vội vàng nói với Vương Băng Thanh, người sau gật đầu, xoay người rời đi. Giám đốc Thái, ông đừng bị tên này lừa, với bộ dáng này của hắn, sao có thể mua nổi chiếc xe thể thao đắt như vậy cơ chứ? Tôi thấy hắn đang phồng má giả làm người mập thôi. Tên đầu chọc nhìn Diệp Phàm, châm chọc nói, hắn ta không tin Diệp Phàm có thể lấy ra nhiều tiền như vậy để mua một chiếc xe. Rất nhanh, Vương Băng Thanh đã quay trở lại. Sao rồi? Giám đốc sốt ruột nhìn Vương Băng Thanh. Quẹt thẻ thành công. Vương Băng Thanh thở gấp, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được. Thành công. Giám đốc khiếp sợ. Sao có thể? Tên đầu chọc sợ ngây người. Lúc này, nhân viên cố vấn tiêu thụ và các người mua khác trong cửa hàng 4S đều nhìn Diệp Phàm với ánh mắt chấn động. Những nữ tiêu thụ trong đó nhìn Diệp Phàm. Hai tròng mắt bắn ra ngôi sao nhỏ. Xin hỏi tôi đang phồng má giả làm người mập sao? Có cần tôi đánh anh xương mặt thành mập mạp không? Diệp Phàm mỉm cười, nhìn tên đàn ông đầu chọc kia. Tên đầu chọc xấu hổ, xoay người muốn rời khỏi. Với thân thể ba giây bắn như mày, sau này đừng đi ra ngoài tai họa các em gái. Đúng lúc tên đàn ông muốn rời khỏi tiệm, đột nhiên Diệp Phàm nói một câu. Tên đầu chọc lảo đảo suýt chút nữa trượt chân ngã xuống đất, xấu hổ không thể phản bác, bởi vì sự thật hắn ta ba giây bắn, nhưng tại sao tên chết tiệt này lại biết được? Rất nhanh tên đầu chọc này bỏ trốn mất dạng. Cảm ơn anh. Vương Băng Thanh nhìn Diệp Phàm, nói lời cảm ơn. Cảm ơn tôi làm gì? Diệp Phàm nhìn Vương Băng Thanh. Cảm ơn anh đã giải vây cho em, nhưng anh thật sự không cần tốn nhiều tiền như vậy chỉ vì giúp em. Vương Băng Thanh nhìn Diệp Phàm, nói. Em đừng nghĩ nhiều, đúng lúc anh cũng muốn mua xe mà thôi. Đúng rồi, không phải em là sinh viên sao? Sao lại đến đây bán xe? Diệp Phàm nói. Nhà em có chút việc cần tiền nên em làm thêm ở đây. Vương Băng Thanh cúi đầu nói. Anh mua chiếc xe này, chắc em sẽ được trích phần trăm không ít đúng không? Có thể giúp được em không? Diệp Phàm dò hỏi. Lần này trích phần trăm em sẽ có được mười mấy vạn, vừa đủ, cảm ơn anh. Vương Băng Thanh nhìn Diệp Phàm, nói. Không cần khách khí, nếu em là bạn thân của Trần Tiểu Manh, chúng ta cũng coi như là bạn. Diệp Phàm nói. Tiếp theo chỉ cần làm xong thủ tục, Diệp Phàm có thể lái chiếc xe thể thao này rời đi. Không ngờ Băng Thanh còn quen biết với thiếu gia nhà giàu như vậy. Lúc này thái độ của giám đốc với Vương Băng Thanh hoàn toàn khác lúc trước. Băng Thanh, đại thiếu gia vừa rồi là công tử nhà ai vậy, giới thiệu cho chúng tôi với. Ngay sau đó, một đám nhân viên nữ chạy đến trước mặt Vương Băng Thanh, hâm mộ nói. Ánh mắt Vương Băng Thanh lóe lên, không biết suy nghĩ gì. Bên khác, Diệp Phàm lái chiếc siêu xe giá ngàn vạn đi trên đường, nhận được tiếng hô kinh ngạc cảm thán của người qua đường. Là tên khốn kia. Ở ngã rẽ nào đó. Triệu Hữu Dung đang dán hóa đơn phạt nhìn thấy Diệp Phàm đang lái chiếc McLaren chạy như bay qua, kêu lên. Triệu Hữu Dung lái xe máy đuổi theo. Nhưng với tốc độ xe máy của Triệu Hữu Dung sao có thể đuổi kịp chiếc McLaren của Diệp Phàm, nhưng ở ngã rẽ tiếp theo là đèn đỏ, Diệp Phàm dừng lại. Lúc này, Diệp Phàm hất đuôi xe máy chặn đầu xe của Diệp Phàm. Triệu Hữu Dung cởi mũ bảo hiểm, đi đến gần xe của Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, xuống xe. Có việc gì không? Diệp Phàm nhìn nữ cảnh sát này, nói. Mời anh đưa ra giấy phép lái xe. Triệu Hữu Dung lạnh lùng nói. Không có. Diệp Phàm nói. Không có, anh không có giấy phép lái xe. Ánh mắt của Triệu Hữu Dung nghiêm lại, lộ ra sự vui mừng, nghĩ thầm, nhãi danh, lần này cậu đã rơi vào tay tôi. Hiển nhiên cô vẫn còn ghi hận trong lòng chuyện lần trước gọi Diệp Phàm dừng xe nhưng đối phương lại để cô hít một bụng khói xe. Cuối cùng lần này cô cũng bắt được tên này. Có vấn đề gì không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tất nhiên là có, lập tức xuống xe cho tôi. Triệu Hữu Dung quát. Diệp Phàm đành phải xuống xe, nhìn Triệu Hữu Dung, vừa định mở miệng,
kết quả đối phương quát lên, anh không có giấy phép lái xe, bây giờ thì đi theo tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Diệp Phàm nhăn mày lại. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Triệu Hữu Dung lạnh lùng nói, lao đến chỗ Diệp Phàm, thì triển chiêu bẻ tay ra sau. Nhưng Diệp Phàm chỉ nghiêng người tránh sang một bên, tránh khỏi đòn tấn công của đối phương, Triệu Hữu Dung tiếp tục lao rền tấn công hắn. Diệp Phàm trực tiếp ra tay, khống chế được Triệu Hữu Dung. Đè lên trên thân xe McLaren. Tên khốn. Lúc này, Triệu Hữu Dung bị đè trên thân xe, tức giận nói. Cô không ngờ võ công của tên khốn này lại tốt như vậy, với thực lực của cô vậy mà lại bị chế phục trong nháy mắt. Đột nhiên điện thoại của Diệp Phàm vang lên, là Trần Tiểu Manh gọi đến. Alo, anh rể, anh nhanh đến trường học đi, đã xảy ra chuyện rồi. Trần Tiểu Manh hét lớn. Xảy ra chuyện gì? Anh đến rồi biết. Trần Tiểu Manh vội vàng nói. Diệp Phàm tưởng Trần Tiểu Manh xảy ra chuyện gì, trực tiếp đẩy Triệu Hữu Dung ra, bước vào xe nhấn chân ga biến mất. Tên khốn chết tiệt, đợi đó cho tôi. Lúc này, Triệu Hữu Dung cực kỳ tức giận, bộ phận trước ngực tức giận đến mức phập phồng lên xuống. Đại học Thiên Hải. Tiếng gầm rú chói tai của ô tô vang lên. Một chiếc xe thể thao cực ngầu dừng trước cổng trường. Đây là xe của anh. Trần Tiểu Manh đi đến, nhìn chiếc xe thể thao này, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy kinh ngạc. Vừa mới mua. Diệp Phàm nói. Chiếc xe này không rẻ, anh lấy đâu ra tiền vậy? Không phải là chị họ tôi đưa cho chứ? Anh càng ngày càng ăn cơm mềm không chút khách khí nhỉ? Trần Tiểu Manh tặng cho Diệp Phàm một ánh mắt khinh bỉ xem thường. Đừng nhiều lời, em vội vàng gọi anh đến đây làm gì? Anh còn tưởng rằng em lại bị bắt cóc. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Trần Tiểu Manh. Có phải lần trước anh đánh Kim Tú Thành, chủ tịch câu lạc bộ Tê Cuôn Do đúng không? Trần Tiểu Manh nói. Câu lạc bộ Tê Cuôn Do, hình như có chuyện như vậy. Sao vậy? Diệp Phàm nói. Bây giờ Kim Tú Thành cầm ảnh của anh đi tìm anh khắp trường kia. Anh ta còn tưởng anh là sinh viên của Đại học Thiên Hải, kết quả anh ta không tìm thấy anh, nổi trận lôi đình, dẫn theo người đi thẳng đến câu lạc bộ võ đạo, dọn sạch câu lạc bộ võ đạo. Tất cả thành viên câu lạc bộ võ đạo bị anh ta gọi người đến đánh bị thương, bọn họ còn nói võ thuật của Long Quốc chúng ta không bằng nước Lưu Ly bọn họ, còn luôn miệng khiêu khích khinh thường chúng ta, sau khi biết chuyện này tôi lập tức gọi cho anh. Trần Tiểu Manh kể đầu đuôi câu chuyện. Đám người nước Lưu Ly này chết cũng không biết hối hận. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh rể, hôm nay anh phải xả giận cho chúng ta. Không thể để đám Lưu Ly này đạp lên đầu chúng ta. Trần Tiểu Manh nói với Diệp Phàm. Đi thôi. Diệp Phàm nói. Bởi vì sự thống hận của Lục sư phụ với Lưu Ly, Diệp Phàm cũng rất phản cảm với đám người Lưu Ly ngạo mạn, lúc nào cũng khiêu khích Long Quốc này. Bây giờ người Lưu Ly chạy đến địa bàn Long Quốc khiêu khích khinh bỉ người Long Quốc, Diệp Phàm không thể ngồi xem mặc kê, nếu không nếu để Lục sư phụ biết, khẳng định sẽ đánh chết hắn. Đại học Thiên Hải, trong câu lạc bộ võ đạo. Lúc này tầng ngoài tầng trong của câu lạc bộ tụ tập một đống sinh viên của Đại học Thiên Hải. Trong xã đoàn, một đám thành viên của câu lạc bộ võ đạo Đại học Thiên Hải nằm rên rỉ ôm tay ôm chân trên mặt đất, ngay cả Tạ Hạo, chủ tịch câu lạc bộ võ đạo cũng nằm trên mặt đất. Sắc mặt dữ tợn, khóe miệng rỉ máu, gãy một chân. Một người đàn ông mặc vest, lạnh lùng đứng trước mặt các thành viên câu lạc bộ võ đạo, cả người tản ra sát khí lạnh lẽo đến tận xương, trong mắt tràn đầy sự miệt thị. Còn Kim Tú Thành, chủ tịch câu lạc bộ Tê Cuôn Do bó thạch cao một chân, chống gậy đứng một bên, khinh thường nói. Quả nhiên đám người Long Quốc đều là phế vật, với thực lực rác rưởi của bọn mày, sớm hay muộn Long Quốc cũng bị Lưu Ly thâu tóm. Đến lúc đó đám rác rưởi bọn mày đều trở thành nô lệ của Lưu Ly bọn tao. Kim Tú Thành, mày. Tạ Hạo nằm trên mặt đất, tức giận nhìn chằm chằm Kim Tú Thành. Sao hả, tao nói sai hả? Rất nhanh thôi Long Quốc bọn mày sẽ bị Lưu Ly tiêu diệt, đến lúc đó bọn mày chỉ là đám nô lệ đê tiện. Còn không bằng bây giờ đổi giọng gọi tao là chủ nhân, làm quen trước đi, ha ha ha. Kim Tú Thành điên cuồng cười to, ánh mắt lạnh lẽo. Tất cả sinh viên Đại học Thiên Hải có mặt ở đây, nghe gã ta nói như vậy, tất cả đều cực kỳ tức giận. Đám sinh viên nam tức giận trừng mắt nhìn Kim Tú Thành, hận không thể lập tức xông lên đánh tơi bởi đám người này. Thiếu chủ, có cần ra tay không? Trong đám người này có một thanh niên mặc quần áo trắng đứng ở đó,
một người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Từ hơi thở này của đối phương, có lẽ đối phương là người của chiến bộ Lưu Ly, không vội. Thanh niên mặc đồ trắng lắc đầu. Nước Lưu Ly, một đất nước nhỏ bé, mấy trăm năm trước là nước thuộc địa của Long Quốc, cũng dám mở miệng ngông cuồng, muốn tiêu diệt Long Quốc, sợ rằng nằm mơ chưa tỉnh. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, truyền khắp câu lạc bộ võ đạo. Diệp Phàm bước ra. Diệp Phàm xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều dõi theo hắn. Là anh ta. Là người lúc trước đánh tơi bời hơn 100 người của câu lạc bộ Tê Quân Do, còn đánh gãy một chân của Kim Tú Thành. Không ít sinh viên Thiên Hải nhận ra Diệp Phàm, tất cả cực kỳ kích động. Cuối cùng mày cũng xuất hiện. Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm, sắc mặt tối lại, trong mắt tràn đầy sát khí. Lần trước đánh gãy một chân của mày, xem ra mày vẫn chưa nhận được bài học. Lục sư phụ nói rất đúng, đám người Lưu Ly bọn mày thật sự không biết hối cải. Diệp Phàm đi đến, nhìn Kim Tú Thành, lạnh nhạt nói. Nhãi danh, lúc trước mày đánh nứt một chân của tao, hôm nay tao muốn mày sống không bằng chết. A khôn! Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lạnh lẽo, quát lên. Ngay sau đó gã ta gọi người đàn ông lạnh lùng, mặc vest bên cạnh. Ánh mắt của người đàn ông này lộ ra sự hung ác, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, di chuyển thân thể, nhấc một chân đánh về phía Diệp Phàm, khí thế hung ác, nhanh như chớp. Trên người người này tản ra sát khí dày đặc, là một kẻ tàn nhẫn độc ác, giết người không nương tay. Bốp! Một chân đẩy ra, trong hư không truyền đến tiếng va chạm mạnh bạo, ngay cả không khí cũng bị thổi bay, có thể thấy được uy lực của nó mạnh cỡ nào. Đám sinh viên này nhìn thấy đòn này, bị dọa sợ trắng bệch mặt. Nhưng rất nhanh cái chân kia đã bị Diệp Phàm bắt lại, không thể động đậy. Tên A khôn kia còn chưa lấy lại phản ứng. Rắc rắc! Diệp Phàm vung tay, cái chân này của đối phương bị hắn bóp nát. A! A khôn không nhịn được kêu lên thảm thiết, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn ta chịu đựng cơn đau, một tay hóa thành móng vuốt, lao thẳng về phía Diệp Phàm, đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Đùng! Diệp Phàm tung ra một quyền, hai nắm tay va chạm với nhau. Trong nháy mắt, tay phải của A khôn nổ tung, cả người hắn ta bay ra ngoài, nện trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu, trừng to mắt nhìn Diệp Phàm, tắt thở tại chỗ. A khôn! Kim Tú Thành nhìn A khôn bị giết, thay đổi sắc mặt, hét lớn. Sao mày có thể? Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được. A khôn chính là binh vương được chú hai phái đến, đã từng chém giết hơn ngàn người, là một cao thủ ở chiến bộ Lưu Ly, bây giờ lại chết như vậy. Điều này làm Kim Tú Thành không thể tin được. Lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kim Tú Thành, hắn bước từng bước đến chỗ gã ta. Bảo vệ thiếu gia. Ngay lập tức mấy người đàn ông mặc đồ đen hét lên, bọn họ cùng lao đến chỗ Diệp Phàm. Mấy người này đều là người của chú hai của Kim Tú Thành, mặc dù không bằng A Khôn nhưng sức chiến đấu không hề thấp. Bịch bịch bịch, mấy người này bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, nện xuống mặt đất kêu thảm thiết. Mày, mày đừng đến đây. Kim Tú Thành thấy Diệp Phàm đi đến, sắc mặt biến đổi, không ngừng lùi về sau, cái chân gãy làm gã ta ngã xuống mặt đất. Mày muốn sống không? Diệp Phàm nhìn Kim Tú Thành, lạnh lùng nói. Mày muốn làm gì? Trong mắt Kim Tú Thành hiện lên sự sợ hãi. Quỳ xuống, dập đầu với những người này 100 cái, đồng thời nói 100 lần Lưu Ly Quốc rác rưởi, Long Quốc vô địch. Diệp Phàm chỉ tay vào những thành viên bị thương của câu lạc bộ võ đạo, hắn lạnh nhạt nói với Kim Tú Thành. Không bao giờ. Kim Tú Thành thẳng thừng từ chối. Răng rắc. Lúc này, Diệp Phàm đạp gãy cái chân còn lại của Kim Tú Thành. A! À, Kim Tú Thành kêu gào thảm thiết. Tao không muốn nhắc lại lần thứ hai. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tao chính là. Kim Tú Thành nhìn Diệp Phàm chằm chằm, muốn báo ra thân phận của mình. Kết quả gã ta còn chưa nói xong thì Diệp Phàm lại đạp gãy cái chân đang bó bột, toàn bộ thạch cao vỡ vụt. A! À, lần này, Kim Tú Thành hét lên cực kỳ lớn, giống như tiếng giết lợn. Đám học sinh kia nhìn thấy vậy thì rợn cả tóc gáy. Nếu tao làm theo những gì mày nói thì mày có bỏ qua cho tao không? Lúc này, gương mặt Kim Tú Thành vặn vẹo, biểu cảm thống khổ nhìn Diệp Phàm. Giờ phút này gã không còn nghĩ tới những thứ khác, chỉ muốn được sống, tên này quả thực là một kẻ điên. Diệp Phàm không đáp, chỉ nhấc chân lên. Ta dập đầu, ta dập đầu.
vẻ mặt Kim Tú Thành thay đổi, sợ hãi vội vàng nói. Hắn chật vật xoay người nằm úp xuống, chịu đựng cơn đau đớn ở hai chân, vừa dập đầu với thành viên của câu lạc bộ võ đạo, vừa nói lưu ly quốc rác rưởi, Long Quốc vô địch. Cảnh tượng này đã bị rất nhiều học sinh dùng điện thoại quay lại. Những thành viên câu lạc bộ nhìn Kim Tú Thành vừa rồi còn cao ngạo hung ác, bây giờ lại đang dập đầu với bọn họ, ai nấy đều vui vẻ không thôi, quên luôn cả cơn đau đớn. Cuối cùng, Kim Tú Thành cũng dập xong 100 cái, đầu cũng chảy cả máu. Sau khi Kim Tú Thành dập đầu 100 cái, nói 100 câu theo Diệp Phàm yêu cầu, gã ta sụi lơ nằm trên mặt đất thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy căm phẫn, cũng không cam lòng, mang theo chút xấu hổ và giận dữ. Xem ra, mày rất không cam chịu nhỉ. Lúc này, Diệp Phàm nhìn Kim Tú Thành nói. Không, không có. Kim Tú Thành vội vàng lắc đầu. Răng rắc. Diệp Phàm bỗng nhiên giẫm một chân lên ngực Kim Tú Thành, khiến cho lồng ngực của gã ta sụp xuống, trái tim như nứt ra. Phụt. Kim Tú Thành phun ra một ngụm máu, hai mắt trừng lớn nhìn Diệp Phàm, mày nuốt lời. Hiển nhiên là Kim Tú Thành không ngờ, gã đã dập đầu xong mà đối phương vẫn không định tha cho mình. Tao đâu có đáp ứng là sẽ tha cho mày. Hơn nữa, người lưu ly quốc chúng mày cũng nói cái gì mà giữ lời cơ à? Lúc trước tao đã tha cho mày một mạng, nhưng mày lại không biết điều, còn dám chạy tới địa bàn Long Quốc khiêu khích Dương Oai, mày cũng không cần phải sống thêm nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày! Kim Tú Thành nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chưa kịp nói gì đã tắt thở. Người không giống ta thì không thể tin được. Diệp Phàm hờ hững nói ra 8 chữ. Ngay sau đó, hắn đi tới trước mặt các thành viên câu lạc bộ, tay vung ngân châm chữa lành tất cả vết thương trên chân họ. Đa tạ người anh em, không biết nên xưng hô thế nào. Về sau Tạ Hào tôi sẽ báo đáp. Xã trưởng Tạ Hào cảm kích Diệp Phàm. Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra 2 chữ rồi rời đi. Lúc này, học sinh có mặt ở hiện trường đều reo hò phấn khích. Bọn họ đều có một loại cảm hãnh diện và sảng khoái. Không ngờ người này lại còn đẹp trai như vậy. Ánh mắt của Trần Tiểu Manh lúc này đầy ánh sao lấp lánh, gương mặt lộ ra vẻ sùng bái. Diệp Phàm vừa đi ra mấy bước, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm. Công tử, xin dừng bước. Diệp Phàm xoay người nhìn, một niên áo trắng dẫn theo người đàn ông mặc đồ đen đi tới trước mặt hắn. Có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Công tử tuổi còn trẻ đã có thực lực can đảm và lòng yêu nước như vậy, thật đúng là anh tài của Long Quốc ta. Thanh niên áo trắng mỉm cười nói. Tôi không muốn nghe mấy lời vô ích. Diệp Phàm nói. Tại hạ Mộc Thần, muốn được kết bạn với công tử, không biết có thể cùng ăn bữa cơm không? Mộc Thần nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói. Tôi không thích ăn cơm với đàn ông. Diệp Phàm trực tiếp nói. To gan, cậu dám từ chối thiếu chủ nhà chúng tôi. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm quát. Làm sao, tôi còn không thể từ chối. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Công tử chớ hiểu nhầm, tại hạ chỉ muốn làm bạn với công tử mà thôi. Hơn nữa theo tôi được biết, lai lịch của gã Kim Tú Thành này không đơn giản, cao thủ bên cạnh kia có lẽ là người của chiến bộ Lưu Ly Quốc, có thể điều động được người của chiến bộ ở Lưu Ly Quốc chỉ có một trong gia tộc lớn, nhà họ Kim. Nhà họ Kim có thế lực rất lớn ở Lục Ly Quốc, thống lĩnh một phương, hiện tại công tử giết người của Kim gia, bọn họ nhất định sẽ không buông tha. Nhà họ Kim ra tay, sợ là công tử sẽ gặp nguy hiểm, nếu công tử nguyện ý, Mộc Thần tôi bằng lòng ra sức bảo vệ. Nhất định sẽ không để nhà họ Kim tổn hại tới công tử. Mộc Thần nhìn Diệp Phàm nói. Cậu nghĩ người như tôi cần người khác tới bảo vệ sao? Diệp Phàm khẽ cười nhìn về phía Mộc Thần, hắn xoay người rời đi. Thiếu chủ, thằng danh này đúng là không biết điều, cậu ta cho là chút công phu đó chống lại được nhà họ Kim sao? Cho dù có thêm cả nhà họ Đường thì cũng không đáng một cái nhấc tay của nhà họ Kim. Tôi thấy chúng ta không cần phải mời chào loại người không xem ai ra gì thế này. Người mặc đồ đen cạnh Mộ Thần nói. Trực giác nói cho tôi biết, cậu ta không hề đơn giản, tiếp tục điều tra, thân phận của cậu ta chắc chắn không chỉ có như vậy. Có lẽ người này là một cơ hội để tôi trở về Mộc Vương Phủ. Ánh mắt Mộc Thần khẽ lóe lên. Bên kia, Diệp Phàm đang chuẩn bị rời khỏi Đại học Thiên Hải thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn du dương. Ồ! Diệp Phàm nghe được tiếng đàn, ánh mắt lóe lên, trực tiếp đi về phía phát ra âm thanh. Rất nhanh, Diệp Phàm đã đi tới một phòng học,
hắn nhìn vào trong qua ô cửa sổ. Bên trong phòng học, một cô gái với mái tóc dài như thác nước, ăn mặc giản dị đang chơi đàn, những ngón tay thon thả nhảy múa trên phím đàn, vô cùng linh động. Nhưng đối phương nghiêng mặt, Diệp Phàm không nhìn rõ được chính diện. Tiếng đàn như nước chảy mây trôi, êm tai dễ nghe, không ngờ dưới chân núi lại có người chơi đàn hay như vậy. Diệp Phàm không khỏi cảm thán. Những năm trên núi này, hắn thường xuyên nghe đại sư phụ đánh đàn nên cũng thông hiểu âm luật. Mặc dù kỹ năng chơi đàn của cô gái này kém xa đại sư phụ, nhưng chắc chắn là người đứng đầu trong những người bình thường, hay hơn rất nhiều so với tiếng đàn mà hắn nghe được ở Bách Hoa Lâu. Đối phương chỉ là một người bình thường, nhưng tiếng đàn đánh ra lại có thể ảnh hưởng tới tinh thần của người khác, khiến cho người ta chìm đắm vào bên trong, điều này đủ chứng minh thiên phú rất cao, cộng thêm được trau dồi và truyền lại những kỹ năng đỉnh cao của cầm nghệ, tương lai vô hạn. Nếu như đại sư phụ nhìn thấy cô gái này, hẳn là sẽ thích. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Lúc này, cánh cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, một nhóm học sinh nữ ăn mặc diêm dúa xông vào, phá vỡ tiếng đàn đẹp đẽ. Cô gái đang đánh đàn trông thấy nhóm học sinh kia xông vào thì bị dọa tới mức run lên, vội vàng đứng dậy. Ai yô, đây không phải ma lem nổi tiếng ở trường chúng ta sao? Nhóm học sinh nữ vây quay cô gái kia, người cầm đầu buộc tóc đuôi sam cười lạnh nói. Đúng là đồ xấu xí, cô cho rằng mình vẫn là hoa hậu giảng đường của Đại học Thiên Hải hay sao, còn dám lén chạy tới đây đánh đàn, người xấu xí như cô thì có tư cách gì mà chơi đàn. Không sai, xấu xí như vậy thì mau thôi học đi, đừng có dọa người khác nữa. Những học sinh nữ khác bắt đầu giễu cợt cô gái kia. Lúc này, Diệp Phàm mới nhìn rõ gương mặt của cô gái, má trái của đối lương lại có một vết sẹo rất lớn, làm cho khuôn mặt vốn dĩ thanh tú trở nên gớm ghiếc và xấu xí. Xin lỗi, tôi đi ngay đây. Cô gái vừa nói vừa cúi đầu định rời đi. Cô muốn đi đâu? Học sinh nữ tết đuôi sam túm lấy mái tóc của cô gái kia rồi quăng người ngã xuống đất. Con đĩ này, mặt cũng bị hủy rồi còn không chịu thành thật, còn lén chạy tới chơi đàn, sao nào? Cô muốn dựa vào tiếng đàn kia để thu hút ánh mắt của đàn ông sao? Cô gái thắt đuôi sam kia không vừa lòng, bắt đầu mắng chửi. Chị Yến, em thấy nên hủy luôn đôi tay kia đi, xem sau này cô ta còn đánh đàn hấp dẫn người khác thế nào. Lúc này, một học sinh nữ bên cạnh lên tiếng. Được, cứ làm vậy đi. Cô gái thắt bím đuôi sam cười khẩy. Đừng, không muốn. Cô gái chơi đàn nghe thấy họ nói như vậy thì vội vàng che lấy hai tay, muốn đứng dậy bỏ chạy. Giữa cô ta lại cho tao. Cô gái cầm đầu la lên, những học sinh nữ khác liền xông tới, đè cô gái kia xuống dưới đất, giữ tay cô lại. Xin cô đừng phá hủy tay tôi bảo đảm sau này sẽ không chơi đàn nữa, cầu xin cô. Ánh mắt của cô gái đẫm nước mắt, không ngừng van xin người cầm đầu kia. Cô càng không cho tôi hủy thì bản tiểu thư đây lại càng phải hủy. Phá đi đôi tay này, để xem cô còn quyến rũ đàn ông thế nào. Cô gái thắt bím vừa nói vừa giẫm thẳng lên bàn tay kia, ánh mắt người sau hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bịch! Dưới hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm bỗng nhiên xuất hiện, cô gái thắt bím đuôi sam kia trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu lên đau đớn. Chị Yến! Những học sinh khác nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi. Bịch bịch bịch, Diệp Phàm đạp từng người, không có chút thương hoa tiếc ngọc, đá bay tất cả đám học sinh nữ kia ra ngoài, hắn đỡ cô gái chơi đàn dậy. Cảm ơn, cô gái nhìn Diệp Phàm, cúi đầu nói cảm ơn, một bên tay che khuôn mặt đầy vết sẹo của mình, không muốn Diệp Phàm nhìn thấy. Thằng khốn, mày dám. Lúc này, cô gái thắt bím giận dữ hét về phía Diệp Phàm. Tuổi còn trẻ đã có tâm địa độc ác như vậy, đúng là đáng chết. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía cô gái thắt bím đuôi sam. Mày biết tao là ai không? Mày! A! À. Cô gái thắt đuôi sam còn đang định mắng chửi Diệp Phàm thì đột nhiên hét thảm, tay phải của cô ta đã bị Diệp Phàm giẫm tới máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn vỡ nát. Cô muốn phế đi tay của người khác, vậy thì tự mình trải nghiệm cảm giác hai tay bị phế bỏ đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn quay sang giẫm nát luôn chai bên trái còn lại, máu thịt lẫn lộn. Cô gái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương. Những người kia nhìn thấy cảnh này thì bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Lúc này, bên ngoài đã có rất nhiều người tụ tập. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều đang thảo luận ầm ĩ. Chúng ta đi thôi.
Diệp Phạm nhìn sang cô gái chơi đàn, nhẹ nhàng nói. Cô gái gật đầu, đi theo Diệp Phạm ra bên ngoài. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Gương mặt cô gái thắt đuôi sam đầy dữ tợn. Vút. Lúc này, một cây ngân châm bay vút tới, cắm thẳng vào trong cơ thể cô gái kia, hai mắt cô ta trừng lớn, trực tiếp mất đi hơi thở. Chị Yến. Đám học sinh nữ nhìn thấy cô gái kia chết thì bị dọa phát khiếp. Bên ngoài, cô gái chơi đàn kia cúi đầu nói với Diệp Phàm, hôm nay cảm ơn anh. Mặt của cô cũng bị cô gái kia hủy sao? Diệp Phàm hỏi cô gái. Cô gái gật gật đầu. Tôi đi trước đây. Diệp Phàm nhìn đối phương, đang định hắn nói có thể chữa lành vết sẹo trên mặt cho cô, kết quả cô chỉ bỏ lại một câu rồi chạy mất. Đó không phải Lâm Thi Âm sao? Lúc này, Trần Tiểu Manh xuất hiện, ngạc nhiên nhìn cô gái kia. Em biết cô ấy. Diệp Phàm nhìn sang Trần Tiểu Manh. Biết, lúc trước cô ấy là một trong những hoa hậu giảng đường của Đại học Thiên Hải, dáng dấp không chỉ xinh đẹp mà tài đánh đàn còn rất cao siêu, trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều người, không ít bạn học nam theo đuổi. Trần Tiểu Manh đáp, mặt của cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi, là Yến Phi Phi kia làm. Lúc trước cô ta tỏ tình với một bạn nam, kết quả bạn nam đó lại đi theo đuổi Lâm Thi Âm, Yến Phi Phi ghen ghét, hận Lâm Thi Âm. Thế là có một hôm, Yến Phi Phi dẫn người bắt Lâm Thi Âm rồi hủy đi gương mặt của cô ấy. Trần Tiểu Manh nói, mấy loại chuyện như vậy, lẽ nào không ai quản sao? Diệp Phàm nhíu mày, gia cảnh Lâm Thi Âm rất bình thường, không có người chống lưng, còn phía sau Yến Phi Phi kia là nhà họ Yến. Hình như là một trong năm dòng họ lớn nhất ở Thiên Hải, không thua kém gì nhà chị họ, ai dám quản. Hai, đáng tiếc cho một người đẹp như vậy. À đúng rồi, sao anh lại ở chung một chỗ với cô ấy? Ngay sau đó, ánh mắt của Trần Tiểu Manh quét tới phía Diệp Phàm. Vừa vặn gặp phải. Diệp Phàm bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi. Diệp Phàm không biết, hắn vừa đi khỏi Đại học Thiên Hải không bao lâu thì đã nổi danh trên mạng. Lúc trước. Video Kim Tú Thành làm ầm ĩ ở câu lạc bộ võ đạo, sau đó Diệp Phàm ra sân đánh cho gã ta nằm xuống, ép dập đầu cầu xin, rất nhiều sinh viên Đại học Thiên Hải đã quay lại rồi đăng lên mạng, đoạn video này đã bùng nổ Internet, gây ra một cơn sốt mạng. Trong lúc nhất thời, dân cư mạng đã khen ngợi Diệp Phàm và Mặt Lưu Ly Quốc rất tốt, chiến đấu vì Long Quốc, bọn họ đều nói hắn là anh hùng thế hệ mới của Long Quốc, còn có không ít người cảm thán, hóa ra võ thuật Long Quốc thật sự tồn tại. Diệp Phàm nháy mắt trở thành người nổi tiếng trên mạng, không ít người coi hắn như thần tượng, thậm chí còn có nhiều người đang truy tìm thân phận thực sự của Diệp Phàm. Đoạn video này rất nhanh đã truyền tới những quốc gia khác, nhất là Lưu Ly Quốc, khiến cho dân chúng ở đây vô cùng căm tức và bất mãn. Nhà họ Kim, một trong bốn dòng họ lớn ở Lưu Ly Quốc. Âm thanh đập vỡ chén van lên. Khốn kiếp! Lại dám ép cháu ta làm ra loại chuyện sỉ nhục quốc gia như vậy. Còn giết chết nó, ta muốn thằng nhãi con Long Quốc này phải chết. Lúc này, một lão già tóc trắng đập cái chén xuống nền nhà gương mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Đây chính là gia chủ nhà họ Kim, ông nội của Kim Tú Thành, một trong những người đứng đầu Lưu Ly Quốc. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc y phục bước nhanh tới, vẻ mặt âm trầm, người này chính là chú hai của Kim Tú Thành, Kim Thiên Giật. 3. Kim Thiên Giật gọi ông cụ Kim. Con biết chuyện của Tú Thành rồi. Ông cụ Kim nhìn Kim Thiên Giật nói. Vâng, lúc trước Tú Thành nói bị người ta đánh, con đã phái mấy cao thủ của biến bộ đi giúp thằng bé, không ngờ đều chết cả, còn hại chết Tú Thành. Anh cả con chỉ có mỗi một đứa con trai là Tú Thành, bây giờ con lại không bảo vệ tốt cho thằng bé, đều là lỗi của con. Kim Thiên Giật cúi đầu nói. Thằng nhãi danh ở Long Quốc kia không chỉ làm nhục Lưu Ly Quốc ta, còn giết chết Tú Thành. Hắn ta nhất định phải chết. Ông cụ Kim lạnh lùng quát. Bà cứ yên tâm, con đã phái người đi rồi, nhất định sẽ báo thù cho Tú Thành. Kim Thiên Giật nói. Không, trực tiếp lấy danh nghĩa chiến bộ Lưu Ly Quốc thông báo cho Long Quốc, để bọn họ giao người ra, nếu không thì đừng trách Lưu Ly Quốc chúng ta sẽ bỏ hiệp ước đồng minh. Ông cụ Kim nói. Nhưng nếu bọn họ không giao người thì sao? Kim Thiên Giật nhíu mày. Vậy thì vừa vặn có lý do xé bỏ hiệp ước, liên hợp với những nước khác, xâm chiếm Long Quốc. Dù sao thì chiến thần Thiên Sách đã biến mất mười mấy năm, có khi đã chết từ lâu rồi,
nếu đã vậy thì hiệp ước ông ta định ra năm đó cũng không còn tác dụng, chúng ta còn đang lo tìm cớ gì để phá bỏ liên minh, bây giờ thì có rồi. Ông cụ Kim lạnh lùng nói. Ba nói đúng, ý kiến rất hay. Vậy con lập tức đi làm. Ánh mắt Kim Thiên giật lóe lên tia sáng, ông ta gật đầu. Thiên Hải. Diệp Phàm vừa trở lại biệt thự đã nhận được điện thoại của Xuân Lan, lúc đó mới biết được chuyện ở trên mạng. Mấy người này quay gì thế không biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm hơi đau đầu, hắn không muốn trở thành người nổi tiếng gì đó trên mạng, sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Thiếu chủ, chúng ta có cần xóa hết những video này không? Xuân Lan nói. Có thể xóa được sao? Xóa hết đi, tôi không muốn thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Diệp Phàm trực tiếp nói. Vâng, tôi sẽ tìm người xóa toàn bộ tin tức liên quan tới thiếu chủ. Nhưng mà đoạn video kia đã chuyển tới những quốc gia khác, bao gồm cả Lưu Ly Quốc, muốn xóa video ở các nước kia thì e là phải cần chút thời gian. Xuân Lan nói. Các nước khác không quan trọng. Diệp Phàm lạnh giọng. Hắn chỉ không muốn nổi tiếng ở Long Quốc, còn ở các quốc gia kia thì hắn cũng lười quan tâm. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Diệp Phàm đã nấu xong cơm tối, chuẩn bị đợi Đường Sở Sở về cùng ăn cơm. Nhưng qua nửa giờ đồng hồ mà Đường Sở Sở vẫn chưa trở về. Hắn bấm số gọi cho Đường Sở Sở nhưng không một ai nghe máy. Đột nhiên, Diệp Phàm có một loại trực giác không lành. Alo, Xuân Lan, giúp tôi điều tra xem, Sở Sở vợ tôi đang ở đâu. Diệp Phàm lập tức liên hệ với Xuân Lan. Với năng lực tình báo của Bách Hoa Lâu, chưa tới một phút, Xuân Lan đã gửi thông tin cho hắn. Thiếu chủ, sau khi thiếu phu nhân tan làm, rời khỏi Đường thị thì bị một nhóm người bắt đi rồi mang tới nhà họ Cung. Xuân Lan đáp, nhà họ Cung. Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ sát khí nồng đậm. Hắn trực tiếp lao ra khỏi nhà, lái chiếc xe thể thao đến nhà họ Cung với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhà họ Cung. Lúc này, trong đại sảnh phủ đệ nhà họ Cung. Cung Thắng ngồi ở ghế chủ, Cung Thanh đứng bên cạnh, Đường Sở Sở bị áp giải đến đây. Là các người muốn làm gì? Đường Sở Sở nhìn hai ba con nhà họ Cung, mặt biến sắc, trầm giọng nói. Đường tiểu thư, chúng tôi tìm cô đến đây là có chuyện muốn hỏi cô. Nếu cô ngoan ngoãn trả lời, chúng tôi có thể thả cô đi. Cung Thắng nhấp ngụm trà, thản nhiên nói. Các người dám bắt tôi, anh Tiểu Phàm sẽ không tha cho các người. Đường Sở Sở lập tức hét lên. Tên khốn kia á, cô cho rằng anh ta giết đại thiếu gia nhà họ Bạch là giỏi lắm sao? Nếu anh ta dám đến, hôm nay tôi sẽ khiến anh ta chôn thây ở đây. Cung Thanh nói với vẻ mặt khinh thường. Được rồi Đường Tiểu Thư. Hãy nói cho tôi biết công thức điều chế đan chú nhan là gì. Cung Thắng nhìn Đường Sở Sở, hỏi thẳng. Thì ra các người bắt tôi là vì muốn biết công thức điều chế của đan chú nhan. Nhà họ Cung tốt xấu gì cũng là gia tộc lớn ở Thiên Hải, vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, đúng là vô liêm sỉ. Tôi sẽ không nói cho các người biết công thức điều chế đan chú nhan đâu, các người hết hy vọng đi. Đường Sở Sở kiên quyết nói. Đường tiểu thư đừng ép tôi làm một số chuyện không hay với cô. Cung Thắng nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, vẻ mặt lạnh lùng. Ba giao cô ta cho con sẽ dạy dỗ cô ta đàng hoàng, đảm bảo đến lúc đó cô ta sẽ nói hết. Lúc này, Cung Thanh đi tới trước mặt Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên vẻ gian ác. Người tôi muốn mà cậu cũng dám động vào sao? Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Hạ đại sư xuất hiện. Hạ đại sư, Cung Thắng và Cung Thanh khom lưng chào hỏi Hạ đại sư. Cút sang một bên, Hạ đại sư liếc nhìn Cung Thanh, tát gã bay ra ngoài. Cung Thắng thấy con trai bị đánh cũng không dám nói gì. May mà vẫn còn trong trắng. Sau đó, Hạ đại sư nhìn Đường Sở Sở. Sau khi quan sát đối phương, lão ta thở phào một hơi, nở nụ cười xấu xa, thân thể huyền âm, cuối cùng thì cô cũng rơi vào tay tôi. Ông là ai? Ông muốn làm gì? Đường Sở Sở nhìn người đàn ông mặc áo bào đen, tóc tai bù xù này, đanh mặt nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô. Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi, mượn khí huyền âm của cô. Đến lúc đó, nội thương trên người tôi sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí năng lực sẽ tăng thêm một cấp. Ha ha ha, sau này cô chính là lô đỉnh tu luyện của tôi. Hạ đại sư nhìn Đường Sở Sở, đồng thời cười to.
Lão ta túm lấy Đường Sở Sở đi ra ngoài. Thành ơi, con có sao không? Sau khi Hạ đại sư rời đi, Cung Thắng vội vàng đi tới chỗ Cung Thanh đỡ gã dậy. Con không sao, chỉ tiếc là Đường Sở Sở đẹp như vậy lại để cho lão già kia được hời. Cung Thanh không cam lòng. Xuyệt, đừng nói lung tung. Cung Thắng cuống quýt che miệng Cung Thanh, cảnh giác nhìn xung quanh. Bên ngoài phủ đệ nhà họ Cung, tiếng ô tô chói tai vang lên. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một chiếc McLaren cực ngầu lao đến như một vệt sáng bạc, dừng trước cổng nhà họ Cung. Cửa xe mở ra, Diệp Phàm đằng đằng sát khí bước ra. Hắn liếc nhìn nhà họ Cung rồi xông vào. Rầm. Một giây sau, cánh cổng bằng đồng cổ của nhà họ Cung vỡ tan tành, làm cả nhà họ Cung chấn động. Xảy ra chuyện gì thế? Cung Thắng và Cung Thanh đều bị âm thanh này dọa giật mình. Người đâu, có chuyện gì vậy? Cung Thắng lập tức hét lên. Gia chủ, không ổn rồi. Ngay sau đó, quản gia nhà họ Cung vội vã xông vào. Xảy ra chuyện gì mà cuống lên thế? Cung Thắng quát. Gia chủ, có một người xông vào, đang đại khai sát giới ở bên ngoài. Quản gia trả lời. Gì cơ, kẻ nào dám to gan như vậy, dám xông vào nhà họ Cung chúng ta? Cung Thanh la to. Hình như là thằng nhóc lúc trước đã giết đại thiếu gia nhà họ Bạch. Quản gia đáp. Sắc mặt Cung Thắng và Cung Thanh lập tức thay đổi. Không ngờ thằng nhãi này dám đến thật, con sẽ cho người giải quyết nó. Cung Thanh dứt khoát nói. Khoan đã, Thanh à, con lập tức đến mật thất tìm Hạ đại sư, nhờ ông ta ra tay. Cung Thắng nói với Cung Thanh. Ba à, mặc dù thằng nhãi này có tí võ công, nhưng không đến mức cần Hạ đại sư ra tay chứ. Nhà họ Cung chúng ta có nhiều vệ sĩ như vậy mà không đối phó với một mình anh ta được chắc. Cung Thanh không hiểu nổi. Bảo con đi thì đi mau lên. Cung Thắng lạnh lùng quát. Vâng. Cung Thanh gật đầu, rời đi. Quản gia, thông báo cho toàn bộ vệ sĩ trong gia tộc và mấy vị cao thủ kia đến ngăn chặn người này. Cung Thắng ra lệnh. Trong một căn mật thất của nhà họ Cung, Hạ đại sư vừa mới mang Đường Sở Sở đến đây, đang định ra tay thì Cung Thanh chạy tới. Hạ đại sư, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Cung Thanh gào lên. Đồ vô dụng, ai bảo cậu đến đây, cút mau. Hạ đại sư mắng Cung Thanh. Hạ đại sư, người yêu của Đường Sở Sở đến nhà họ Cung rồi, ba tôi muốn nhờ ông ra tay bắt người này. Cung Thanh nói. Anh Tiểu Phàm tới rồi, các người chết chắc. Nghe thấy Diệp Phàm đã tới, Đường Sở Sở lập tức yên tâm. Anh Tiểu Phàm, gọi thân thiết thế, đáng tiếc, cô là người của tôi. Về phần người yêu của cô, cậu ta đã muốn chết thì tôi sẽ tiến cậu ta một đoạn. Người đẹp chờ tôi nhé, tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Hạ đại sư nhìn Đường Sở Sở, nở nụ cười xấu xa, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, trong phủ đệ nhà họ Cung đã máu chảy thành sông. Diệp Phàm giống như một sát thần, điên cuồng giết người nhà họ Cung. Không lâu sau, Cung Thắng dẫn theo tất cả vệ sĩ nhà họ Cung lao ra. Xông lên, ai bắt được cậu ta thì thưởng 1 triệu. Cung Thắng nhìn Diệp Phàm và nói. Tức thì các cao thủ, vệ sĩ nhà họ Cung điên cuồng xông về phía Diệp Phàm, chuẩn bị chém giết hắn để lấy 1 triệu kia. Muốn chết. Trong mắt Diệp Phàm ngùn ngụt sát ý, hắn vung tay lên, vô số kim bạc bắn ra, đâm trúng giữa trán đám người này. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cao thủ, vệ sĩ nhà họ Cung đã nằm trên đất, mất mạng tại chỗ. Cung Thắng thấy vậy, toàn thân cứng đờ. Sở Sở đâu? Một giây sau, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Cung Thắng, vừa bóp cổ ông ta vừa quát. Người trẻ tuổi có chút bản lĩnh đấy. Lúc này, một giọng nói âm u vang lên. Hạ đại sư đột nhiên xuất hiện, nhìn Diệp Phàm cười gằn. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hạ đại sư. Vợ của cậu sắp trở thành lô đỉnh tu luyện của tôi rồi. Cậu đó, có thân thể huyền âm quý báu như vậy mà lại không động vào, đúng là phí của trời. Cậu không biết hưởng thụ thì giao thân thể huyền âm này cho tôi hưởng thụ đi. Hạ đại sư nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ông đáng chết. Diệp Phàm nghe đối phương nói vậy, khí thế sát phạt cực kỳ đáng sợ bùng phát, bao phủ cả nhà họ Cung, biến nơi này thành địa ngục tu la. Cậu! Hạ đại sư cảm nhận được khí thế sát phạt mà Diệp Phàm phát ra. Mặt lão ta biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm thẳng tay giáng một quyền tấn công Hạ đại sư. Hạ đại sư biến sắc,
dốc toàn lực đỡ một quyền này của Diệp Phàm. Kết quả là lão ta lập tức bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng động lớn vang lên. Hạ đại sư bay xa mấy chục mét rồi đập xuống đất, hộc máu, hai tay gãy nát. Lão ta đã mất năng lực chiến đấu. Cậu! Hạ đại sư đau đớn nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ cảm xúc sợ hãi. Lão ta không ngờ người này lại có thực lực đáng sợ như vậy, thật sự là vượt quá sức tưởng tượng. Diệp Phàm bước từng bước về phía đối phương, sát khí vô tận. Sư đệ! Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Một người đàn ông mặc trường bào màu xám xuất hiện. Sư ca cứu đệ với! Hạ đại sư kích động kêu lên khi thấy người đàn ông mặc trường bào màu xám này xuất hiện. Chàng trai à, cậu là ai? Sao lại ra tay với sư đệ của tôi? Người đàn ông mặc trường bào màu xám nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói. Sư ca giết cậu ta đi, cậu ta đến cướp thân thể huyền âm đấy. Hạ đại sư vội vàng lên tiếng. Thân thể huyền âm, đệ tìm được thân thể huyền âm rồi hả? Người đàn ông mặc trường bào màu xám giật mình, nhìn hạ đại sư. Đúng vậy, thân thể huyền âm đang ở trong tay đệ. Chỉ cần sư ca giết cậu ta, đệ sẽ giao cho sư ca. Hạ đại sư lập tức nói. Diệp Phàm bất chợt tung ra một trường, đánh hạ đại sư thành bột phấn. Giết người từ xa, lẽ nào cậu? Người đàn ông mặc trường bào màu xám nhìn thấy Diệp Phàm giết sư đệ của mình thì con ngươi co rụt lại, thốt lên đầy kinh ngạc. Có điều ông ta còn chưa nói xong, một cây kim bạc đã phóng nhanh tới, đâm xuyên qua giữa trán của ông ta. Người đàn ông này chết ngay tại chỗ. Đến lúc chết, người đàn ông mặc trường bào màu xám cũng không ngờ mình còn chưa làm gì mà đã mất mạng rồi. Thậm chí ông ta còn chẳng có cơ hội nói ra thân phận của mình để dọa Diệp Phàm, chết cực kỳ tức tưởi. Sở Sở đang ở đâu? Lúc này, Diệp Phàm vừa nhìn Cung Thắng vừa quát. Diệp Phàm, vợ của mày đang ở trong tay tao. Giọng nói của Cung Thanh bỗng vang lên. Một tay gã giữ chặt đường Sở Sở, tay còn lại dí dao găm vào cổ cô. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở gọi Diệp Phàm. Mày muốn chết hả? Diệp Phàm nhìn Cung Thanh, lạnh lùng cất lời. Thằng nhãi, nếu mày không muốn vợ mày xảy ra chuyện thì lập tức phế bỏ hai chân, nếu không tao sẽ giết cô ta ngay bây giờ. Cung Thanh nói với Diệp Phàm. Anh Tiểu Phàm, đừng. Đường Sở Sở biến sắc, hét lên với Diệp Phàm. Không ai có thể uy hiếp tao. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lẽ nào mày? Vút. Cung Thanh đang định nói tiếp thì một cây kim bạc bay vút tới, một vệt sáng màu bạc xuyên qua giữa trán. Gã trợn to mắt, ngã lăn ra đất. Vèo. Nháy mắt Diệp Phàm đã đến bên cạnh đường Sở Sở, ôm chầm lấy cô. Xin lỗi Sở Sở vì đã để em phải sợ hãi. Diệp Phàm xin lỗi đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, em không sao. Đường Sở Sở mỉm cười lắc đầu, cực kỳ bình tĩnh. Thanh con. Lúc này, Cung Thắng thấy con trai chết thảm liền giống lên đầy bi thương. Ông cũng đáng chết. Diệp Phàm nhìn Cung Thắng, cũng phóng ra một cây kim bạc, giết chết gia chủ nhà họ Cung. Cùng lúc đó, bốn người Xuân Lan dẫn theo người của Bách Hoa Lâu tới. Thiếu chủ không sao chứ? Xuân Lan hỏi Diệp Phàm. Tôi không sao, nơi này giao cho các cô, tôi muốn nhà họ Cung hoàn toàn biến mất trên thế gian. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, thưa thiếu chủ. Bốn người Xuân Lan gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm đưa đường Sở Sở rời khỏi nơi này. Kế tiếp, những người còn lại của nhà họ Cung bị đám người Xuân Lan giết sạch, ngay cả những thành viên nhà họ Cung đang ở bên ngoài cũng bị người của Bách Hoa Lâu giết. Tiếp đó, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Cung đều rơi vào tay Bách Hoa Lâu. Đến lúc này, nhà họ Cung trở thành gia tộc thứ hai trong năm gia tộc lớn nhất Thiên Hải bị diệt vong. Trên chiếc xe McLaren, đường Sở Sở hỏi, anh Tiểu Phàm, họ là ai vậy? Họ là người của thất sư phụ. Diệp Phàm trả lời. Ồ, đúng rồi, anh Tiểu Phàm này, lúc về anh đừng nói cho Tiểu Manh chuyện của em nhé, em không muốn con bé lo lắng. Đường Sở Sở nói. Được. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, hai người về tới nhà. Hai người đi đâu làm gì vậy? Cơm nước đã xong xuôi rồi mà không thấy người về ăn. Trần Tiểu Manh ngồi ở bàn cơm, ăn ngon lành. Con nhóc này chỉ biết ăn thôi. Diệp Phàm trêu ghẹo. Tôi còn nhỏ. Không ăn nhiều thì làm sao mà lớn được. Còn nữa, ai bảo anh nấu cơm ngon như vậy chứ, không thể trách tôi được. Trần Tiểu Manh phản bác.
con nhóc này còn lý sự. Diệp Phàm hậm hực nói. Được rồi, ăn cơm thôi. Đường Sở Sở mỉm cười lên tiếng. Sau đó bọn ăn cơm, ăn xong lại tới lượt Diệp Phàm rửa bát. Trần Tiểu Manh xem tivi một lát rồi về phòng. Anh Tiểu Phàm về phòng đợi em nhé. Lúc này, Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Sao thế em? Diệp Phàm hỏi. Chẳng phải lúc trước em đã nói sẽ tặng anh một niềm vui bất ngờ sao? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, cười ngượng ngùng. Niềm vui bất ngờ. Hai mắt Diệp Phàm sáng ngời, được. Hắn thu dọn xong liền về phòng. Còn Đường Sở Sở thì đỏ mặt đi về phòng mình. Khoảng 10 phút sau, Đường Sở Sở khoác một chiếc áo gió đi vào phòng Diệp Phàm. Sở Sở à, muộn rồi em còn mặc áo gió làm gì? Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, vừa nói vừa cầm cốc uống nước. Đường Sở Sở cởi áo gió ra. Phụt! Diệp Phàm vừa mới uống nước lập tức phun ra. Anh Tiểu Phàm không sao chứ? Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, ân cần hỏi han. Khụ khụ khụ, anh không sao. Nhưng mà Sở Sở. Diệp Phàm lúng túng nhìn Đường Sở Sở. Lúc này Đường Sở Sở đã cởi áo gió ra, trên người mặc đồ ren vô cùng gợi cảm. Bộ đồ này phối với thân hình hoàn mỹ không chút tì vết của Đường Sở Sở quả là tuyệt vời. Nếu không phải Diệp Phàm có khả năng kiềm chế phi phàm, thì e là hắn đã làm chuyện xấu từ lâu rồi. Anh Tiểu Phàm, anh có thích niềm vui bất ngờ này không? Đường Sở Sở e lệ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng mặc áo gió cho Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở sững sờ. Sở Sở à, bộ đồ này không hợp với em. Diệp Phàm nói. Anh Tiểu Phàm, em chỉ muốn. Sở Sở, anh biết ý của em. Có điều hiện tại không phải lúc thích hợp, khi nào thời cơ chín muồi, em sẽ trở thành người phụ nữ chân chính của anh. Em cứ yên tâm. Diệp Phàm vỗ về. Anh Tiểu Phàm, không phải là cơ thể anh có vấn đề gì đấy chứ. Anh yên tâm, em không để ý đâu. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm và nói. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức tối sầm. Cô nàng này nói linh tinh gì thế? Người đàn ông của em rất khỏe mạnh đấy nhé. Diệp Phàm gõ mũi Đường Sở Sở, cười bất lực. Thật ư? Đường Sở Sở mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Thật mà, em đừng đoán mò nữa. Được rồi, em mau về phòng đi. Diệp Phàm dứt khoát đưa Đường Sở Sở về phòng. Sau đó, hắn trở về phòng của mình. Uống liền mấy ngụm nước thì cõi lòng mới bình tĩnh lại. Hai, mình đúng là Liễu Hạ Huệ mà. Diệp Phàm cảm thán với tâm trạng bất đắc dĩ. Hắn không phát sinh quan hệ với Đường Sở Sở bởi vì cô là thân thể huyền âm. Thể chất này là thể chất tu võ tuyệt vời, một khi bắt đầu tu luyện võ đạo, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác gấp trăm lần. Tuy nhiên, một khi người có thể chất này phá trinh thì hiệu quả tu luyện sẽ giảm rất nhiều. Lúc trước sư phụ đã dặn hắn không được động vào Đường Sở Sở. Cũng chính vì vậy nên từ trước tới giờ hắn mới không làm gì cô. Đại sư phụ à, người hại con khổ quá đi mất. Diệp Phàm than thở. Nhưng đại sư phụ dặn mình không được động vào Sở Sở liệu có nguyên nhân nào khác không nhỉ? Lẽ nào? Diệp Phàm chợt nghĩ tới điều gì đó, trong đầu hiện ra một dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành. Tại Thiên Hải. Ở nhà họ Yến thuộc một trong năm gia tộc lớn. Lúc này, chủ gia tộc họ Yến Yến Nam Thiên đang nhìn xác Yến Phi Phi con gái ông ta, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, quanh người tỏa ra khí thế đáng sợ. Đã điều tra được là ai làm chưa? Yến Nam Thiên nói bằng giọng lạnh thấu xương. Là do Diệp Phàm người đàn ông của tổng giám đốc nhà họ Đường làm ạ. Lúc này, thuộc hạ tiểu ngũ của Yến Nam Thiên nói. Là hắn à? Trong mắt Yến Nam Thiên lập tức xuất hiện sát khí lạnh như băng. Chủ gia tộc, có cần tôi đi bắt hắn không? Tiểu ngũ nói. Tên nhãi đó không dễ đối phó như thế, cứ liên lạc với tổ chức, bảo họ cử người tới rồi ra tay. Yến Nam Thiên lạnh lùng nói. Vâng. Tiểu ngũ gật đầu. Tại căn cứ chiến bộ ở Đế Đô. Trong một phòng họp cao cấp, mấy người đàn ông mặc đồ chiến đấu đang ngồi với nhau. Họ là cấp cao của chiến bộ Trung Quốc. Ai cũng đeo hàm tướng thực thụ. Lúc này, cửa phòng họp mở ra, một ông lão tóc bạc bước vào. Long soái. Các cấp cao chiến bộ đang có mặt lập tức đứng dậy, cúi chào ông lão này. Ông ấy chính là thống soái tối cao của chiến bộ Trung Quốc, được gọi là Long soái Long Chiến Thiên. Mọi người ngồi đi, chắc ai cũng biết tin tức từ chiến bộ nước Lưu Ly rồi nhỉ.
Long Chiến Thiên ngồi ở ghế chính giữa, nhìn mọi người, hỏi. Long soái, nước Lưu Ly đúng là trơ cháo thật, không ngờ họ lại đưa ra yêu cầu như thế. Một cấp cao của chiến bộ nói thẳng. Dù sao người chết lần này cũng là cậu chủ nhà họ Kim, chắc chắn họ rất tức giận, đưa ra yêu cầu đó cũng là chuyện bình thường. Một cấp cao khác nói. Vậy ý ông là nên giao thanh niên đã giết cậu chủ nhà họ Kim cho nước Lưu Ly à? Cấp cao chiến bộ vừa lên tiếng kia bất mãn hỏi. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn trên mạng, thanh niên kia được gọi là anh hùng Trung Quốc, nếu chúng ta bắt cậu ta rồi giao cho nước Lưu Ly, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến tinh thần của nhân dân Trung Quốc à? Khi đó chuyện này sẽ gây ra sóng gió lớn hơn, thậm chí khiến người ngoài nghĩ rằng chúng ta sợ nước Lưu Ly. Cấp cao chiến bộ thứ ba nói. Nhưng chiến bộ nước Lưu Ly đã nói rất rõ rồi, nếu chúng ta không giao người cho họ, họ sẽ hủy hiệp ước đồng minh, cho quân đánh chúng ta. Một khi hiệp ước đồng minh bị hủy, chắc chắn các quốc gia khác cũng sẽ ra tay nhân cơ hội này, khi đó, có lẽ Trung Quốc sẽ lại phải đối diện với nguy cơ từ liên quân năm nước. Sợ gì, nếu họ dám đến thì chúng ta cứ đánh thôi. Chín quân đoàn lớn của Trung Quốc cũng không phải hạng xoàng. Năm đó, Trung Quốc ngăn cản được liên quân năm nước vì có chiến thần thiên sách và quân thiên sách của ông ấy. Giờ chiến thần thiên sách đã biến mất mấy chục năm, quân thiên sách cũng không còn huy hoàng như xưa, còn không vào nổi top 3 trong số 9 quân đoàn lớn, ông nghĩ bây giờ chúng ta có thể chống lại liên quân năm nước à? Chỉ sau chốc lát, các cấp cao chiến bộ đã bắt đầu tranh cãi trong phòng họp. Đủ rồi. Lúc này, Long Chiến Thiên lạnh lùng quát. Ông ấy vừa lên tiếng, các cấp cao chiến bộ đang cãi nhau cũng im lặng ngay. Quân Đao, cậu nghĩ thế nào? Long Chiến Thiên nhìn người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, vóc người rắn giỏi và đôi mắt lạnh như đao bên cạnh, hỏi. Long soái, tuy bây giờ Trung Quốc không sợ các nước khác, nhưng một khi chiến tranh nổ ra lần nữa, chắc chắn Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, khi đó cuộc sống yên bình suốt mấy chục năm của người dân Trung Quốc cũng sẽ bị phá hủy. Người đàn ông này nói. Ý cậu là giao thanh niên này cho nước Lưu Ly à? Long Chiến Thiên hỏi. Hy sinh một người, cứu hàng triệu người. Người đàn ông này bình thản nói. Vậy quyết định thế đi. Quân Đao, cậu đích thân tới Thiên Hải một chuyến, nếu thanh niên đó có nguyện vọng gì thì cố gắng đáp ứng cậu ta. Long Chiến Thiên nói. Vâng. Người đàn ông tên Quân Đao gật đầu. Hôm sau, khu biệt thự Tử Kinh. Anh Tiểu Phàm, hôm nay đan chú nhan chính thức được mở bán trên thị trường, chắc em sẽ về muộn lắm đấy. Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. Vậy tối nay anh sẽ đi đón em. Đúng rồi, anh tìm được một vệ sĩ cho em đấy. Diệp Phàm nói. Vệ sĩ? Đường Sở Sở sửng sốt. Ừ, chắc cô ấy tới rồi. Diệp Phàm gật đầu, ra mở cửa, thấy Đông Mai đang đứng ngoài với bộ đồ màu đen. Thiếu chủ. Đông Mai cung kính chào Diệp Phàm. Đây là... Đường Sở Sở nhìn Đông Mai, kinh ngạc hỏi, tối qua cô đã gặp đối phương ở nhà họ Cung. Sở Sở, cô ấy là Đông Mai, sau này cô ấy sẽ bảo vệ em, như thế thì anh cũng yên tâm hơn. Diệp Phàm nói. Sau chuyện tối qua, hắn đã tìm Xuân Lan, bảo cô ấy cử người bảo vệ Đường Sở Sở. Dù sao hắn cũng không thể ở bên Đường Sở Sở suốt được, giờ Sở Sở vẫn chưa tu luyện, chỉ là người bình thường, vẫn cần có người bảo vệ. Xuân Lan đã cử Đông Mai tới bảo vệ cô. Với thực lực của Đông Mai, hơn nữa cô ấy cũng là con gái, để cô ấy bảo vệ Sở Sở là phù hợp lắm rồi. Cô chủ, chào cô, tôi là Đông Mai, sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Đông Mai nói với Đường Sở Sở. Ừ, phiền cô rồi. Đường Sở Sở mỉm cười, đến công ty với Đông Mai. Diệp Phàm chăm chú nhìn Đường Sở Sở rời đi, đang định về phòng ngủ tiếp. Kết quả Đường Chính Đạo lại dẫn mấy người tới nơi này. Sao ông lại tới đây? Thấy Đường Chính Đạo xuất hiện, Diệp Phàm hơi ngạc nhiên. Diệp Phàm, cậu suýt khiến nhà họ Đường bị tiêu diệt, còn hại mẹ tôi bị bệnh nặng, khiến bà ấy mất hết thể diện trước mặt người bề dưới, cậu là điềm gở với nhà họ Đường chúng tôi. Đường Chính Đạo nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Nên, Diệp Phàm hào hứng nhìn đối phương. Nên cậu phải chết. Vì tương lai của nhà họ Đường và hạnh phúc của Sở Sở. Đường Chính Đạo lạnh lùng quát, trong mắt xuất hiện sát khí lạnh lẽo. Nếu ông giết tôi, chắc chắn Sở Sở sẽ đau lòng. Ông là chú ruột của cô ấy đấy. Diệp Phàm nói.
con bé chỉ đau lòng một khoảng thời gian thôi. Sau khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Sở Sở, tôi sẽ tìm cho con bé một người chồng xuất sắc hơn cậu gấp trăm nghìn lần, khi đó con bé sẽ quên cậu. Đường Chính Đạo lạnh lùng nói. Chỉ với câu mà ông vừa nói, nếu ông không phải chú Sở Sở, giờ ông đã chết rồi. Mặt Diệp Phàm lạnh tanh. Nhãi danh như cậu cũng ngông cuồng đấy. Tiếc rằng cậu không có vốn liếng để ngông cuồng. Lên! Đường Chính Đạo khinh thường nói. Mấy chiến sĩ của quân Thiên Lang phía sau ông ta lập tức lao tới chỗ Diệp Phàm. Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị ra tay dạy dỗ Đường Chính Đạo, một bóng người bỗng xuất hiện, lập tức đánh bay mấy chiến sĩ thuộc quân Thiên Lang. Rầm, rầm, rầm. Mấy chiến sĩ quân Thiên Lang nằm dưới đất, không ngừng hộc máu. Hả? Đường Chính Đạo biến sắc, nhìn người vừa ra tay. Người vừa ra tay chính là Khương Uyên, chủ phân điện quận Giang Nam của Điện Long Vương. Cậu là ai? Dám làm chiến sĩ của quân Thiên Lang bị thương à? Đường Chính Đạo sầm mặt nhìn Khương Uyên, quát. Thì ra là người của quân Thiên Lang, tôi cứ tưởng ai? Khương Uyên khinh thường nói. Sốt cuộc cậu là ai? Dám đối đầu với quân Thiên Lang, cậu to gan thật. Đường Chính Đạo lạnh lùng quát, khí thế khủng khiếp tỏa ra từ người ông ta. Khương Uyên của Điện Long Vương. Khương Uyên hờ hững nói. Cậu là người của Long Vương Điện phải không? Sắc mặt Đường Chính Đạo lập tức thay đổi, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Khương Uyên. Các người. Sau đó Đường Chính Đạo đưa mắt nhìn Diệp Phàm, suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Diệp là một người bạn của tôi, có vấn đề gì không? Nếu muốn động vào bạn tôi, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Mặt Khương Uyên lạnh như tiền, nói. Nhất thời, sắc mặt Đường Chính Đạo không ngừng thay đổi, ông ta liếc nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, nhóc con, xem như cậu may mắn. Ngay sau đó, Đường Chính Đạo dẫn thuộc hạ của mình rời khỏi. Còn Khương Uyên thì quay người nhìn về phía Diệp Phàm, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Vừa rồi cậu làm tốt lắm. Diệp Phàm nói với Khương Uyên. Thân phận của thiếu chủ đâu phải hạng người như vậy có thể biết chứ. Nhưng thiếu chủ, có cần phải giải quyết tên này không? Khương Uyên hỏi. Thôi bỏ đi, dù sao ông ta cũng là chú ba của vợ tôi, tha cho ông ta một mạng đi. Nếu còn có lần sau, vậy đừng trách tôi ác. Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại đến đây? Diệp Phàm quét mắt nhìn Khương Uyên. Thuộc hạ tới đây là có chuyện quan trọng cần báo cáo. Phần Diễm Long Thủ, một trong bát đại long thủ của Long Vương Điện, và Thương Liệt, một trong tứ đại long tướng sắp đến quận Giang Nam ạ. Khương Uyên báo cáo. Thương Liệt Long Tướng. Gã đến đây để làm gì? Diệp Phàm hỏi. Thuộc hạ không biết Thương Liệt Long Tướng tới Giang Nam quận để làm gì, chỉ là tối hôm qua thuộc hạ mới nhận được thông báo. Thiếu chủ, Phần Diễm Long Thủ lúc này phái ra một vị long tướng, có quan hệ gì với Tả Thiên Dương không? Khương Uyên trầm giọng nói. Không thành vấn đề, gã tới thì cứ để cho gã tới. Nếu có chuyện gì, đến lúc đó cậu cứ thông báo với tôi, còn về thân phận của tôi thì đừng để lộ ra ngoài. Diệp Phàm thờ ơ nói. Vâng. Khương Uyên gật đầu. Mày là Diệp Phàm đấy hả? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Diệp Phàm và Khương Uyên liếc nhìn sang, chỉ thấy ba người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở đây, một người đi trước, hai người theo sau. Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu mang bộ mặt lạnh lùng vô tình, gã ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Các người là ai nữa? Sáng sớm ngày ra mà cũng không được yên ổn nữa. Diệp Phàm bĩu môi nhìn đối phương. Bọn này là người của Âu Dương thiếu chủ đến từ đế đô. Theo lệnh của thiếu chủ, bọn tao tới đây để cho mày lựa chọn. Người mặc áo đen dẫn đầu lạnh lùng nói. Âu Dương thiếu chủ, lựa chọn cái gì? Diệp Phàm không hiểu ra làm sao. Nhà họ Bạch bị mày san bằng vốn là thế lực dưới quyền Âu Dương thiếu chủ. Hôm nay thiếu chủ cho mày hai sự lựa chọn, một là phục tùng thiếu chủ, hai là chôn cùng nhà họ Bạch, mày tự chọn chứ. Người mặc đồ đen nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thì ra Âu Dương thiếu chủ chính là chỗ dựa của nhà họ Bạch. Diệp Phàm cười nhạt. Mày chọn cái nào? Người áo đen thờ ơ hỏi. Tao chọn mày phải chết. Khương Uyên, giải quyết ba tên này đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay người đi về phía biệt thự. Vâng thưa thiếu chủ. Khương Uyên gật đầu. Mà ba người áo đen kia nhìn Diệp Phàm rời đi, trong mắt hiện lên sát ý, dứt khoát lao về phía hắn.
Lúc này, cả ba người đều thể hiện ra thực lực cấp nhân cảnh, người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu là nhân cảnh tầng 4, còn hai người theo sau là nhân cảnh tầng 2 và tầng 3. Nhưng ngay khi ba người vừa ra tay, Khương Uyên đã đứng trước mặt bọn họ, ra một đòn. Phụt! Trong khoảnh khắc, khi người đàn ông mặc đồ đen còn chưa kịp phản ứng thì đã bị móng vuốt của Khương Uyên đâm thủng ngực, trái tim bị bóp nát. Hai người đàn ông mặc đồ đen còn lại biến sắc, trong mắt bọn họ hiện lên sự kinh ngạc. Trong lúc bọn họ còn đang bàng hoàng, Khương Uyên đã ra đòn tiếp theo, cắt đứt cổ hai tên này. Sau đó, một vài thành viên của Long Vương Điện xuất hiện, kéo thi thể của ba tên này ra ngoài. Ngay cả người của nhà Âu Dương cũng để mắt tới thiếu chủ rồi, xem ra không bao lâu nữa đế đô sẽ náo nhiệt lắm đây. Khương Uyên lẩm bẩm một mình rồi đi thẳng. Trong biệt thự bên cạnh, thượng quan Lưu Ly và thị nữ Tiểu Thanh đi ra. Tiểu thư, không ngờ người này lại có quan hệ với Long Vương Điện, rốt cuộc hắn ta có lai lịch thế nào? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Người trong Long Vương Điện gọi hắn ta là thiếu chủ, chắc chắn địa vị của hắn ta ở Long Vương Điện không thấp đâu, có lẽ là người thừa kế của một người nào đó trong bát đại Long Thủ đấy. Thượng quan Lưu Ly nhẹ giọng nói. Chẳng trách tên này có thái độ không sợ trời không sợ đất như vậy. Nhưng lần này hắn ta đắc tội nhà U Dương rồi, cho dù là Long Thủ của Long Vương Điện cũng chưa chắc đã cứu được hắn ta. Dù sao Long Vương Điện bây giờ cũng đã không còn khiến các thế lực lớn ở Trung Quốc sợ hãi như trước nữa. Tiêu Thanh nói. Hai mắt thượng quan Lưu Ly sáng lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, trong một căn hộ nào đó ở Thiên Hải. Triệu Hữu Dung ngồi trên sofa lướt điện thoại. Lúc này... Cô ta nhìn thấy một đoạn video có tiêu đề thanh niên đến từ Trung Quốc dẫm lên Trương thiếu gia của nước Lưu Ly, ca ngợi đất nước ta. Chính anh ta. Khi Triệu Hữu Dung bấm vào video, nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này còn có lòng yêu nước nữa hả? Triệu Hữu Dung xem xong nội dung video, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó Triệu Hữu Dung đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt chữ điền, nước da ngăm đen. Anh cả, sao anh lại đến đây? Triệu Hữu Dung nhìn người đàn ông này, kinh ngạc hỏi. Con bé này, lâu lắm rồi không liên lạc với người nhà, oán hận trong lòng em còn chưa tiêu tan hả? Người đàn ông nhìn Triệu Hữu Dung, cười nói. Hừ, em cũng chỉ khiến tên kia què một chân thôi, mọi người liền điều em tới đây làm cảnh sát giao thông, muốn em hết giận đâu có dễ vậy. Triệu Hữu Dung kiêu ngạo hừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa. Cái con bé này, em cũng không thèm nhìn xem mình đã đánh gãy chân ai hả? Nếu không có ông cụ ra mặt, em cho rằng mình còn có cơ hội ngồi ở đây à? Người đàn ông tức giận nói. Anh cả, lần này anh tới Thiên Hải chắc không đơn giản chỉ là đến gặp em đâu chứ? Có nhiệm vụ gì à? Triệu Hữu Dung nhìn anh cả Triệu Thiên Lâm, tò mò hỏi. Em đã biết chuyện xảy ra ở Đại học Thiên Hải ngày hôm qua chưa? Triệu Thiên Lâm nói. Anh đến đây vì chàng trai trẻ đã giết người nước Lưu Ly hả? Triệu Hữu Dung kinh ngạc nói. Đúng vậy, cậu ta đã giết thiếu gia nhà họ Kim, một trong tứ đại gia tộc của nước Lưu Ly. Chiến bộ của nước Lưu Ly đã phát đi tin tức yêu cầu chúng ta bắt giữ chàng trai này, đưa cậu ta đến nước Lưu Ly. Nếu không, bọn họ sẽ hủy bỏ hiệp ước đã được lập năm đó. Mang quân xâm lược Trung Quốc. Triệu Thiên Lâm nói thẳng. Cái gì, sao bọn chúng lại vô liêm sỉ vậy chứ? Bọn họ lại dám hủy bỏ hiệp ước do chiến thần Thiên Sách lập ra ư? Sắc mặt Triệu Hữu Dung thay đổi, lạnh lùng nói. Chiến thần Thiên Sách đã biến mất mười mấy năm rồi, mấy năm nay vẫn không có tin tức gì, người ngoài đều cho rằng chiến thần Thiên Sách đã chết, tất nhiên bọn họ sẽ không coi trọng hiệp ước này, bây giờ bọn họ lại mượn cái cớ này để hủy bỏ hiệp ước. Triệu Thiên Lâm nhàn nhạt nói. Vậy chiến bộ quyết định giao chàng trai này cho nước Lưu Ly rồi à? Triệu Hữu Dung hỏi. Ừ, thông qua chiến bộ quyết định, vì không cho nước Lưu Ly có lý do để hủy bỏ khế ước, nên quyết định giao chàng trai này cho bọn họ. Triệu Thiên Lâm nói. Sao chiến bộ có thể làm vậy chứ? Chàng trai này hiện đang là anh hùng của Trung Quốc, nếu cậu ta bị giao cho nước Lưu Ly, chẳng phải sẽ khiến người dân Trung Quốc thất vọng sao? Sắc mặt Triệu Hữu Dung thay đổi, tỏ vẻ bất mãn. Nếu không làm vậy, đại chiến sẽ lại bắt đầu. Khi đó, không chừng Trung Quốc sẽ phải đối đầu với lực lượng đồng minh của năm nước. Cuối cùng, người phải gánh chịu hậu quả sẽ là người dân Trung Quốc.
Vì Trung Quốc, chúng ta chỉ có thể hy sinh cậu ta thôi. Lần này chiến bộ phái quân đao tới, chắc là rất nhanh sẽ đến nơi, anh chỉ tới đây đánh trận mở đầu thôi. Triệu Thiên Lâm nói. Ai, đáng tiếc thiên thần chiến tranh không có ở đây, nếu không thì đâu đến lượt nước Lưu Ly kia lớn lối như vậy. Triệu Hữu Dung phẫn nộ nói. Nếu như chiến thần thiên sách ở đây, bọn họ cũng chẳng có cái gan hủy bỏ hiệp ước. Triệu Thiên Lâm thở dài. Cùng lúc đó, Chủ tịch Tập đoàn Đường Thị đang phát sóng trực tiếp, chính thức thông báo rằng đan chú nhan do Tập đoàn Đường Thị phát triển đã chính thức được tung ra thị trường. Tin tức vừa truyền ra, Thiên Hải liền nổ tung. Sau buổi họp báo trước đó của Tập đoàn Đường Thị, tin tức đan chú nhan có thể làm cho người ta trẻ ra 10 tuổi đã được nhiều nhà báo đăng tải. Hiện tại sự kỳ vọng của mọi người đối với đan chú nhan đã lên đến đỉnh điểm. Lô hàng 1 triệu viên đan chú nhan đầu tiên của Đường Thị được tung lên mạng đã bán hết sạch trong vòng 10 phút sau khi mở bán. Mà những người mua được đan chú nhan thì trực tiếp uống luôn. Chẳng bao lâu, nếp nhăn trên mặt của những người này lập tức biến mất, thậm chí có người còn từ tóc trắng biến thành tóc đen, thoáng chốc thực sự trẻ ra cả chục tuổi. Tiếp theo, tin tức đan chú nhan thật sự có thể trẻ lại 10 tuổi truyền đi khắp thế giới, không chỉ Thiên Hải, mà toàn bộ Trung Quốc cũng chấn động vì điều này. Suy cho cùng, đối với bất kỳ ai mà nói, sự cám dỗ trẻ ra cả chục tuổi là điều không thể tưởng tượng được. Chỉ cần là người bình thường, không ai lại không muốn trở nên trẻ hơn cả, nhất là những người đã bước vào tuổi xế chiều, nếu có thể trẻ ra 10 tuổi, tức là có thể sống lâu hơn những 10 năm. Nhưng trước đây, loại thuốc tiên có thể khiến người ta trẻ ra 10 tuổi này hoàn toàn không tồn tại, nó chỉ tồn tại trong dòng phim tiên hiệp mà thôi. Nhưng bây giờ loại thuốc tiên này thực sự đã xuất hiện, tất nhiên là cực kỳ chấn động rồi. Nhất thời, sự chú ý của tất cả mọi người trên khắp Trung Quốc đều đổ dồn vào đan chú nhan của Tập đoàn Đường Thị, thậm chí tất cả các thế lực đều đang nhắm vào Tập đoàn Đường Thị. Trong một phòng khách sạn nào đó ở Thiên Hải. Đây là đan chú nhan à? Thật sự có thể khiến người ta trẻ ra 10 tuổi sao? Hứa Thanh Lai, đệ tử ngự y trước đây từng xuất hiện ở nhà họ Đường, nhìn viên thuốc trong tay với đôi mắt sáng quắc. Sau khi Hứa Thanh Lai rời khỏi nhà họ Đường thì dự định tìm cơ hội ra tay với Đường Sở Sở, tuy nhiên khi biết Đường Thị đã tung ra đan chú nhan, anh ta lại rất tò mò về nó. Thân là đệ tử ngự y, đương nhiên Hứa Thanh Lai biết loại thuốc có thể khiến người ta trẻ ra 10 tuổi này không tồn tại trong thực tế. Nó chỉ tồn tại trong phim truyền hình thôi. Anh ta cảm thấy Tập đoàn Đường Thị đơn giản là đang lừa dối người tiêu dùng thôi nên đã đặc biệt nhờ người mua một viên, định tự mình uống, nhân cơ hội bắt thóp Đường Thị để uy hiếp người đẹp Đường Sở Sở. Chẳng bao lâu, Hứa Thanh Lai đã uống đan chú nhan. Ngay lập tức, anh ta cảm giác như một dòng nước ấm trong cơ thể, lan ra toàn thân. Tiếp theo, Hứa Thanh Lai đột nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cơ thể cũng trở nên có sức sống hơn. Mà khi soi gương, anh ta mới thấy mình thực sự trẻ hơn rất nhiều. Cái đan chú nhan này là thật hả? Hứa Thanh Lai không thể tin được, hai mắt mở to. Phải báo tin tức này cho sư phụ ngay mới được. Mắt Hứa Thanh Lai híp lại, như ý thức được điều gì đó, anh ta vội vàng trở về đế đô. Còn tại Tập đoàn Đường Thị, chủ tịch, độ hot của đan chú nhan này hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hiện giờ, tất cả đan chú nhan được bày bán đã bán hết sạch, mà vẫn có rất nhiều người đang chen chúc trong các cửa hàng của chúng ta muốn mua đan chú nhan. Thậm chí có không ít người giàu có sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua đan chú nhan, giá cổ phiếu Tập đoàn Đường Thị của chúng ta trực tiếp tăng vọt gấp mười mấy lần. Hiện tại Tập đoàn Đường Thị của chúng ta thật sự nổi tiếng rồi. Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở, hưng phấn nói. Những điều này tôi đã lường trước được rồi, chỉ là tôi đã bỏ sót một điều. Đường Sở Sở cau mày. Điều gì à? Tôn Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Sức ảnh hưởng mà đan chú nhan mang đến. Đường Sở Sở trầm ngâm nói. Ý của chủ tịch là. Tôn Tiểu Tiểu bối rối. Mặc dù đan chú nhan có thể giúp Đường Thị nhanh chóng nổi lên, trở thành tập đoàn lớn số 1, nhưng tác dụng trẻ ra 10 tuổi của nó chắc chắn sẽ bị vô số người để ý. Dù sao thì không ai có thể cưỡng lại sức cám dỗ của việc trẻ ra 10 tuổi cả. Có lẽ người bình thường sẽ chỉ mua một viên đan chú nhan, nhưng đối với những người mạnh hơn Đường Tập đoàn Đường Thị mà nói, thứ họ muốn có lẽ không chỉ là một viên đan chú nhan thôi đâu, mà điều này sẽ mang đến cho Đường Tập đoàn mang đến vô số nguy hiểm và tai họa. Là vì tôi đã quên mất sự thật rằng người tài giỏi thường hay bị ganh ghét tiêu diệt.
Ánh mắt Đường Sở Sở lóe lên, cô thở dài. Chớp mắt đã tới buổi chiều. Khu biệt thự Tử Kinh. Bên ngoài biệt thự số 3, Triệu Thiên Lâm dẫn theo một nhóm người mặc trang phục chiến đấu tới, đặt thiết quân luật xung quanh biệt thự. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, mặt mày rắn giỏi, dáng người cao lớn bước tới, tạo cho người ta một cảm giác áp bức mãnh liệt. Đại nhân, người đang ở bên trong ạ. Triệu Thiên Lâm nói với người đàn ông kia, các người ở đây canh giữ. Sau khi nói câu này, người đàn ông đi về phía biệt thự. Tự ý xâm nhập vào nhà riêng là bất lịch sự lắm đấy, anh có biết không? Trong biệt thự, Diệp Phàm ngồi trên sofa đưa mắt nhìn người đàn ông. Tôi là Quân Đao, đến từ chiến bộ của Trung Quốc. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm, nói thẳng luôn. Chiến bộ Trung Quốc. Diệp Phàm nghe thấy bốn chữ này thì cau mày, nhìn Quân Đao, anh tìm tôi làm gì? Thanh niên nước Lưu Ly mà cậu giết trước đó chính là thiếu gia nhà họ Kim, một trong tứ đại gia tộc của nước Lưu Ly. Hiện tại chiến bộ của nước Lưu Ly yêu cầu chúng tôi giao hung thủ cho bọn họ. Nếu không, nước Lưu Ly sẽ hủy bỏ hiệp ước mà chiến thần thiên sách lập ra, đưa quân sang xâm lược Trung Quốc. Quân Đao nói thẳng. Cho nên anh tới bắt tôi, còn muốn giao tôi cho nước Lưu Ly. Diệp Phàm nhìn Quân Đao, lạnh lùng nói. Hy sinh một mình cậu có thể cứu được toàn bộ Trung Quốc. Cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu thực hiện điều đó. Và cậu cũng sẽ trở thành một anh hùng được người dân Trung Quốc ghi nhớ, gia đình cậu sẽ được hưởng chăm sóc và ưu đãi đặc biệt. Quân Đao nói từng người một. Ha ha! Đối với việc này, Diệp Phàm khinh miệt cười một tiếng, nói, không ngờ chiến bộ của Trung Quốc lại trở nên hèn nhát vô năng như vậy, đối mặt với uy hiếp của một quốc gia nhỏ ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, thậm chí còn dự định hy sinh đồng bào của mình, đúng là vô dụng. Soạt! Ánh mắt Quân Đao lạnh như băng. Trên người anh ta đột nhiên toát ra sát khí khiến người ta nghẹt thở. Cậu không có tư cách nói như vậy. Quân Đao lạnh lùng nói. Tôi có nói gì sai à? Hơn 10 năm trước, đối mặt với hiệp ước nhục nhã do Liên minh Năm Quốc đề xuất, chiến thần thiên sách không có bất kỳ thỏa hiệp nào, trực tiếp lãnh đạo thiên sách quân chiến đấu với quân đội của năm nước, cuộc đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong trận chiến đó, không một người lính nào trong thiên sách quân có mảy may nào lùi bước. Đánh cho quân đội của năm nước phải quỳ xuống xin tha. Chiến thần thiên sách thậm chí còn buộc quốc chủ của năm nước phải lập hiệp ước không được tấn công Trung Quốc nữa. Năm đó Trung Quốc oai phong biết bao. Mà các người hiện giờ, chỉ là một mối đe dọa từ nước Lưu Ly thôi mà đã chọn thỏa hiệp. Các người không phải là đám vô năng bất tài thì là gì? Diệp Phàm gần từng chữ quát lên, trong mắt đầy khinh thường và miệt thị. Lập tức, thái độ của Quân Đao trở nên lạnh lùng. Trực tiếp tấn công Diệp Phàm. Mà cường giả của chiến bộ này vừa ra tay, liền đánh về phía Diệp Phàm như một thanh quân đao chân chính, thế mạnh không gì cản nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là cao thủ hàng đầu của chiến bộ Trung Quốc, Quân Đao vừa ra tay, đã phát ra sức mạnh khủng khiếp, trong không khí vang lên một âm thanh bùng nổ. Diệp Phàm nhìn thấy tấn công của Quân Đao với vẻ mặt thờ ơ. Ngay khi một đòn của đối phương chuẩn bị đánh lên người Diệp Phàm, hắn chợt ra một đòn, đụng độ với đòn đánh của Quân Đao. Cùng với một tiếng vang lớn, một luồng sức mạnh vô hình bắn ra tứ phía. Đồ đạc trong nhà, ghế sofa tan tành tại chỗ, biến thành một đống mảnh vụn. Soạt soạt, cơ thể Quân Đao lập tức lùi lại mấy bước, anh ta rên lên một tiếng, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng. Quân Đao đại nhân. Lúc này, Triệu Thiên Lâm xuất hiện trong biệt thự, thấy Quân Đao bị thương lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trình độ cũng khá đấy, nhưng tiếc lát ngay cả dũng khí chiến đấu vì tổ quốc cũng không có, chỉ biết hy sinh đồng bào của mình, giữ anh lại có ích lợi gì. Diệp Phàm nhìn Quân Đao, lạnh lùng quát lên. Nói xong, bóng dáng hắn xuất hiện trước mặt Quân Đao như ma quỷ, một tay biến thành móng vuốt, nháy mắt tóm lấy cổ Quân Đao nhấc lên. Khụ khụ, thoáng chốc. Mặt Quân Đao đỏ bừng lên, anh ta không ngừng ho sặc sụa và vùng vẫy. SSS. Triệu Thiên Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Quân Đao là cường giả hàng đầu trong chiến bộ Trung Quốc, không kém bao nhiêu so với mấy đại quân chủ, nhưng bây giờ lại bị hạ gục chỉ trong nháy mắt. Sao có thể như vậy được? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không có ai tin được cảnh tượng này.
Hơn nữa, người hạ gục quân đao lại là một thanh niên mới tầm 20 tuổi, chuyện này nếu truyền đến tai chiến bộ Trung Quốc, nhất định sẽ gây chấn động toàn bộ chiến bộ. Công tử, xin hãy bình tĩnh. Quân đao đại nhân không có ý định làm tổn thương cậu. Triệu Thiên Lâm nhanh chóng tiến lên, cúi người nói với Diệp Phàm. Không có ý định làm tổn thương tôi, muốn đưa tôi nộp cho nước Lưu Ly, như vậy mà còn gọi là không có ý định làm tổn thương. Anh cho rằng người dân nước Lưu Ly sẽ đối xử tử tế với tôi hả? Diệp Phàm nhìn Triệu Thiên Lâm, lạnh nhạt nói. Công tử, tất cả những điều này là kết quả sau khi thảo luận của chiến bộ, đó không phải là quyết định của một mình quân đao đại nhân, xin công tử rộng lượng tha mạng cho quân đao đại nhân. Triệu Thiên Lâm không ngừng khuyên nhủ Diệp Phàm. Dầm. Bất chợt, Diệp Phàm vung tay lên, quân đao rơi xuống đất, phun ra máu. Quân đao đại nhân, ngài thế nào rồi? Triệu Thiên Lâm đi tới bên cạnh quân đao, đỡ anh ta dậy. Quân đao đứng dậy, ho khan không ngừng, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chiêu thức cậu vừa dùng là cầm thiên trảo. Cầm thiên trảo, đó chẳng phải là... Triệu Thiên Lâm giật mình khi nghe những lời của quân đao. Cầm thiên trảo này là tuyệt học của chiến thần thiên sách, chiến thần đệ nhất Trung Quốc. Có tin đồn rằng năm đó chiến thần thiên sách chỉ dựa vào chiêu tuyệt học này mà tóm được thống soái của liên quân năm nước, uy danh gây chấn động khắp bốn bể. Anh cũng có mắt nhìn đấy, thế mà lại biết cầm thiên trảo. Diệp Phàm liếc nhìn quân đao. Sao cậu lại biết tuyệt học của chiến thần thiên sách? Cậu là gì của chiến thần thiên sách? Quân đao nhìn Diệp Phàm, vừa hào hứng vừa xúc động nói. Tôi là gì của chiến thần thiên sách thì có liên quan gì đến anh? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chiến thần thiên sách đâu? Ngài ấy còn sống không? Quân đao nhìn Diệp Phàm không ngừng hỏi, ánh mắt nóng cháy. Chuyện này không liên quan gì đến anh, nể tình anh là người Trung Quốc, hôm nay tôi không giết anh, giờ thì xéo đi. Diệp Phàm lạnh lùng quát lên. Quân đao muốn nói gì đó, lại bị Triệu Thiên Lâm ngăn lại, sau đó nhìn Diệp Phàm. Xin lỗi công tử, chúng tôi đi ngay đây. Chờ đã, đồ đạc và ghế sofa của tôi đều bị phá hỏng rồi, các người không tính bồi thường cho tôi hả? Ngay sau đó, Diệp Phàm lên tiếng. Vâng, tôi sẽ nhờ người mua đồ nội thất và ghế sofa mới để đền bù cho cậu. Triệu Thiên Lâm vội vàng nói, sau đó kéo quân đao rời khỏi đây. Trông tên này kích động như vậy, có khi nào gã có quan hệ gì với Lục sư phụ không? Diệp Phàm lẩm bẩm. Bên ngoài biệt thự, quân đao lạnh lùng nói, cầm thiên trảo là tuyệt học của chiến thần thiên sách, chắc chắn cậu ta có quan hệ gì đó với chiến thần thiên sách. Quân đao đại nhân, xin ngài đừng kích động, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại báo cáo chuyện này với Long Soái đã rồi nói tiếp. Triệu Thiên Lâm trầm giọng nói. Cậu lập tức phái người đi điều tra thân phận và lai lịch của chàng trai này cho tôi. Tôi muốn biết tất cả thông tin về cậu ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại. Quân đao nhìn Triệu Thiên Lâm, lạnh lùng quát. Vâng. Triệu Thiên Lâm gật đầu. Mà trong phòng VIP của một câu lạc bộ ở Thiên Hải. Một thanh niên nhuộm tóc vàng, mặc trang phục Armani đang ngồi đây uống rượu, trước mặt có hai cô người mẫu đang yêu kiểu bóp vai đấm chân cho anh ta, mặt đầy thỏa mãn. Thiếu gia. Lúc này, một người đàn ông mặc vest bước nhanh vào. Đã tra ra ai là người giết Hoa Hồng Trắng chưa? Người thanh niên lạnh lùng nói. Hoa Hồng Trắng mà anh ta đang nói đến chính là người phụ nữ mặc sườn xám trong câu lạc bộ nơi thiếu gia nhà họ Đỗ bắt cóc Trần Tiểu Manh khi trước. Thưa thiếu gia, thông qua camera giám sát chúng tôi đã tra ra người này chính là người đàn ông của chủ tịch tập đoàn Đường Thị, tên là Diệp Phàm. Những người đàn ông mặc vest lần lượt nói. Chủ tịch tập đoàn Đường Thị, chính là cô chủ tịch xinh đẹp bậc nhất Thiên Hải kia ư. Không ngờ mỹ nhân này lại có chủ rồi cơ đấy. Hai mắt người thanh niên híp lại, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Thiếu gia, nhị thiếu gia nhà họ Giang tới rồi ạ. Lúc này, một người đàn ông khác bước vào nói. Cho cậu ta vào. Người thanh niên lạnh lùng nói. Rất nhanh, Giang Thiên Dương, đứa con thứ hai của nhà họ Giang bước vào, cúi đầu chào người thanh niên, nói, tham kiến ngụy thiếu gia. Thứ vô dụng này, bổn thiếu gia đã giúp ngươi giải quyết anh trai cậu. Nhưng cậu vẫn chưa thâu tóm được nhà họ Giang, vẫn chưa lấy được thứ mà bổn thiếu gia muốn, cậu còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt bổn thiếu gia à? Người thanh niên nhìn về phía Giang Thiên Dương, quát lớn. Xin ngụy thiếu gia thứ tội, là do tôi bất tài.
chỉ là vốn dĩ đã lên kế hoạch ổn thỏa cả rồi, không ngờ ngang đường nhảy ra một hòn đá ngáng đường, không biết cháu gái tôi tìm được một đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, lại giải được độc cho anh trai tôi. Giang Thiên Dương nói, đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, cậu chắc chứ? Lúc này, một ông già tóc tai rối bù ngồi một bên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt rợn người nhìn chằm chằm Giang Thiên Dương. Đúng vậy, đối phương tự xưng là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc. Giang Thiên Dương gật đầu. Tôn lão, đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc này rất lợi hại hả? Thậm chí ngay cả độc của ông cũng có thể giải được. Người thanh niên đưa mắt nhìn ông già. Nếu cậu ta thật sự là đệ tử của Y Thánh Quỷ Cốc, vậy thì đúng là có thể giải được độc của tôi. Chỉ là Y Thánh Quỷ Cốc đã biến mất nhiều năm rồi, sao đệ tử của ông ta lại bất ngờ xuất hiện vậy? Chẳng lẽ hắn ta cũng tới vì thứ đó? Ông già cau mày. Cái gì, còn có người khác để mắt tới thứ đó à? Sắc mặt người thanh niên lập tức thay đổi. Có vẻ như chúng ta không thể chờ thêm nữa rồi. Ông già trầm giọng nói, đã như vậy rồi, chúng ta hành động luôn trong đêm nay đi. Sau đêm nay, cậu sẽ là chủ gia tộc tân nhiệm của nhà họ Giang. Người thanh niên vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Thiên Dương. Trong mắt Giang Thiên Dương hiện lên vẻ vui mừng, nói, cảm ơn Ngụy thiếu gia. Lúc này ở Đế Đô, khi thiếu gia nhà Âu Dương Mục biết được tất cả người mình phái đến Thiên Hải đều chết thảm, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chết hết rồi à? Có vẻ bổn thiếu gia đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi. Thông báo cho huyết thủ, bảo anh ta tự tay đưa thằng nhóc này về cho bổn thiếu gia. U Dương Mục lạnh lùng nói. Vâng thưa thiếu chủ. Một người đàn ông đứng trước mặt Âu Dương Mục gật đầu. Đúng rồi, sinh nhật Vân Hy sắp đến rồi, ông cho người chuẩn bị cho tôi món quà độc đáo, lần này tôi nhất định phải chiếm được trái tim Vân Hy. U Dương Mục bất ngờ nói. Thiếu chủ, tôi nghe nói hội đấu giá Thiên Long sắp tổ chức một buổi đấu giá đấy. Tới lúc đó, một trong ba viên ngọc quý bậc nhất trong giới trang sức nước mắt thiên sứ sẽ được bán đấu giá. Người đàn ông nói. Nước mắt thiên sứ à? Ánh mắt Âu Dương Mục sáng lên, nói, vậy thì, chắc chắn Vân Hy sẽ thích lắm đây. Nhưng mà thiếu chủ này, có tin đồn năm xưa ông cụ nhà họ Khương đã hứa hôn với Điện Chủ Long Vương Điện, là sẽ gả tiểu thư Vân Hy cho đồ đệ của Điện Chủ Long Vương Điện. Nếu hôn sự này là sự thật, e rằng. Người đàn ông kia lại nói, Điện Chủ Long Vương Điện đã biến mất mười mấy năm, chỉ sợ bây giờ đã là một nắm đất vàng rồi, ở đâu ra đồ đệ chứ? Đương nhiên hôn sự này không tính. Vân Hy chỉ có thể thuộc về bổn thiếu gia thôi. Hai mắt Âu Dương Mục sáng quắc, độc đoán nói.